Chương 417, túm nhầm chỗ. Chụt. Một thanh âm quái dị vang lên, Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng, cảm giác trên mặt giống như có một cơn gió ấm áp lướt qua, Hạ Giai Trinh như một chiếc lá rụng, đã sớm bay đi, ở đây chỉ còn vương lại một mùi hương thơm nhàn nhạt. Diệp Phàm đưa tay sờ sờ, không sờ thấy người, thật sự không cẩn thận bị cái mông Hạ Giai Trinh lướt nhẹ qua. 5 vạn đồng, bị cô ta cướp đi rồi, ha ha ha, sờ sờ lên mặt, anh chưa nào đó lẩm bẩm tự nói. Không sai, không phải nằm mơ, trên mặt vẫn còn đọng lại nước miếng. Không biết có dấu son dính vào hay không, có lẽ không có, hôm nay hình như cô ấy không dùng son môi. Hạnh phúc quá, đắt quá, 5 vạn đồng một nụ hôn, làm ăn như vậy đến cái quần cũng không còn mà mặc. Ai, cô ấy thật giống như một đứa trẻ. Trợ lý Diệp, mới vừa rồi bí thư Hạ lấy đi 5 vạn đồng, do anh phê chuẩn. Thời gian không còn nhiều nữa, xin hỏi lúc nào thì anh lên đường. Lúc này Đinh Hương muội nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc của bí thư Hạ ra hỏi, thấy Diệp Phàm đang ngẩn người, cũng ngây người một chút, cảm giác làm sao có chút mùi vị lạ lạ, nhưng cô ta cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là tiếng đóng cửa, rầm, sau đó là một tiếng thở nhẹ kinh hoàng vang lên, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Đúng, không sai. Phó chủ nhiệm văn phòng Đinh Hương muội đã bị Diệp Phàm kéo vào trong lòng, đặt lên trên bàn. Kể môi áp má bắt đầu hành động. Đinh Hương muội đầu tiên hoảng hốt mấy giây, sau đó bình tĩnh lại, tận lực phối hợp động tác với người nào đấy. Một nụ hôn dài như hàng thế kỷ, hai người đều vô cùng thỏa mãn. Thật ra Đinh Hương muội lúc này chỉ là vật thay thế của Hạ Giai Trinh, Diệp Phàm hôn nàng nhưng trong ý thức lại xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi ướt át của Hạ Giai Trinh. Đinh Hương muội đương nhiên không hiểu được nguyên nhân bên trong, ngồi dậy sửa sang lại quần áo. Lại giúp Diệp Phàm sửa sang lại y phục đã có chút sộc sạch, lấy ra chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau đi dấu môi son nhàn nhạt trên môi Diệp Phàm, vùi đầu vào trong lòng Diệp Phàm, trong đôi mắt mơ hồ có chút ấm áp hạnh phúc. Chồng em đối xử với em không tốt có phải không? Diệp Phàm buột miệng hỏi, thấy người vùi đầu trong ngực mình có dáng vẻ thút thít tội nghiệp, vô cùng đáng thương. Y là thầy giáo trung học, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thủy Châu, cả ngày giao tiếp với một đám con nít trai trai. Cảm giác rất phiền, năm ngoái còn cãi nhau một trận với hiệu trưởng, vị hiệu trưởng đó thỉnh thoảng vẫn nghĩ ra mấy trò dạy dỗ y. Khi bắt đầu học kỳ cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Trong lớp học của y có một đứa trẻ bị người ta đánh. Lúc ấy chồng của Đinh Hương muội vừa lúc đi vệ sinh, hiệu trưởng nói y không quản lý được lớp học, vô trách nhiệm, lúc ấy y cũng cãi nói mình bị tiêu chảy, còn lấy ra giấy chứng minh của bệnh viện, nhưng hiệu trưởng vẫn gạt đi. Cuối cùng, ai? Cuối cùng bị điều đến trường trung học thị trấn Quy Hồ. Hiện tại ngay cả ngày chủ nhật cũng không muốn về, một tháng mới về nhà một lần. Cho nên cứ muốn đổi nghề sang ngành khác, đáng tiếc chúng em không quen biết ai trong huyện, chuyện này tương đối khó khăn. Tiền cũng đưa không ít, nhưng vẫn không có động tĩnh. Trước kia vì chữa bệnh cho cha em nên trong nhà có 10 vạn đồng để dành đã tiêu hết rồi. Em lúc ấy cưới y nói thẳng ra cũng có chút ép buộc. Thật ra không phải người nhà y ép, mà là mẹ em ép vì muốn báo ân. Mười mấy vạn đồng em cũng chưa trả được, đành phải dùng cuộc đời này để trả nợ. Đinh Hương muội đau buồn nói, vẻ mặt đầy sầu muộn. Y đánh em sao? Diệp Phàm vuốt mái tóc mềm mại của Đinh Hương muội hỏi. Thỉnh thoảng cũng đánh nhau, nổi giận rồi thì uống rượu giải sầu. Ai? Một giọt nước mắt trên mặt Đinh Hương muội cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống. Y có muốn tới công tác ở thị trấn không? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, dựa vào quan hệ của mình với bí thư đảng ủy Liễu Chính của thị trấn Quy Hồ muốn thu xếp một vị trí có lẽ không khó. Anh nói y có hy vọng. Ninh Hương muội ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như toát ra một mùi vị phức tạp khó nói. Bí thư Liễu của thị trấn Quy Hồ cũng có quan hệ với anh, nói không chừng có thể thu xếp được. Diệp Phàm nói. Y nhất định đồng ý. Cảm ơn trợ lý Diệp. Hương muội không có gì có thể báo đáp anh, cảm ơn. Ninh Hương muội nghẹn ngào kích động không thôi, cặp núi đôi trước ngực cọ cọ vào khiến chỗ kín của Diệp Phàm lại có phản ứng, Ninh Hương muội đương nhiên cũng cảm thấy vật cứng, mặt thoáng cái đỏ ửng. Không có chuyện gì, chúng ta là đồng nghiệp, đi thôi. Lên đường, em lên xe anh, chúng ta cùng đi. Diệp Phàm vỗ về người trong lòng, khó khăn rời đi. Đoàn xe khởi hành, Trương Cường lái xe ở phía trước. Diệp Phàm và Đinh Hương muội ngồi ở phía sau.
Hai người trầm mặc một hồi. Trợ lý Diệp, em cảm thấy chuyện trừ tiền lương của ngũ đoá kim hoa trong cục rất phiền toái. Ninh Hương muội lo lắng nói. Dù sao người đứng phía sau ngũ đoá kim hoa cũng quá cường đại, hợp lại chính là một vòng tròn nhỏ. Chồng của ngũ đoá kim hoa theo thứ tự là phó chủ tịch huyện, cục trưởng cục nhân sự, chủ nhiệm ban thông tin, chủ nhiệm ủy ban nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát. Lấy chủ nhiệm ban thông tin thấp kém nhất là Ngưu Lập Phú ra để nói, mặc dù nói y không có thực quyền bao nhiêu, nhưng muốn tố cáo tội trạng của anh, chọn ra một số thư tín bất lợi đối với anh chuyển đến tay bí thư, chủ tịch huyện vẫn tương đối dễ dàng. Lần trước thập đại tội trạng của Diệp Phàm chính là do chủ nhiệm ban thông tin Ngưu Lập Phú chuyển cho chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh. Cho nên đây quả thực là một tổ ong vò vẽ, chọc vào một cái sẽ cực kỳ phiền toái. Ha ha, không sao, nếu không chỉnh đốn một chút thì cũng quá vô lý, nếu cứ tiếp tục như vậy, người trong cục mà không đi làm thì làm thế nào quản lý cục này nữa? Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười. Chuyện này anh là cục trưởng, anh quyết định là được, em sẽ thi hành. Tiền lương tháng này của 5 người này không chuyển vào thẻ của họ nữa. Ninh Hương muội rất là bất đắc dĩ, lãnh đạo của mình là một người trẻ tuổi, đầy nhiệt tình, đầy kiêu ngạo, tựa hồ giống như không đặt ngũ đoá kim hoa trong mắt. Không sao, nếu các cô ấy đến hỏi em cứ nói với anh, kêu bọn họ tới tìm anh là được, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất khó coi, nhìn lướt qua Ninh Hương muội, phát hiện ở ghế trên đặt một cái dương lớn, tách rời hàng ghế sau ra. Hơn nữa chiếc dương rất cao, căn bản đụng đến nóc xe. Trong xe khá rộng rãi, hàng sau có ngồi 4 người cũng không cảm thấy chật, chiều dài cũng gia tăng thêm một chút, cái dương này trái lại là thứ rất thích hợp, ngăn cản tầm mắt Trương Cường đang lái xe ở phía trước, phía sau có làm chuyện gì có lẽ cũng không nhìn thấy. Hơn nữa Trương Cường sau khi vừa lên xe cũng không quay đầu lại, quy củ tập trung vào lái xe, cho dù có quay đầu lại cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu người ngồi ở hàng ghế sau. Thật ra Trương Cường căn bản sẽ không quay đầu lại, vì Thiết Chiêm Hùng có giao đãi, đối với cố vấn Diệp phải rất cung kính, mới có thể mò được lễ vật tốt. Trong lòng Diệp Phàm vui mừng, thầm kêu lên, cơ hội tới rồi, mẹ nó, chiếc dương này tốt thật. Luồng tình thú mới vừa rồi bị Hạ Gia Trinh kích thích vẫn chưa tan hết, tay không khỏi đưa tới, xuyên qua chiếc áo jacket thoáng cái nắm lấy đầu núi đôi của Ninh Hương muội. Ninh Hương muội sợ hết hồn. Dương mắt nhìn Trương Cường đang lái xe phía trước, cũng cảm giác hình như y không nhìn thấy cái gì cả, cũng yên lòng hơn nhiều, liếc Diệp Phàm mấy cái, không lên tiếng, người vẫn ngồi như cũ. Bộ ngực bị trà sát một hồi, phía dưới cũng tương tự, Ninh Hương muội cũng có chút kích thích, cảm giác thân thể bắt đầu nóng ran lên, bắt đầu tê dại. Cô liếc nhìn Diệp Phàm một cái, phát hiện chỗ bên dưới của hắn đã dựng thẳng tắp lên như một ngọn giáo. Biết hắn rất khó chịu nên nhất thời mềm lòng đưa tay cầm lấy nhẹ nhàng vuốt ve. Cả hai vừa hành động vừa nói chuyện để phân tán lực chú ý của Trương Cường đang lái xe, dù sao cũng không thể bịt lỗ tai người ta được. Trợ lý Diệp, lần này cả nhà tiên sinh Tiếu Phi Thành đều tới. Ngô phu nhân dáng người rất phúc hậu, nhưng con gái bà ấy lại có chút. Ninh Hương muội chỉ nói nửa câu, hình như không tiện nói ra. Con gái của bà ấy làm sao? Diệp Phàm hỏi. Con gái của bà ấy tên là Tiếu Nhân Hề, vóc người và gương mặt đều xinh đẹp, thật sự là một mỹ nhân, chỉ là trên mặt có một vết bớt, nhỏ bằng đầu ngón út. Thật đáng tiếc, nếu như không có vết bớt ấy thì là một đại mỹ nữ 10 phân vẹn 10 rồi. Ninh Hương muội thở dài bắt tay vào làm, động tác lại càng tăng nhanh hơn không ít. Nhưng đồ vật của Diệp Phàm chính là không chịu ra ngoài. Lúc này xe dừng lại, đoán chừng phía trước bị kẹt xe. Ninh Hương muội không thể làm gì khác hơn là ngưng động tác, kéo khóa lên. Lúc này phát hiện gương mặt của Vệ Sơ Tinh đột ngột hiện ra trước cửa sổ, Diệp Phàm vội vàng mở cửa xe ra. Trợ lý Diệp, xe của chủ tịch huyện vệ bị bể lốp rồi, đường này lại không dễ đi, xe của anh tốt hơn, đành phải chịu chật một chút vậy. Thư ký của Vệ Sơ Tinh nói. Lên xe đi. Diệp Phàm nói. Ninh Hương muội biết điều xuống xe. Cùng với thư ký của Vệ Sơ Tinh bê chiếc dương lên chiếc xe tải. Trong xe lại đổi một mùi thơm nhàn nhạt, có chút giống như hoa bách hợp, Vệ Sơ Tinh ngồi xuống, liếc mắt nhìn xe của Diệp Phàm cười nói. Không tệ đâu, trợ lý Diệp, chiếc xe này của anh phong cách hơn chiếc xe của tôi nhiều. Không dám, cô là chủ tịch huyện, tôi làm sao có thể so sánh với cô được, xe này chẳng qua của một người bạn cho mượn dùng lúc cần thôi. Diệp Phàm thật thà chất phác cười cười. Rất là khiêm nhường,
mắng thầm, thật là xui xẻo, cái thứ này sắp đi ra lại gặp phải chuyện xui xẻo, nếu Vệ Sơ Tinh chịu cho mình đùa thì hoàn hảo rồi. Ai? Nghĩ tới đây, ánh mắt lại không khỏi mịt mờ lướt về hướng Vệ Sơ Tinh, vì hai người ngồi cùng một hàng ghế, theo sự lắc lư của chiếc xe, tay còn thỉnh thoảng chạm vào nhau, một luồng hơi thở trực tiếp phả tới, thằng nhóc ở dưới lập tức có chút ngọ nguậy, dần dần lại có phản ứng liền hoảng hốt vội vàng đọc thanh tâm quyết, sau khi hành khí mấy vòng mới có thể đè áp được luồng tà hỏa này, trong lòng cứ gào thét không yên, nếu để cho Vệ Sơ Tinh nhìn thấy, người ta sẽ nghĩ như thế nào, đến lúc đó thật sự quá mất mặt. Người bạn của cậu nhất định là người rất giàu có, người có thể mua được chiếc xe này không đơn giản. Vệ Sơ Tinh mỉm cười nhàn nhạt, rất có phong thái dịu dàng. Đoán chừng có 200-300 vạn, cũng không xem là rất giàu, nghe nói chiếc xe này chỉ là xe mua lại thôi. Diệp Phàm tận lực che giấu, hắn cũng không muốn để Vệ Sơ Tinh nhìn ra lai lịch của chiếc xe này. Hàng đã dùng rồi, ha ha ha, hàng đã dùng rồi 70-80 vạn cũng không đơn giản. Vệ Sơ Tinh như có ẩn ý, giống như nhìn thấu cái gì đó, nhưng cô ta cũng không nói rõ. Hỏng bét, mình không nghĩ tới Vệ Sơ Tinh thuộc phái đi du học chính tông, nói không chừng ở nước ngoài đã từng nhìn thấy chiếc xe này rồi, có chút khéo quá hóa vụng rồi, Diệp Phàm âm thầm tự mắng. Két, một tiếng thắng gấp, chiếc xe Wrangler đột nhiên rẽ gấp, lắc lư kịch liệt nghiêng sang một bên, tựa hồ như sắp treo lơ lửng giữa trời, nhưng có lẽ Trương Cường có kỹ thuật tốt, cuối cùng dừng xe lại. Vệ Sơ Tinh không có phòng bị hét lên một tiếng thét chói tai, đầu đập mạnh về chiếc ghế phía trước. Diệp Phàm nhanh mắt vội túm lấy Vệ Sơ Tinh, vì để khống chế cơ thể, hơn nữa Vệ Sơ Tinh lao về trước quá mạnh, hai người đương nhiên ôm chặt lấy nhau. Diệp Phàm mạnh mẽ dùng chân chống đỡ phía trước ổn định thân thể, ôm chặt lấy Vệ Sơ Tinh trong lòng, vì sợ cô ta bị ngã. Hắn cảm giác hai ngọn núi đôi cao vút bị dồn ép đến biến dạng, đó là một loại kích thích khác loại. Tâm tư thay đổi như điện xẹt, cố ý tiếp tục, bàn tay hơi dùng sức, thuận thế nghiêng Vệ Sơ Tinh đi, một tay túm vào cặp núi đôi trước ngực Vệ Sơ Tinh, thuận thế áp cả gương mặt vào khuôn mặt mềm mại của Vệ Sơ Tinh, thầm nghĩ, ai ra? Da mặt chủ tịch huyện thật đúng là mềm mại. Đương nhiên, tất cả hành động này đều hoàn thành trước khi chiếc xe còn chưa dừng lại ổn định, nói thì chậm nhưng làm lại rất nhanh, tuy nhiên Diệp Phàm là cao thủ thất đoạn, chút thủ đoạn này đối với hắn mà nói không thể nào làm khó. Không lâu sau, chiếc xe đã dừng lại, nếu như giả vờ không biết tiếp tục làm tiếp thì lỗ liễu quá, anh chàng luyến tiếc ngẩng đầu lên hỏi. Chuyện gì vậy? Phía trước đột nhiên trượt xuống một tảng đá lớn từ trên núi, tốc độ rất nhanh, may là tránh kịp, nếu không đập lên xe rồi. Trương Cường vẫn còn hoảng sợ, mở cửa xe nhảy xuống. Hừ, còn không buông tay. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Vệ Sơ Tinh đã kịp phản ứng, cảm giác có chút quái dị. Thấy cặp núi đôi trước ngực mình bị nắm chặt trong lòng bàn tay, một luồng cảm giác khác thường nhất thời truyền khắp toàn thân. Trong lòng có chút hoài nghi mới vừa rồi Diệp Phàm có cố ý làm chuyện xấu, nhưng lại không có chứng cứ gì, nếu như chất vấn thì có chút lấy oán báo ân rồi, người ta có lòng tốt cứu mình, khi cứu người tình huống khẩn cấp, làm sao có thể để ý nhiều như vậy, trong lòng Vệ Sơ Tinh lại thở dài một hơi, đành phải không cam lòng ngậm bồ hòn làm ngọt. Tôi túm lộn chỗ. Diệp Phàm như giật mình, quính lên, ngay cả lời nói như vậy cũng nói ra được. Anh, hừ. Vệ Sơ Tinh thiếu chút nữa nổi giận, thầm nghĩ anh túm lộn chỗ, vậy muốn túm vào chỗ nào của tôi chứ? Lẽ nào vừa rồi hắn ta thật sự cố ý, có lẽ không phải, trừ phi là cao thủ võ lâm trong TV mới có thân thủ như vậy. Hừ một tiếng bước xuống xe, phát hiện Trương Cường đang cầm một cây gậy thép 7 tảng đá kia, đoán chừng cũng phải nặng 700-800 cân. Mẹ ơi! Xúc cảm cũng không tệ lắm, rất là đàn hồi, quả nhiên là một vưu vật. Ai, mình dù gì cũng là một cao thủ thất đoạn, làm sao nhìn thấy con cọp cái đó lại có chút nhút nhát, quái thật, lẽ nào thật sự là âm khắc dương sao? Thật tương trùng, Diệp Phàm âm thầm nuốt nước miếng. Hai người hợp lực, không lâu thì đã lật được hòn đá, lại một lần nữa lên xe. Lần này Vệ Sơ Tinh có bài học lúc trước, cho nên thân thể dựa thật sát vào phía cửa xe đối diện. Cách Diệp Phàm đến nửa thước, giống như đang phòng ngự một con sói. Ai, con đường này vừa xấu vừa nguy hiểm. Bên dựa vào núi toàn là vách đá, tảng đá khổng lồ phía trên thì lảo đảo muốn ngã, không cẩn thận lao vào xe thì rất có thể tạo ra thảm kịch xe hủy người chết. Diệp Phàm thở dài, nói đầy ẩn ý. Đúng, đường quốc lộ ở Ngư Dương thật sự rất xấu,
tôi ở tỉnh Nam Phúc nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua con đường nào xấu như vậy, đáng tiếc tài chính của huyện eo hẹp, nếu không thật sự nên sửa chữa lại con đường này. Vệ Sơ Tinh cũng có chút lo lắng, chuyện mới gặp vừa rồi thật sự làm cô ta vẫn có chút sợ hết hồn hết vía. Chủ tịch huyện vệ, nghe nói cô từ trong tỉnh xuống, vẫn phải nghĩ cách kiếm một ít tiền từ trong tỉnh mới được. Nếu tiếp tục để con đường này như vậy thì đừng nói gì đến chuyện kinh tế bay lên, chỉ có thể là một mơ ước. Thương nhân bên ngoài hoặc khách từ nơi khác vừa nhìn thấy con đường này của chúng ta đã tắt lửa rồi, làm sao còn chịu tới đốt tiền, có lẽ ngay cả bong bóng cũng không toát ra được. Diệp Phàm lại từ từ dẫn dắt Vệ Sơ Tinh về, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền. Tôi biết tâm tư của anh, có phải vẫn còn đang trách chuyện huyện đã phủ quyết, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền của anh. Vệ Sơ Tinh lộ ra một nụ cười, trong lòng vẫn rất ngưỡng mộ kế hoạch sửa đường của Diệp Phàm, nhưng cảm giác người này có chút hèn mọn, cặp mắt kia cứ thích nhìn khe rãnh của mình, vừa rồi càng càn rỡ hơn, nắm lấy chỗ đó của mình, đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút mơ hồ kích động không ngừng nghỉ. Vệ Sơ Tinh từ khi bạn trai lúc học đại học ra nước ngoài ruồng bỏ mình, đến bây giờ vẫn chưa tìm người khác, trong lòng luôn có cảm giác khinh thường loại đàn ông trong thiên hạ. Cho nên khi Diệp Phàm sờ vào cặp núi đôi của cô ta, lại nhìn thấy cô cử nhân 18 tuổi tốt nghiệp hải đại, hơn nữa còn rất ngạo mạn, công tác nửa năm đã liên tiếp thăng liền 3 cấp. Từ một nhân viên bình thường ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn lớn nhất của Ngư Dương đệ nhất, trong lòng có khí. Lúc ấy như khiến Vệ Sơ Tinh tìm lại được cảm giác của người bạn trai ưu tú trước kia, cho nên Diệp Phàm vô hình trở thành vật thay thế của người bạn trai đó, nhưng vật thay thế này lại là một kẻ xui xẻo. Vì Vệ Sơ Tinh hận người bạn trai của cô ta muốn chết, Diệp Phàm không phải đụng chúng vào lỗ châu mai sao. Cộng thêm chuyện lùi đường sau này, có người diễn trò chọc vào Vệ Sơ Tinh, ấn tượng đó càng sâu đậm, mới phát sinh chuyện sau này cứ cắn chặt Diệp Phàm không buông tha, bãi chức còn muốn xử theo pháp luật. Chương 418, Chủ tịch huyện nói có lợi ích. Thật ra trong lòng Vệ Sơ Tinh cũng buồn bực tự hỏi mình tại sao. Từ trong đáy lòng tự phân tích bản thân thì chính là bản thân có chút ghen ghét loại đàn ông đặc biệt ưu tú, người bạn trai trước kia của mình chính là thuộc về loại đặc biệt ưu tú, cho nên đồng chí Diệp Phàm mới trở thành người chịu tội thay. Đương nhiên luồng ánh mắt hèn mọn đó là Diệp Phàm cố ý làm, ánh mắt đó cứ dính chặt lấy người Vệ Sơ Tinh vì hắn vẫn muốn trả thù thái độ của Vệ Sơ Tinh đối với hắn. Trợ lý Diệp, về chuyện thuyết phục tiên sinh Thiếu Phi Thành, anh thật sự không có cách gì sao? Vệ Sơ Tinh vẫn quan tâm đến vấn đề khai triển kinh tế. Chuyện này rất khó, nguyên nhân tôi đã sớm nói tới rồi, có lẽ khả năng rất thấp. Diệp Phàm lắc đầu. Trợ lý Diệp, chúng ta phải giỏi đột phá, gặp phải khó khăn thì không thể thoái thác mà phải kiên quyết tiến thủ mới được. Anh còn trẻ đã có thể ngồi lên vị trí trợ lý chủ tịch huyện, đây là bí thư cổ và huyện tín nhiệm anh mới đem trọng trách này giao lại cho anh. Từ lý lịch của anh cũng có thể thấy được, anh tương đối có năng lực, thậm chí có thể nói là kiệt xuất, 18 tuổi tốt nghiệp Đại học Hải Giang, đến Đập Thiên Thủy hàng phục một đám thôn dân lạc hậu, ngang ngược không dễ quản lý, trong thời gian ngắn ngủi nửa năm anh liên tục đảm nhiệm chức phó chủ tịch thị trấn, phó bí thư, chủ tịch thị trấn, cho đến cục trưởng cục tôn giáo, hiện tại lại là trợ lý chủ tịch huyện. Con đường đề bạt của anh từ trước đến nay chưa từng có, hơn nữa tình huống của gia đình anh chúng tôi cũng biết, cũng không phải là đặc biệt tốt. Chứng tỏ những thứ này đều là dựa vào sự cố gắng của bản thân anh đổi lấy. Khi ở Lâm Tuyền anh có thể lôi kéo tới hơn 3.000 vạn đầu tư, tại sao đối với nhà máy thảm sợi anh lại buông tay không bận tâm đến chứ? Tôi tin anh nhất định có thể nghĩ ra cách, con người ta cần phải sống, miễn là còn sống thì có thể nghĩ ra cách. Bí thư cổ và tôi đều ký thác kỳ vọng đối với anh. Nếu như chuyện lần này có thể thành công, còn có công tác trọng yếu hơn muốn giao đãi cho anh. Vệ Sơ Tinh khua môi múa mép, ra sức đạp Diệp Phàm vào cái bẫy đã đào sẵn, hơn nữa còn mơ hồ ném ra chiếc bánh ngọt. Ha ha ha, dòng sông cũng có lúc cạn, huống hồ tôi làm sao so được với dòng sông. Diệp Phàm vẫn giữ đầu óc tỉnh táo, miệng uyển chuyển từ chối. Lấy khi tôi ở Lâm Tuyền ra mà nói, phát đại lực lôi kéo tới 3.500 vạn đầu tư, vì bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, tôi đã chạy ngược chạy xuôi. Sống dở chết dở cũng xin được hơn 1.000 vạn tài chính, đã sắp biến thành bang chủ cái bang rồi. Cuối cùng thì thế nào chứ? Ha ha, nếu nói ra thật khiến người ta lạnh lòng, không phải bị lột mất chức vụ chủ tịch thị trấn sao, nghe nói thiếu chút nữa còn phải ngồi đại lao. Tôi nghĩ, chuyện này không thể làm được,
nếu tiếp tục làm không chừng tôi sẽ ngồi đại lao thật. Người cống hiến sức lực xong thì bị ruồng bỏ chính là nói tôi đấy. Ha ha ha, người không làm việc thì được thăng quan, người làm việc lại bị phê bình, nếu làm việc thì đắc tội với người ta, lại còn xuất hiện một số khuyết điểm nhỏ, không làm việc thì đương nhiên không có việc gì, không làm chuyện thích phí công làm việc, cuối cùng biến thành tất cả mọi người không muốn làm việc, cho nên, ha ha, tôi việc gì phải khổ sở như vậy. Diệp Phàm cười khổ, đương nhiên là giả bộ cho Vệ Sơ Tinh nhìn thấy. Tôi biết anh có ủy khuất, chuyện lúc đó anh xử lý cũng có chút không thỏa đáng. Sau này không phải chúng tôi đã đền bù cho anh sao? Anh đã là trợ lý chủ tịch huyện còn gì nữa? Vệ Sơ Tinh hơi có chút tức giận rồi, liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Trợ lý chủ tịch huyện không phải là cán bộ cấp phó ban sao? Tôi hiện tại đang hưởng thụ đãi ngộ cấp trưởng phòng. Diệp Phàm không tỏ ra yếu thế cãi lại, thầm nghĩ, các người chẳng qua thấy tôi có năng lực lôi kéo đầu tư, muốn lợi dụng tôi thôi. Muốn đãi ngộ cấp phó ban cũng được, nhưng anh phải lấy ra chút gì đó để mọi người nhìn thấy chứ. Tôi cũng không muốn nói nhiều với anh, lần này nếu chuyện của nhà máy thảm sợi thành công, huyện chúng ta không phải muốn thành lập cục chiêu thương sao? Sau này cục tôn giáo và cục chiêu thương đều giao lại cho anh rồi. Vệ Sơ Tinh lại biến đổi khẩu khí. Hết sức nghiêm túc nói, khí thế chủ tịch huyện hiển lộ rõ ràng. Cục chiêu thương, được, nhưng các anh chị phải ủy quyền. Tôi có một yêu cầu, kế hoạch thành lập cục chiêu thương phải do tôi toàn quyền chịu trách nhiệm. Chọn lựa, sắp xếp nhân viên bên trong cũng phải do tôi đề xuất. Đương nhiên, các anh chỉ có thể giám sát chỉ đạo, nhưng cũng không thể nhét người hàng loạt, chỉ ít thành viên chủ yếu phải do tôi chọn lựa mới được. Diệp Phàm dở công phu sư tử ngoạm. Nói trắng ra là đòi quyền hành. Đương nhiên, dự tính của tôi chính là làm tốt chuyện thu hút đầu tư của nhà máy thảm sợi, coi như là phát pháo mở đầu, ít nhất phải lôi kéo được 400 vạn tài chính, có kéo được hay không tôi không dám nói tiếp nữa. Như thế nào, tôi cần một hứa hẹn. Diệp Phàm sau khi nói xong cũng tràn đầy khí thế, nội kình khẽ toát ra ép về hướng Vệ Sơ Tinh khiến cô ta không khỏi chấn động, thầm nghĩ, kỳ quái. Trợ lý Diệp làm sao trong nháy mắt giống như biến thành một người khác vậy, rất có khí thế, như Thái Sơn vững vàng bất động, khó lòng dung chuyển. Để tôi thương lượng với bí thư cổ một chút, chuyện này quá lớn, thành lập một cục mới liên quan đến rất nhiều phương diện, còn phải trải qua hội nghị thường ủy huyện thảo luận, thông qua phê chuẩn của thành phố mới được. Vệ Sơ Tinh cũng thận trọng, nói thật tình. Đúng, tôi cũng biết chuyện này rất lớn nhưng đầu tiên phải có một hứa hẹn. Hứa hẹn đối với tôi mà nói có lẽ chính là một sự động viên, ha ha ha. Diệp Phàm cười nói. Được, tôi gọi điện hỏi bí thư cổ xem sao, xem anh ấy nói thế nào rồi trả lời cho anh. Vệ Sơ Tinh bị ép không còn cách nào khác, cảm giác tiểu tử này hình như có cách gì đó, nghe khẩu khí của hắn chuyện nhà máy thảm sợi lần này hẳn là có chút nắm chắc, cho nên Vệ Sơ Tinh cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, nếu muốn người khác liều mạng làm việc thì cũng phải cho người ta một chút lợi ích có phải không? Từ xã Tây Bàn đi 3 dặm đường là tới dưới đỉnh Nam Thiên. Độ cao của đỉnh Nam Thiên so với mặt biển gần 1.000 thước. Trên núi mây mù mờ ảo, cũng có một số hòn đá có hình dáng kỳ lạ, tất cả đều dựng đứng, thật sự là một nơi rất thuận lợi cho nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Trèo lên đỉnh thấy Ngư Dương thật nhỏ bé, theo truyền thuyết trèo lên chỗ cao nhất có thể nhìn thấy 4 huyện chung quanh Ngư Dương. Nhưng bây giờ giao thông quá kém, đường đá vụn gồ gàm. Đây là còn được cục tôn giáo và xã Tây Bàn mấy ngày hôm trước sắp xếp người tới sửa sang một chút, nếu không xe căn bản không chạy lên được. Chùa Nam Thiên nằm giữa sườn núi rất đẹp, là một quần thể chùa miếu có mười mấy ngôi miếu lớn nhỏ, hòa thượng cũng có, ni cô cũng có. Nghe nói được xây dựng vào thời kỳ nhà Đường, cách nay đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Khắp nơi đều là rừng thông xanh biếc, cổ thụ bạt ngàn, một thảm đá vươn dài đến trong chùa. Con đường nhỏ yên lặng mà thần bí, trong rừng cây bên cạnh con đường tràn ngập sương mù nhàn nhạt, thật sự có chút cảm giác như tiên cảnh. Những vị khách đều toàn bộ xuống xe đổi sang đi bộ, dọc đường cười nói ngắm cảnh du ngoạn. Ngày hôm qua vì chuyển tượng đồng khổng lồ nặng hơn 2 vạn cân đến trong chùa đã hao tốn một số sức lực, vận dụng hơn 100 người, vừa lúc trung đội cảnh sát Vũ Trang huyện đến xã Tây Bàn làm nghĩa vụ sửa đường, cho nên mời bọn họ đến làm thợ khiêng đá tạm thời. Đương nhiên phía bên cục tôn giáo cũng bỏ ra mấy ngàn đồng xử lý. Lúc ấy vẫn là thiếu tá Tạ Tốn chào hỏi, trung đội trưởng Lưu Hướng Phi của trung đội cảnh sát Vũ Trang huyện mới chịu xuất binh.
Chủ tịch huyện vệ đương nhiên đi cùng với các vị khác tới từ tỉnh và thành phố, Diệp Phàm chuyên môn làm hướng dẫn cho tiên sinh Tiếu Phi Thành, hắn nhiệt tình như vậy đương nhiên không phải vì Tiếu Phi Thành, mà vì túi tiền của y thôi. Tiếu phu nhân nhìn qua đúng là phúc hậu, nhưng cũng không phải là loại đặc biệt mập mạp, mà là mang tới cho người ta một loại cảm giác rất phúc hậu. Đối đãi với mọi người vô cùng ôn hòa, cũng không có loại vênh váo tự đắc của người có tiền. Trái lại con gái của bà ấy Tiếu Nhân Hàm hoàn toàn giống như khách qua đường, rất ít nói, trong lòng hình như có chút buồn bực. Thỉnh thoảng còn kéo mũ xuống che khuất vết chàm đen to bằng đầu ngón tay út trên mặt, có lẽ nguyên nhân không vui nằm ở đây. Diệp Phàm len lén dùng đôi mắt chim ưng quan sát một chút, phát hiện vết chàm trên mặt cô ta có chút kỳ quái. Theo lý thuyết nếu là vết chàm bình thường dựa vào thế lực của Tiếu gia đã sớm dùng thủ thuật khoét nó, phẫu thuật thẩm mỹ giải quyết. Nhưng chuyện này hắn cũng không dám mở miệng đi hỏi, như vậy không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Người ta ngại nhất sợ nhất là vết chàm, anh còn nhắc đến không phải là chọc vào nỗi buồn của họ sao? Dáng người Tiếu Nhân Hàm cũng tương đối, cao 1m72, cái eo mảnh mai, bộ ngực nở nang, cặp mông cong vút, dưới chiếc quần jean ôm chặt lại càng lộ ra vẻ gợi cảm, cứ lắc lư trước mặt Diệp Phàm rất là thu hút. Diệp Phàm thậm chí có thể tưởng tượng đến khe mông hai bên của cô ta khẳng định mê người. Tiếu tiên sinh, nghe nói tập đoàn Phi Vân các anh kinh doanh vải vóc tơ tằm dệt kim, ngư dương chúng ta cũng thừa thải tơ tằm, trái lại có thể cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu. Hơn nữa kinh tế ngư dương cũng không phát triển, cho nên lao động cũng vô cùng rẻ. Tiếu tiên sinh có ý định xây dựng công ty hoặc nhà máy có liên quan đến phương diện này ở quê nhà không? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề. Hôm trước ở Đắc Nguyệt Lâu đã cùng Tiếu Phi Thành nói chuyện một hồi, xem như cũng quen biết, cho nên nói chuyện cũng tương đối thẳng thắn, tìm hiểu nội tình của Tiếu Phi Thành trước rồi hãy nói. Ha ha, Ngư Dương là quê hương của tôi, có thể giúp đỡ quê hương phát triển Tiếu Phi Thành này cũng không tiếc gì, nhưng khổ nỗi đường ở Ngư Dương quá kém, lấy chuyện tơ dệt ra mà nói, tuy nói người nuôi tằm ở Ngư Dương cũng tương đối nhiều, nhưng lại không hình thành một dây chuyền công nghệ có lợi. Trong huyện trừ một nhà máy thảm sợi ra cũng không nhìn thấy nhà máy đồng bộ khác có liên quan đến phương diện này. Nếu như đầu tư ở Ngư Dương chẳng khác nào một nhà máy cô lập muốn đạt được doanh lợi ở đây quả thực là vô cùng khó khăn. Nói một cách đơn giản, nếu máy móc nào bị hư linh kiện chúng tôi đều phải tới khu vực Duyên Hải phát triển ngành tơ tằm mua về, cứ đi đi lại lại như vậy tốn tiền xe còn chưa nói, đã thấy phí công. Cứ như vậy. Tại sao chúng tôi không trực tiếp xây dựng nhà máy ở Duyên Hải, còn phải đi tiêu nhiều tiền uổng phí như vậy làm gì? Làm như vậy kết quả là giá thành sản phẩm sẽ gia tăng. Chúng tôi là thương nhân, đầu tư kinh doanh lúc nào cũng phải có lãi, nếu như thua lỗ quá nhiều sẽ không phù hợp với lợi ích công ty. Tập đoàn Phi Vân mặc dù nói cổ phần của Tiếu gia chiếm phần lớn, nhưng vẫn còn nhiều cổ đông khác. Nếu cứ làm ăn thua lỗ thì công ty làm thế nào tiếp tục phát triển? Thay vì làm kiểu như vậy chi bằng tôi trực tiếp quyên tặng mấy trăm vạn cho Ngư Dương cho rồi. Tiếu Phi Thành nói cũng rất thật lòng, cũng không đưa đẩy, trực tiếp chỉ ra mấu chốt của Ngư Dương. Sau khi nói xong cười chế nhạo nhìn Diệp Phàm, có lẽ cũng đoán được một chút tâm tư của Diệp Phàm. Tiếu Phi Thành cũng biết, mình trở lại lần này, huyện Ngư Dương nhất định sẽ không bỏ qua của mình, đương nhiên là muốn cổ động mình quăng chút ít tài chính vì quê quán nhân dân làm chút ít phúc lợi gì đó. Chương 419, hiểu lầm, nhóm dịch Black. Tiếu Phi Thành có chỗ khó của y, nhà nào cũng có khó khăn của mình, những năm nay y cũng đã quyên góp không ít tiền cho Ngư Dương, ví dụ như ngôi trường cấp 1 chính là của Tiếu Phi Thành quyên tặng xây dựng. Nơi nào cần sửa đường chỉ cần biết ít nhiều đều bỏ ra một chút, đầu tư trái lại chỉ là một khối trống rỗng, Tiếu Phi Thành cũng là bất đắc dĩ, không phải y không muốn đầu tư, mà là điều kiện của Ngư Dương quá kém. Có đầu tư bao nhiêu tiền có lẽ cũng bị con cọp nghèo này nuốt trọn. Nghe Tiếu Phi Thành thẳng thắn bộc lộ, Diệp Phàm thật sự cảm thấy lạnh lòng, bản thân còn chưa nói đến nhà máy thảm sợi huyệt, người ta sớm đã biết rõ gốc rễ, ban đầu cũng dự đoán được loại kết quả này. Xem ra không thể dùng thủ đoạn bình thường rồi, cũng không thể vô lại đẩy người ta nhảy vào hố lửa, làm ăn thì phải thu lợi mới được, cho dù người ta nể nang tình cảm lần này đưa cho mấy trăm vạn. Sau này người ta cũng sẽ không muốn tiếp tục đầu tư, nhét tiền vào trong miệng con quái thú nuốt tiền này nữa. Nhưng Ngư Dương hiện tại cũng cần gấp đầu tư bên ngoài để thúc đẩy xí nghiệp địa phương, phát triển kinh tế. Ha ha ha, Tiếu tiên sinh nói chuyện rất thành thật, điều kiện của Ngư Dương chúng ta thật sự quá kém.
nhưng gần đây tập đoàn giấy Thái Hưng của Thủy Châu đã đầu tư vào hơn 3.000 vạn tài chính, tôi nghĩ dưới sự kéo theo của nó, kinh tế của Ngư Dương cũng đang từng bước đi lên. Đương nhiên, phương diện giao thông cũng là một vấn đề rất lớn. Trong huyện cũng sẽ từng bước giải quyết, thời gian trước tôi cũng có đề nghị làm, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, lấy thị trấn Lâm Tuyền làm trung tâm, nối liền đến các thị trấn Quy Hồ, Giác Lâm, Phú Khê, Nam Khê, hình thành một vòng tròn kinh tế lãnh thổ dưới huyện Ngư Dương lấy Lâm Tuyền làm trung tâm, con đường này cũng chuẩn bị giải nhựa rồi. Ngư Dương là một huyện đông nhân khẩu, sức lao động địa phương dồi dào, có lẽ đạt đến khoảng 4 phần nhân khẩu. Hơn nữa sức lao động ở đây vô cùng rẻ, có thể là ưu thế duy nhất của Ngư Dương. Tôi nghĩ, sức lao động rẻ cũng có thể triệt tiêu một phần tiêu hoa quá nặng khác mà địa phương mang lại. Tiếu Tiên Sinh hết lòng vì sự nghiệp công ích chung cho quê hương, trước sau cũng đã xây dựng mấy ngôi nhà cho Ngư Dương, cấp 1, cấp 2 đều có dấu ấn của Tiếu Tiên Sinh. Tôi nghĩ những đứa trẻ ngồi trong phòng học mới rộng rãi sáng sủa cũng sẽ không quên Tiếu Tiên Sinh. Diệp Phàm cười ha ha di chuyển mục tiêu, muốn lấy đại quy hoạch mạng lưới giao thông của Lâm Tuyền và công nhân lao động giản đơn ra thuyết phục Tiếu Phi Thành. Ha ha ha, trợ lý Diệp, đợi sau khi anh làm xong đại quy hoạch giao thông Lâm Tuyền tôi sẽ đến xem, nói không chừng đến lúc đó giao thông thuận lợi, tôi cũng có thể có dự tính gì đó. Tiếu Phi Thành nói đến mức này, Diệp Phàm cũng không còn biết nói gì nữa, nếu nói nữa chẳng phải khiến người ta cảm thấy phiền phức. 2 giờ chiều, tất cả quan khách đã lên trên núi. Các đồng chí của Cục Tôn Giáo và Ủy ban Nhân dân bận tối mặt tối mũi, nhưng trợ lý Diệp Phàm trái lại rất rảnh rỗi. Thật ra hoạt động như vậy phần lớn đều do chùa Nam Thiên tự xử lý, Cục Tôn Giáo làm đơn vị tổ chức hoạt động xuất tiền. Đơn giản là làm nghi thức rước tượng đồng, nổ mấy tiếng pháo, lãnh đạo nói mấy câu chúc mừng, các vị khách cũng lải nhải mấy câu, cuối cùng ăn một bữa điểm tâm chay trong chùa Nam Thiên là có thể quay về rồi. Đối với chuyện này mọi người đương nhiên đều biết rõ, chỉ có điều cái thiếu gia cần chính là không khí. Từ trong phóng sự trên TV số lượng đầu người toát ra giống như nhìn thấy phân lượng khách đến, dung nhập vào trong cảnh tượng núi non càng hiển lộ ra phong phạm tổ tiên Tiếu gia, từ đó tiến thêm một bước nâng cao danh tiếng của Tiếu gia Ngư Dương. Nói trắng ra là, Tiếu gia chịu bỏ một số tiền khổng lồ làm nghi thức rước tượng đồng tổ tông còn không phải vì muốn tạo thế, khí thế là thứ rất khó nói rõ, có khi náo nhiệt chính là thế. Nghi thức cử hành rất thuận lợi, người tổ chức Diệp Phàm cũng lộ mặt. Phu Phi Phi tới từ đài truyền hình càng trọng điểm chiếu cố đến hắn, không những quay phim đặc tả hắn, còn đặc biệt phỏng vấn hắn. Nội dung phỏng vấn liên quan đến vấn đề dân sinh của Ngư Dương, đương nhiên, chỉ là màu mè, có thể hiển lộ ra phong thái lãnh đạo của Diệp Phàm là được rồi. 2 giờ 40 phút nghi thức kết thúc, đám người Tiếu Tuấn Thần và Tiếu Phi Thành đều lộ vẻ mặt rực rỡ, đối với hoạt động lần này có thể mời được nhiều nhân vật lớn như vậy đến, Diệp Phàm còn có thể mời được phóng viên báo tỉnh, đài truyền hình tỉnh đến làm khách. Đài truyền hình thành phố còn làm tiết mục chuyên đề, buổi tối còn có đoàn ca múa biểu diễn, những chuyện này làm cho Tiếu gia vô cùng hài lòng. Sau khi nghỉ ngơi nửa giờ thì bắt đầu ăn chay. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Tiếu Tuấn Thần chỉ vào mấy người đàn ông rất có quan khí giới thiệu. Trợ lý Diệp, vị này là chú hai tôi Tiếu Chính Đông, chú ba Tiếu Duệ Phong, em họ Tiếu Phong Thu, Tiếu Mộc Dương. Diệp Phàm nhiệt tình, hơi có vẻ cung kính chào hỏi, mấy người đàn ông cũng tự nhiên gật gật đầu, ưu thế cấp trên nhàn nhạt thoáng hiện, đương nhiên, cũng phải nể mặt Diệp Phàm một chút, người ta mặc dù nói chỉ là một tên lính hầu, nhưng cũng chạy ngược chạy xuôi, bỏ không ít lực. Hơn nữa lần này Diệp Phàm có thể mời được phóng viên có trình độ như vậy đến phỏng vấn, mấy người này cũng âm thầm có chút giật mình, đương nhiên, trong lòng vẫn có chút thắc mắc tại sao tiểu tử này lại có năng lượng to lớn như vậy. Diệp Phàm, châm cài tóc của tôi hơi lỏng, anh cài lại cho tôi một chút. Lúc này ở phía sau truyền đến giọng một cô gái dịu dàng dễ nghe, Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, thì ra là Tống Trinh Ngọc của đài truyền hình tỉnh, có lẽ chơi quá hưng phấn, chạy đi chạy lại cho nên châm cài tóc sắp rớt xuống, đầu tóc cũng có chút rối loạn. Lan Duyệt Trúc và Diệp Khả Khả cũng không biết chạy đi đâu, những người khác cô ta lại không quen biết, vừa nhìn thấy Tiểu Diệp đứng trước ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi liền chạy tới. Tối hôm qua sau khi Diệp Phàm bôi, hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, nốt mụn trên gương mặt Tống Trinh Ngọc mất đi không ít, khuôn mặt thoáng cái trở nên xinh đẹp hơn, sáng bóng hơn, đương nhiên những cái này đều là do cảm giác mà thôi, hiệu quả có lẽ vẫn có nhưng không thần kỳ như vậy, trên đời này có thứ càng truyền càng tà dị, dưới sự tán thưởng của ba mỹ nhân khác,
lúc ấy Tống Trinh Ngọc thiếu chút nữa đã chết đi vì sung sướng. Tống Trinh Ngọc công tác ở đài truyền hình tỉnh, cực kỳ để ý đến dung mạo, cho nên thái độ đối với Diệp Phàm cũng thân mật hơn nhiều. Khi Tống Trinh Ngọc chạy tới, mới phát hiện chỗ góc rẽ của căn phòng còn có mấy người đàn ông, gương mặt thoáng đỏ ửng. Vốn tưởng Diệp Phàm đang đứng đó một mình thưởng thức phong cảnh, mới hô lên để Diệp Phàm giúp nàng sửa sang lại tóc tai, thoáng cái nhìn thấy còn có người ngoài, Tống Trinh Ngọc dù mặt dày cũng có chút ngượng ngùng không dám đến gần. Sao vậy, qua đây tôi sửa cho cô. Diệp Phàm cũng đoán ra, cười cười danh mãnh, chọc Tống Trinh Ngọc cứ trợn tròn hai mắt. Cô Tống, không ngờ đến đây lại gặp được cô, thật là trùng hợp, ha ha ha. Lúc này Tiếu Duệ Phong cười sang sảng. Trưởng ban Tiếu, chào ông. Tống Trinh Ngọc trần trừ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra, vội vàng chào hỏi. Cô đã cùng ăn cơm với Tiếu Duệ Phong mấy lần, trước kia Tiếu Duệ Phong vì muốn giành được vị trí phó trưởng ban sở công an tỉnh, từng đặc biệt tới Tống ra thăm hỏi mấy lần, khi đó Tống Sơ Kiệt đang đảm nhận chức vụ phó trưởng ban thường vụ của ban tổ chức tỉnh ủy. Tống Trinh Ngọc đi tới, sau khi chào hỏi xong lại mịt mờ liếc mắt nhìn Diệp Phàm hừ nói. Còn không sửa cho tôi, đầu tóc rối bù xấu chết đi được. Duyệt Trúc cũng không biết chạy đi đâu rồi, thật tức chết đi được, vừa chạy đã không thấy tăm hơi đâu. Làm không được đừng có trách tôi là một người thô kệch mà, ha ha ha. Diệp Phàm hé miệng cười trộm, lúng túng bắt đầu chỉnh tóc, làn một lúc lâu mới xong, mặc dù nói vẫn còn hơi nghiêng, nhưng cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trinh Ngọc, cô cài thêm đồ trang sức thì có chút giống như cung phi trong hậu cung rồi, ha ha ha. Diệp Phàm trêu ghẹo nói. Tiểu Diệp Tử, anh, hừ, cảm ơn, bổn cung phi đi đây, hừ. Tống Trinh Ngọc đỏ mặt mắng một câu, chào hỏi mấy người Tiếu Duệ Phong rồi chạy mất. Màn này khiến đám người Tiếu gia chấn động một phen, tâm tư mọi người không giống nhau, Diệp Phàm chào hỏi xong cũng bước đi. Tuấn Thần, trợ lý Diệp có quan hệ thân thiết với Tống gia sao? Tiếu Duệ Phong khẽ thở dài. Chuyện này cháu cũng không rõ, chưa nghe nói đến. Từ tình huống hôm nay mà nhìn có lẽ là vậy. Tiêu Tuấn Thần chỉ nói nửa câu, đoán chừng là muốn nói có phải là quan hệ nam nữ. Nếu quả thật là loại quan hệ này thì ghê gớm, trợ lý Diệp sau này sẽ lên như diều gặp gió, làm con rể của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy còn không thăng quan dễ dàng. Nếu quả thật có tầng quan hệ này, Tiếu gia sau này phải suy nghĩ xem kỹ lại Diệp Phàm này rồi. Thật ra Diệp Phàm vừa rồi cố ý làm ra vẻ thân mật như vậy, động tác làm cũng cực kỳ chậm. Mục đích chính là ở đây, chính là để Tiếu gia sinh ra hiểu lầm, cho là mình và Tống Trinh Ngọc có quan hệ gì đấy, sau này làm gì nể mặt người ta cũng có thể giúp đỡ một chút, bản thân làm việc cũng tốt hơn, làm như vậy cũng có chút không quang minh, nhưng người trong quan trường có mấy ai quang minh đâu chứ. Tuấn Thần, bất kể có quan hệ này hay không, nhưng từ bên ngoài mà nhìn quan hệ của bọn họ cũng không giống bình thường. Tống Trinh Ngọc công tác ở đài truyền hình tỉnh. Chịu nhận lời mời của Diệp Phàm tới huyện Xó Xỉnh Ngư Dương chúng ta chứng tỏ quan hệ của bọn họ rất tốt. Cho dù hiện tại quan hệ vẫn chưa rõ ràng, có lẽ cũng có khả năng phát triển theo phương hướng đó. Tống Sơ Kiệt là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, nếu có thể kết nối vào đường dây này đối với Tiếu gia chúng ta mà nói là cơ hội rất tốt, không thể bỏ qua, thà chọn nhầm chứ không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Phó Chủ tịch thành phố Tiếu Chính Đông cũng thận trọng nói. Cháu biết rồi chú hai. Cháu sẽ xử lý. Tiêu Tuấn Thần cười nói. Vừa rồi trợ lý Diệp có nói với tôi về chuyện nhà máy thảm sợi huyện, có lẽ là nhiệm vụ của huyện các anh giao cho hắn. Chủ tịch Tiếu Phi Thành của tập đoàn Phi Vân Hồng Công cười ha hả nói. Có lẽ là vậy, cổ bảo toàn và vệ sơ tinh đến Ngư Dương chúng ta, có lẽ áp lực vô cùng lớn, nếu không phát triển kinh tế được, tăng trưởng GDP quá chậm thì mũ quan trên đầu bọn họ có lẽ cũng không vững. Hơn nữa trợ lý Diệp cũng là một tay cao thủ trong lôi kéo tài chính, anh họ anh ở Hồng Kông có thể không biết, trợ lý Diệp đã thuyết được tổng giám đốc của tập đoàn Hoành Xương và tập đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu quăng xuống 3.500 vạn cho nhà máy giấy Ngư Dương. Tổng giám đốc của tập đoàn Nam Cung Hồng Kông cũng quyên tặng hơn 200 vạn cho đập Thiên Thủy sửa đường, hơn nữa khoản tiền lần này toàn quyền do trợ lý Diệp chịu trách nhiệm xử lý. Anh họ, anh tính làm thế nào? Tiêu Tuấn Thần liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của cổ bảo toàn và vệ sơ tinh. Tập đoàn Nam Cung, có phải là tổng giám đốc Nam Cung Hồng Sách của Hồng Kông không? Tiếu Phi Thành bật thốt, lộ ra dáng vẻ có chút gấp gáp. Chương 420, tình thế thay đổi. Không sai, chính là ông ấy,
nghe nói gia tộc kia có tài sản tới 10 mấy tỷ. Tiếu Tuấn Thần nói. Ai? Tiếu Phi Thành thở dài, chân mày đột nhiên nhíu lại. Phi Thành, có phải tập đoàn Phi Vân các anh có liên quan với tập đoàn Nam Cung? Tổng giám đốc của tập đoàn thủy sản thành phố là Tiếu Trấn Tường là người lão luyện nên cảm nhận được điều gì đó. Liên quan thì không, chúng tôi còn muốn liên quan với bọn họ mà không được. Tập đoàn Phi Vân là chúng tôi là đồng phục tơ lụa là chính, gần đây tập đoàn Nam Cung mới xây một tòa cao ốc 20 tầng, tên là Thiên Mã, địa điểm kinh doanh rất tốt, dưới tầng 5 đều là trung tâm thương mại, diện tích tương đối lớn. Tiếu Phi Thành nói, ý của anh là muốn để tập đoàn Phi Vân có được trung tâm thương mại ở cao ốc Thiên Mã đây. Tiếu Trấn Tường hỏi, ừ, không sai, ý định của chúng tôi là muốn thuê một tầng lầu để đặt cửa hiệu, tuy nhiên gần đây có phiền toái. Tập đoàn cạnh tranh lâu năm với chúng ta là tập đoàn Bố Thăng cũng kiên trì tiếp xúc với tập đoàn Nam Cung, chắc là muốn thiên hạ thủ vi cường để chiếm. Nghe nói đã có 10 mấy công ty tầm trung tiếp xúc với tập đoàn Nam Cung. Tổng giám đốc Triệu Sĩ Tài của tập đoàn Bố Thăng có quan hệ lâu năm với em trai của chủ tịch tập đoàn Nam Cung là Nam Cung Hồng Hoa, vì thế mà tập đoàn Phi Vân đang ở thế bất lợi. Nếu như một phần cao ốc Thiên Mã bị tập đoàn Bố Thăng chiếm thì phiền toái rồi. Nghiệp vụ của tập đoàn chúng tôi sẽ bị tổn thất chừng 2 thành. Chủ tịch Tiếu Phi Thành ra vẻ lo lắng. 2 thành là hạn ngạch tương đối lớn, có thể sẽ quyết định được sinh tử của tập đoàn. Không kiếm được chỗ khác phù hợp hơn sao? Phó Bí Thư Thị ủy thành phố Mạc Hương Thiếu Phong Thu không nhịn được hỏi. Nếu có thì tôi cần gì phí sức như thế, địa điểm của cao ốc Thiên Mã là tốt nhất, chỗ khác nếu thuê được cũng không thể cạnh tranh với cao ốc Thiên Mã. Tiếu Phi Thành lắc đầu, trên mặt thoáng hiện vẻ khổ sở. Đường huynh, ý của anh là? Tiếu Tuấn Thần hỏi dò. Ừ, Chủ tịch Nam Cung quyên tặng 200 vạn cho trợ lý Diệp xử lý, chứng tỏ rất tín nhiệm hắn, thậm chí có thể nói là coi trọng. Tôi muốn xem có thể bắt đầu hạ thủ từ hắn liên hệ với tiên sinh Nam Cung Hồng Sách hay không. Tiếu Phi Thành cũng không có bao nhiêu tự tin, tài chính của tập đoàn Nam Cung Hùng mạnh hơn rất nhiều so với tập đoàn Phi Vân. Tiếu Phi Thành không có quan hệ làm ăn gì với tập đoàn Nam Cung, tầm cỡ tập đoàn của y ở Hồng Kông nhiều vô số, muốn mạo hiểm liên hệ trực tiếp với cao tầng của tập đoàn Nam Cung là vô cùng khó khăn. Cho dù người ta chịu gặp thì cũng chỉ là hình thức, muốn đàm phán là tương đối khó khăn, làm ăn tuy nói chữ lợi làm đầu nhưng cũng còn phải xét đến chữ tình. Đường huynh, tôi cảm thấy tuyến kết nối với trợ lý Diệp rất trọng yếu. Nghe nói lúc trước trợ lý Diệp đã cứu con trai trưởng của Nam Cung Hồng Sách là Nam Cung Cẩm Thần, cho nên Chủ tịch Nam Cung coi trợ lý Diệp đại ân nhân, giao ra 200 vạn để sửa đường thôn đập Thiên Thủy, chắc là do trợ lý Diệp đề nghị. Tiếu Tuấn Thần nói ra bí mật, làm cho Tiếu Phi Thành chấn động, thầm nghĩ, nếu có quan hệ này thì tốt rồi, tuy nhiên tập đoàn Bố Thăng lại có quan hệ với em trai Chủ tịch tập đoàn Nam Cung, Nam Cung Hồng Sách có mạo hiểm đắc tội em trai mình để tiếp nhận tập đoàn Phi Vân hay không? Khả năng này rất nhỏ, tình nghĩa anh em bao giờ chẳng thân thiết hơn người ngoài. Mặc dù Diệp Phàm là ân nhân của y nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Chẳng qua ngựa chết chỉ ngựa sống vậy, cứ thử xem sao. Nhưng ở đây còn có một vấn đề. Vừa rồi trợ lý Diệp có bóng gió đề nghị anh đầu tư nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương. Tiếu Trấn Tường xen vào. Ừ, đây thật là vấn đề lớn. Nếu như không đầu tư trợ lý Diệp chưa chắc chịu giúp tôi liên lạc. Vốn chuyện này có thể khiến Nam Cung Hồng Sách không cao hứng, tương đối phiền toái, hơn nữa còn đắc tội Nam Cung Hồng Hoa. Tuy nhiên về nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương chỉ là một việc nhỏ. Nếu như có thể giải quyết thỏa đáng chuyện cao ốc Thiên Mã thì quăng chút tiền có đáng là gì, mặc dù có hao vốn thì cũng kiếm lại bên kia. Tiếu Phi Thành bất đắc dĩ nói, suy nghĩ một chút tiếp tục. Tuấn Thần, chuyện này phiền anh sắp xếp, lúc nào để tôi gặp trợ lý Diệp để bàn bạc một chút. Chuyện này phải làm nhanh lên, chọn luôn tối nay đi, chỉ e mấy ngày tìm không được người thì làm lỡ chuyện rồi. Tiếu Tuấn Thần gật đầu. Diệp Phàm thuận chân đến một bình đài phía sau của đỉnh Nam Thiên thì phát hiện phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, mây mù bồng bềnh như lụa mỏng, cổ thụ chọc trời trông rất có khí thế. Diệp Phàm cao hứng đối mặt với ngọn núi cao hét lớn, muốn đem ấm ức mấy ngày qua chút hết ra ngoài. Hừ. Một âm thanh rất nhỏ từ một cây cổ tùng truyền tới. Diệp Phàm cảm giác thanh âm này lạnh như băng thì hết sức kinh ngạc, quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái đang ngồi xếp bằng dưới một gốc cổ tùng, chính là con gái của Tiếu Phi Thành, Tiếu Nhân Hàm. Kỳ quái,
sao cô ta lại ngồi đây, có lẽ tính cách hơi lập dị. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội tốt, để xem có thể chữa trị bệnh của cô ta hay không. Nếu như có thể tìm được biện pháp trị liệu thì chuyện đầu tư có hy vọng rồi. Mẹ ơi, năm nay đường thẳng không thông toàn phải qua cầu phụ nữ. Diệp Phàm tự giễu một câu. Thật xin lỗi thiếu cô nương, đã đánh động đến cô. Diệp Phàm bắt chuyện. Ừ. Tiếu Nhân Hàm ừ một tiếng rồi kéo mũ sụp xuống ngẩng mặt lên núi, cũng không biết thưởng thức cái gì, lẽ ra thì như vậy Diệp Phàm phải biết điều bỏ đi mới đúng, tuy nhiên hắn còn muốn làm quen, lại nhất thời tìm không ra lý do mở miệng nên đành dày mặt. Tiếu cô nương, phong cảnh của đỉnh Nam Thiên chúng tôi không tệ chứ? Cũng tạm được. Tiếu Nhân Hàm nói ra ba chữ, liếc Diệp Phàm một cái vẻ khó chịu. Mẹ kiếp, ông đây khiến cô khó chịu phải không? Cô đâu phải là thiên nga, ông đây cũng không phải là cóc, Diệp Phàm mắng thầm, đang định bỏ đi thì đột nhiên trong bụi cỏ có tiếng động lạ. Hắn dùng đôi mắt ưng đảo qua thì phát hiện một con chuột cống trốn trong đó, nghĩ ngay đây là loài vật mà các cô gái hay sợ. Hắn lập tức ngồi xuống nhặt một viên đá lén ném vào trong đó. Thân thủ của Diệp Phàm là thất đoạn quốc thuật, thủ pháp ném đá tuy nói còn kém đạn chỉ thần công trong xạ điêu anh hùng truyện nhưng cũng tương đối tinh chuẩn. Con chuột cống kia bị ném trúng liền theo bản năng nhắm hướng cảm thấy không phải là nơi phát ra hòn đá để chạy, nhảy ngay vào người Tiếu Nhân Hàm. A, a, Tiếu Nhân Hàm bị dọa đến nhảy vọt lên, khi chạm đất thì vừa khéo đạp trúng một hòn đá mà Diệp Phàm ném tới làm trượt ngã, gần đó là vách đá dựng đứng, chỉ cần sơ suất một cái thì e là đi luôn xuống suối vàng. Đây dĩ nhiên là cơ hội để đồng chí Diệp Phàm biểu diễn. Hắn sử ra thuật khinh thân nhảy vọt tới đưa tay một cái thì đã bắt được người của Tiếu Nhân Hàm. Hơn nữa đồng chí Diệp Phàm còn nhân đó một tay ôm lấy eo cô, tay kia nắm chặt lấy nhũ phong. Không sao chứ, Tiếu cô nương. Diệp Phàm cúi đầu khẽ hỏi tương đối có phong độ thân sĩ. Tôi không sao, tay của anh. Tiếu Nhân Hàm vì đột nhiên kinh sợ mà mặt mày trắng bệch, nhìn lại cánh tay của Diệp Phàm ôm chặt lấy nhũ phong mình thì không nói hết được câu. À, tay tôi không có chuyện gì, không bị thương. Đồng chí Diệp Phàm lại có thể giả bộ ngu, thuận thế nắm tay lại khiến cảm giác co giãn lại càng rõ. Tuy nhiên nhìn vào thì tựa hồ là đồng chí Diệp Phàm là một đồng chí tốt, chỉ là vì lo lắng quá mức mà. Mà ôm hơi chặt khiến Tiếu Nhân Hàm hơi nghẹt thở, bộ ngực phập phồng, ngay cả dưới cổ cũng hơi đỏ lên. Diệp tiên sinh, tôi không sao rồi. Tiếu Nhân Hàm cố gắng chấn định, khẽ lắc người ra. Đồng chí Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông lỏng tay, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Tiếu cô nương, có câu này không biết có nên nói hay không? Diệp Phàm bắt đầu ném ra mồi câu, cơ hội vừa đến dĩ nhiên phải nắm chắc không để vụt qua, nhất là cô ta giờ cũng có một chút cảm ơn mình. Chương 421, Vô Sỉ, Cẩu Nam Nữ. Diệp tiên sinh, xin cứ nói. Tiếu Nhân Hàm quả nhiên trúng kế. Điều này hơi đường đột. Tôi lo lắng thiếu cô nương sẽ tức giận. Diệp Phàm tung lưới. Không có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi, tôi sẽ không giận đâu. Thái độ của Tiếu Nhân Hàm tốt hơn rất nhiều. Lúc nhỏ tôi có học một chút y thuật cổ với một đạo sĩ trung niên nên có thể chữa được vài bệnh vặt. Đến sau đó thì gặp một đạo sĩ rách dưới, y cho tôi mấy viên thuốc tên là Hậu Cung Ngọc Nhan Hoàn, có hiệu quả tiêu mụn cực tốt. Tối qua phóng viên báo tỉnh Lan Điền Trúc có dùng qua. Chỉ chốc lát sau đã thấy hiệu quả. Diệp Phàm nói vẻ tự tin. Hừ, Tiếu Nhân Hàm cũng không ngốc, đoán ngay được ý định của Diệp Phàm, nói vẻ u oán. Không có tác dụng đâu, tôi biết anh có ý tốt nhưng bệnh của tôi cũng không đơn giản, nếu là chỉ bên ngoài thì đi Hàn Quốc chỉnh hình một chút là được. Tôi đây thì không, thầy thuốc nói bệnh đã nhập vào da, thậm chí vào cốt tủy, ai, cảm ơn anh. Tiếu Nhân Hàm nói đến đây thì rơm rớm nước mắt. Đáng lẽ cô là một cô gái xinh đẹp, chỉ vì một vết chàm mà phá hủy dung mạo, không đau thương mới là lạ. Sao không thử một chút, đâu có mất mát gì đâu. Nghe nói hoàn thuốc này là dùng cho hậu phi trong hoàng cung thời phong kiến, sau khi dùng xong thì da rẻ sáng như bạch ngọc nên mới có tên là Hậu Cung Ngọc Nhan Hoàn, hơn nữa tôi còn biết thuật châm cứu, phối hợp với nhau lại càng hiệu quả. Diệp Phàm tiếp tục tán dương. Thật có thể trị được không? Điều này không có khả năng. Tôi cũng đã trị liệu qua châm cứu, lúc trước còn tìm một đại sư châm cứu nổi tiếng, ông ấy nói châm cứu chỉ có tác dụng thông máu và khí, không có tác dụng với vết chàm trên mặt. Tiếu Nhân Hàm cũng hơi động tâm,
tuy nhiên nghĩ đến lời của đại sư kia thì lại nguội lạnh. Cô không tin. Diệp Phàm vẫn chưa từ bỏ. Không phải là không tin, mà không có tác dụng. Tiếu Nhân Hàm lắc đầu, dĩ nhiên là không tin, chỉ e không trừ được vết chàm lại còn phá hủy gương mặt thì thảm hơn. Cô đưa tay ra, để tôi thử trước vào lòng bàn tay xem sao. Diệp Phàm nói vẻ tin tưởng. Được, thì thử một chút ở trên tay. Tiếu Nhân Hàm hạ quyết tâm vì nếu thử ở đó thì cũng không ảnh hưởng đến mặt. Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị xong, lấy ra một bình ngọc rồi đổ ra hoàn thuốc, vừa thấy hoàn thuốc màu đen trông rất xấu xí, Tiếu Nhân Hàm nhíu mày. Đừng xem nó khó coi, mấu chốt là có dược hiệu. Diệp Phàm nhìn thấu tâm tư, cười nói. Hắn lấy một chút nước hòa tan hoàn thuốc rồi bôi vào tay Tiếu Nhân Hàm. Có cảm giác không vậy? Sau đó không lâu, Diệp Phàm hỏi. Rất nóng, thật giống như có nóng lên, da rẻ thấy hơi ngứa. Tiếu Nhân Hàm ngượng ngùng nói. Vô sỉ, cẩu nam nữ. Đột nhiên một tiếng quát giận dữ truyền đến, hai người kinh ngạc nhìn lại, phát hiện là Ngọc Kiều Long, chắc là cô ta thấy hai người đang làm gì đó dưới tảng cây nên hiểu lầm. Vừa thấy Ngọc Kiều Long, Diệp Phàm lập tức cười lạnh. Cô xen vào đây làm gì, chuyện chúng tôi làm quan hệ gì đến cô? Ăn cơm no không có chuyện làm à? Anh, vô sỉ. Ngọc Kiều Long tái mặt rồi vùng chạy. Không giải thích được sao? Tiếu Nhân Hàm cũng dở khóc dở cười. Ha ha ha, mặc kệ cô ta, cô rửa tay đi. Diệp Phàm bảo. Cô ấy là bạn gái của anh. Tiếu Nhân Hàm hỏi vẻ là lạ. Không phải. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại đáp. Không phải thì tại sao cô ấy lại quản anh, thật là buồn cười. Tiếu Nhân Hàm tức giận. Ha ha. Một nữ nhân điên, chúng ta mặc kệ cô ta đi, chắc là cô ta thấy cô xinh đẹp nên đố kỵ. Diệp Phàm cười nói. Họ Diệp, anh dám mắng tôi là nữ nhân điên, cô nương đây sẽ không để yên cho anh, hừ, một đôi cẩu nam nữ. Hãy đợi đấy, ta nhổ vào phì phì. Ngọc Kiều Long nấp sau vách đá còn chưa đi nghe vậy thì giận đến suýt ngất, cảm giác rất oan ức, thầm nghĩ. Hắn cũng không phải là người thế nào với mình thì tức giận làm gì chứ. Chẳng lẽ mình nghĩ đến hắn, phì phì phì. Mình mà thèm nghĩ đến hắn sao, đồ dâm tặc. Diệp Phàm thấy bước đầu đã lấy được tín nhiệm của Tiếu Nhân Hàm thì bắt đầu cẩn thận điều khí kiểm tra một phen, cảm giác vết chàm trên mặt của Tiếu Nhân Hàm có hiện tượng bế tắc kinh mạch, đoán chắc là nguyên nhân bệnh ở đây, nếu như phối hợp Kiền Nguyên Kim Châm Thuật và Hậu Cung Ngọc Nhan Hoàn thì có thể nắm chắc 6 thành. Tôi có phương pháp trị được vết chàm kia cho cô, chỉ cần cô đồng ý thử. Diệp Phàm ưỡn ngực. Hiền lộ phong phạm đại sư khiến Tiếu Nhân Hàm cũng thấy rung động. Được, vậy thì thử một chút. Tiếu Nhân Hàm vội vàng nói. Cá đã vào lưới thì chỉ cần từ từ thôi, Diệp Phàm lão luyện. Tuy nhiên tôi có một điều kiện, có lẽ cô cho tôi là dậu đổ bìm leo, tuy nhiên tôi cũng chỉ là bị ép buộc. Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả cho anh. Tiếu Nhân Hàm mỉm cười, sắc mặt lại trầm xuống, cảm giác thời giờ không ai có thể thoát khỏi một chữ tiền. Làm quan càng không thể ngoại lệ. Không, tôi chỉ lấy giá vốn thôi, tuy nhiên tôi cần cha cô bơm tiền đầu tư nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương. Diệp Phàm ném ra điều kiện. Không được, công ty có quy tắc của công ty. Ngư Dương điều kiện không tốt, có thể đầu tư thì cha tôi đã sớm làm rồi, dù sao tổ tiên chúng tôi cũng là người Ngư Dương. Tiếu Nhân Hàm lập tức lắc đầu cự tuyệt, liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói. Nếu như Diệp tiên sinh có thể chữa trị được vết nám cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh 50 vạn. Tiếu Nhân Hàm ném ra quả bom cỡ lớn, thầm nghĩ với số tiền bằng tiền lương cả đời này thì anh lại chẳng mừng đến ngất đi được. Tuy nhiên Tiếu Nhân Hàm rất thất vọng bởi vì thấy Diệp Phàm không hề động tâm, lắc đầu. Không được, tôi nói rồi, chỉ lấy 1 vạn đồng giá thành là đủ rồi. Tôi cần cha cô bơm tiền, tập đoàn Phi Vân chuyên về vải dệt từ tơ. Nhất định là có biện pháp làm sống lại nhà máy dệt tơ, chỉ là lợi nhuận quá ít không phù hợp với lợi ích công ty các người mà thôi. Diệp Phàm nói vào thực chất. 100 vạn. Tiếu Nhân Hàm tăng giá, không đồng ý chuyện bơm tiền vì đã nghe cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Diệp Phàm và cha mình. Không được, đây là điều kiện duy nhất, cô cũng đừng nói tôi là thế nào, mọi người đều có chỗ khó xử của mình. Tuy nhiên về chuyện hoàn thuốc thì mong cô giữ bí mật. Chỉ để cha mẹ cô và cô biết là được, tránh rước thêm phiền toái không cần thiết. Đi thôi thiếu cô nương, tôi chắc là thức ăn chay điểm tân cũng đến giờ rồi đấy,
nếm thử một chút điểm tâm đặc sắc của chùa Nam Thiên chúng tôi làm ra xem sao. Diệp Phàm cười bảo Tiếu Nhân Hàm lên trở lại chùa Nam Thiên. Vừa vào bàn thì gặp Ngọc Kiều Long đang ngồi với mấy bậc trưởng bối, cô ta vừa thấy hắn thì không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sao vậy Kiều Long, người nào chọc cháu à? Ngọc Sử Giới mỉm cười hỏi. Một con chó họ Diệp. Ngọc Kiều Long hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ý tứ rất rõ ràng. Ông đây từ lúc nào thành chó vậy, thật là một bà cô điêu ngoa. Chẳng lẽ cô ta là Ngọc Kiều Long còn mình là La Tiểu Hổ trong phim sao mà khác nhau đến vậy? Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười khổ chào hỏi mấy người Ngọc Sử Giới. Hảo tiểu tử, ngày đó chính là cậu khi dễ Kiều Long phải không? Ngọc Sử Giới hừ lạnh vì y là người cưng chiều Ngọc Kiều Long nhất, hơn nữa còn ở địa vị rất cao. Chỉ là hiểu lầm thôi, trưởng ban Ngọc. Diệp Phàm vội vàng giả là vì thấy mấy người ngồi cạnh Ngọc Sử Giới đều nhìn vào mình chằm chằm. Hôm nay tụ tập ở chùa Nam Thiên bao gồm cả bốn đại gia tộc, mình là đơn vị làm chủ tiếp đãi nên phải giơ đầu ra chịu đựng. Đám người Phí Mặc và Chu Trường Hà dĩ nhiên là vui vẻ, thầm nghĩ, mắng đúng quá, mắng thêm câu nữa để xem tiểu tử này còn dám ngang ngạnh không. Một trợ lý chủ tịch huyện nho nhỏ dám chọc vào phó trưởng ban sở tài chính tỉnh A, cho dù là vệ sơ tinh cũng không dám ra mặt giải vây, có trò hay để nhìn. Hiểu lầm gì? Sau này có hiểu lầm cũng phải chú ý một chút, hừ. Trưởng ban thống kê tỉnh Ngọc Mãn Đình cũng nhảy vào, chắc là gần đây Ngọc gia gặp chuyện xui xẻo không có chỗ phát tiết. Trưởng ban Ngọc, ông là quan lớn nhưng cũng phải hỏi xem Kiều Long nhà các ông đã làm chuyện gì, tự vấn lương tâm xem chuyện ngày đó rốt cuộc ai đúng ai sai. Hừ, tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, huống hồ lúc này toàn bộ quan viên đều nhìn vào, Diệp Phàm cũng nhìn không được nữa, lạnh như băng hỏi ngược lại. Chương 422, đồ cũ. Trợ lý Diệp, nói chuyện phải chú ý ảnh hưởng, bọn họ là khách tới từ tỉnh, từ thành phố. Anh là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động hôm nay, đối với lãnh đạo thượng cấp phải tôn kính một chút, đừng bực mình giận dỗi. Nếu có sai lầm thì cứ thừa nhận xin lỗi một câu là được, người trẻ tuổi, thật là bướng bỉnh. Lúc này Phí Mặc giống như e sợ thiên hạ bất loạn, chọn đúng lúc xen vào một câu. Hoàn toàn lấy giọng điệu lãnh đạo dạy dỗ cấp dưới để nói, hoàn toàn là thêm dầu vào lửa, sau khi nói xong còn cứ lắc đầu, giống như rất đáng tiếc vậy. Ha ha ha, anh chàng này, thật là ngạo mạn. Ngọc Sử Giới liếc mắt nhìn Phí Mặc, biết người này cũng không có hảo tâm gì, nhưng y cũng không để ý đến những thứ này. Diệp Phàm muốn so đo phân lượng với y, quá nhẹ rồi, hắn căn bản không ở cấp bậc này, khinh miệt liếc mắt nhìn Diệp Phàm, lại nhìn tất cả mọi người trong sảnh. Cười lạnh nói. Chàng trai, khi lão tử đang làm trợ lý chủ tịch huyện, cậu còn đang quấn tã khóc oa oa bú sữa mẹ, ngang ngược gì chứ, cậu có ngang ngược như châu tôi cũng bẻ sừng cậu, chỉ là một đứa trẻ, không ra gì cả, muốn chơi sao, hừ. Phó trưởng ban Ngọc, ông nói vậy là có ý gì? Dạ, cũng không thể đại diện cho cái gì, chỉ có thể nói khoảng cách của ông với quan tài càng ngày càng gần, ha ha ha, nhãi danh mặc dù non nớt. Nhưng non nớt cũng có lợi của nó, chỉ ít có thể ngắm cảnh sắc tươi đẹp trên trời thêm vài ngày, hít thở thêm một chút khí trời. Già cũng không phải là thứ gì tốt. Diệp Phàm nổi điên rồi, gần đây có nhiều việc không thuận lợi càng khiến hắn không kìm được, trong lòng hừ nói, nhẫn, con mẹ nó. Ha ha ha, anh Ngọc, anh thành người già từ lúc nào vậy, xem ra chúng ta không muốn già cũng không được. Một người thấp lùn đôi mắt tì hí đứng lên vừa cười vừa nói, quay đầu nói với Diệp Phàm. Chàng trai, nói chuyện thì phải chú ý phong độ, tại sao có thể mắng trưởng ban Ngọc người ta là thứ đồ già, người ta già thật sao? Người này là cây cột dựa vững chắc của Phí gia, tên là Phí Phương Thành, trưởng ban ban xây dựng tỉnh Nam Phúc, ngoài mặt thì ra vẻ giúp Ngọc Sử Giới dạy dỗ thằng nhóc chưa vắt mũi sạch Diệp Phàm, trên thực tế là thêm dầu vào lửa, đặc biệt là lúc nói thứ đồ già, y càng tăng thêm giọng mũi, kéo dài ra, giống như sợ Ngọc Sử Giới quên mất. Quả nhiên! Có người trúng kế, không nhịn được. Mẹ kiếp, thằng nhãi này chán sống rồi, dám mắng ông chú tao. Đánh. Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng đứng bên cạnh đột nhiên biến sắc, thấy trưởng bối cùng thời với ông nội trong nhà Ngọc Sử Giới bị sỉ nhục, rắc một tiếng túm lấy cái ghế nhảy lên cao hơn một thước, từ trên không trung nắm đấm to như cái nồi đất đấm về phía quả đầu của Diệp Phàm. Quyền thế vù vù xé gió, quyền này không nhẹ, nếu như bị đánh chúng có lẽ u đầu, thậm chí chảy máu đầu. Két. Sau một tiếng vang,
Ngọc Thế Hùng liên tục lùi ba bước đụng trúng mấy chiếc ghế mới không ngã xuống gặm bùn, ổn định lại thân hình, trong lòng kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn, phát hiện người thanh niên đứng phía trước Diệp Phàm đầy vững chãi, lạnh lùng, tràn đầy sát khí đang mạnh mẽ đón đỡ một quyền của mình. Người thanh niên này mày rậm mắt to, vẻ mặt nghiêm túc. Thân hình vững chắc giống như không cử động, có chút giống như tư thế, bất động như núi, của cao thủ võ lâm biểu diễn trong phim ảnh. Cao thủ, trong lòng Kháo Sơn Hổ không khỏi toát ra hai chữ này, tung hoành ở Ngư Dương bao lâu nay, chưa khi nào mất mặt như vậy. Nhưng Kháo Sơn Hổ mặc dù nói hiếu chiến, cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, người này rất thông minh, biết người trước mặt bất phàm, nếu mình thật sự muốn liều mạng chưa chắc thắng được y. Từ sức lực trầm ổn của y biết rằng phần thắng của mình cũng không lớn, cho nên mạnh mẽ khống chế cơn kích động ngút trời, hùng hổ hỏi. Anh là ai? Tài xế của Diệp tiên sinh. Người đàn ông mày rậm lạnh lùng trả lời, bồi thêm một câu. Muốn chơi đùa thì ra ngoài chơi, đừng ở trước mặt Diệp tiên sinh làm càn. Mày còn chưa đủ tư cách đâu, Trương Cường này, lúc nào cũng có thể chỉ giáo, hừ. Tài xế. Kháo Sơn Hổ cằn nhằn một tiếng. Đang cảm thấy không thể rút lui, cố lên gân muốn nghênh chiến thì chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh bước nhanh tiến lên phía trước. Trợ lý Diệp, xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng ban Ngọc là khách quý, sao anh lại đối đãi với khách như vậy? Mau xin lỗi đi. Anh, đừng đánh, dừng tay lại. Lúc này Ngọc Kiều Long ở bên cạnh vội vàng hét lên, thậm chí rớt cả nước mắt. Thấy Diệp Phàm đứng bất động, Phí Mặc trầm mặt hừ nói. Trợ lý Diệp, anh phải nhận rõ tình thế. Lời của chủ tịch huyện vệ anh có nghe thấy không? Ngoài mặt Phí Mặc giống như có hảo tâm, thật ra lòng dạ khó lường, chuyện này Diệp Phàm đương nhiên biết rõ. Trưởng ban Ngọc, hôm nay tôi có chút lỗ mãng rồi, tiểu bối kính ngài một chén. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cảm giác mình có chút hành động theo cảm tình, xem ra còn cần chút công phu, nhẫn, đây không phải là một loại tôi luyện của cuộc đời quốc thuật sao? Trường hợp hôm nay mình là người đầu tàu tổ chức, thật sự không nên sinh sự. Trên quan trường nghi kỵ lẫn nhau thì phải học được chữ, nhẫn, nếu gặp chuyện mà kích động thì rất khó đi xa. Đại trưởng phu phải biết có biết duỗi, cúi người cũng không có nghĩa mình kém hơn người ta một bậc. Cho nên Diệp Phàm nâng chén rượu lên, hướng về phía Ngọc Sử Giới mời rượu. Hừ, hôm nay Ngọc Sử Giới này nói luôn ở đây, ai uống rượu với tôi thì uống, riêng chén rượu của cậu tôi không uống nổi, tôi là người sắp vào quan tài rồi, không phải thứ gì cả. Chủ tịch huyện vệ. Bí thư Cổ quay về, cô nói với anh ấy một tiếng, chuyện anh ấy nhờ cậy tôi tạm thời không rảnh, cứ nói Ngọc Sử Giới tôi sau khi xuống núi trực tiếp quay về tỉnh, sau này có thời gian rảnh thì nói chuyện. Ngọc Sử Giới cậy già lên mặt, căn bản là muốn Diệp Phàm mất thể diện, uy hiếp rõ ràng, có lẽ Cổ Bảo Toàn cũng muốn kiếm chút tiền ăn Tết, phó trưởng ban sở tài chính tỉnh quay về nói thế nào cũng kiếm được mấy trăm vạn. Vốn là Cổ Bảo Toàn sẽ cùng tới, đáng tiếc phải lên thành phố đi họp. Lúc này Ngọc Sử Giới mơ hồ lấy việc này nói việc kia, không thèm liếc nhìn Diệp Phàm đặt mông lên ngồi băng ghế, tư thế quan lớn hùng hổ ép người. Diệp Phàm cầm chén rượu lơ lửng trên không, nửa phút sau, đột nhiên cười ha hả như điên nói. Trưởng ban Ngọc, hôm nay tôi thành tâm tạ lỗi, kính ông một chén rượu ông lại không uống, có thể, lần sau muốn uống rượu cũng không còn cơ hội đâu. Hừ! Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, chén rượu trong tay vỡ nát. Đập xuống đất nhất thời hóa thành đầy mảnh nhỏ, xem dáng vẻ muốn mời thổ địa rồi. Ha ha ha, anh Ngọc, cần gì phải tức giận với bọn vãn bối, hai anh em chúng ta lâu ngày không gặp, uống mấy chén đi, ha ha ha. Lúc này Phó trưởng ban Sở Công an tỉnh Tiếu Duệ Phong đi tới, cầm một chén rượu vui vẻ nói với Ngọc Sử Giới. Tiếu gia là người tổ chức, không lộ đầu ra trước, chờ sau khi Diệp Phàm và Ngọc gia hình thành xung đột mới xuất đầu, dụng tâm cũng thật tàn ác. Trong sảnh lại hòa hợp êm thấm, khách của tứ đại gia tộc toàn bộ đều nâng chén tương giao. Ngoài mặt thì gọi anh em, sau lưng đương nhiên là chơi đòn ngầm lẫn nhau, đây chính là chính trị, đây chính là quan trường. Tên tiểu tử họ Diệp này thật không biết điều, lần này không lột được cái mũ quan của hắn xuống thì khó mà giải hận. Sau khi trở lại Ngư Dương, Ngọc Sử Giới bực tức hừ nói. Anh hai, muốn lột chiếc mũ cán bộ cấp trưởng phòng không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Em nghĩ tối nay Cổ Bảo Toàn nhất định sẽ tới tận cửa hỏi thăm, số tiền của Sở Nông nghiệp tỉnh cấp xuống không phải cần thông qua ban tài chính sao. Còn có khoản tiền trợ cấp phát triển đặc thù của Ngư Dương không phải đều cần qua ban tài chính các anh sao.
Số tiền của hai hạng mục này đã đến 800 vạn, vốn chỉ có 500 vạn, sau khi anh mở miệng đã có thêm 300 vạn, đừng nói là 500 vạn, cho dù là 300 vạn cho thêm cũng không thể đổi lại một cái mũ cán bộ cấp trưởng phòng sao. Ha ha ha, nếu có chuyện tốt như vậy, em tình nguyện lột mấy cái mũ trưởng phòng, không phải sẽ phát tài sao? Ha ha ha, nào, cạn chén. Đừng tức giận làm gì cho mệt người. Cơ thể là của mình, nhưng chuyện hôm nay tên tiểu tử của Phí gia cũng lòng dạ khó lường. Ngọc Mãn Đình cười ha hả khuyên bảo Ngọc Sử Giới. Đúng, tôi đoán Cổ Bảo Toàn hẳn đang trên đường tới, ha ha ha. Ngọc Sử Giới quay đầu liếc nhìn Ngọc Kiều Long đang tức giận cười nói. Kiều Long, cháu cười xem nào, sao tiểu công chúa của nhà chúng ta cả ngày mặt mày khó coi như vậy? Xem ông chú xả giận cho cháu, thằng nhãi đó ngạo mạn gì chứ, từ trợ lý chủ tịch huyện thoáng cái biến thành nhân viên canh đập chứa nước, cháu đợi mà xem, để hắn nhớ thật lâu, biết tiểu công chúa của Ngọc gia chúng ta không phải người bình thường có thể chọc vào, cho dù hắn là trợ lý chủ tịch huyện, ở trước mặt chúng ta còn không phải một đống phân chó, ha ha ha. Chú, ngọn lửa này của chú thật kịp thời. Ha ha ha. Phí Mặc cũng lộ ra nụ cười càn rỡ khó thấy. Ha ha ha, có lẽ bây giờ lão già Ngọc gia đó đang tức tối lắm, đường đường là một phó trưởng ban sở tài chính tỉnh lại bị một tên nhãi danh cấp trưởng phòng chửi cho sắp vào quan tài, còn lão già đó cuối cùng lại không phải thứ gì cả. Ha ha ha, Ngọc Sử Giới không phun huyết mới lạ. Đáng tiếc trò hay như vậy lại bị Tiếu Duệ Phong quấy rối. Trưởng ban ban xây dựng tỉnh Phí Nguyên Thành lắc đầu tiếc nuối không dứt. Liếc mắt nhìn Phí Mặc nói. Nhưng cho dù không có người của Tiếu gia lộ diện, có lẽ trò hay này cũng chấm dứt. Ngọc Mãn Đình đang ở đấy, Ngọc Sử Giới cũng không làm loạn được bao nhiêu. Đúng là có chút đáng tiếc, nhưng hai vị huyện thái gia Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh sắp chịu đau đớn rồi. Phí Mặc cười khẽ. Đúng, hai khoản tiền 700-800 vạn này chắc chắn đang nằm trong tay Ngọc Sử Giới, nghe nói trước cuối năm mới có thể cấp xuống. Nhưng tên họ Diệp lại làm loạn như vậy, đoán chừng số tiền 700-800 vạn đó cũng có phiền toái. Nếu không thể rút xuống, đợi đến sang năm thì chuyện này nói không chừng có biến số. Cổ Bảo Toàn không có 700-800 vạn này, muốn làm bí thư huyện ủy cũng khó khăn, Vệ Sơ Tinh càng mệt hơn. Cuối năm rồi, tiền lương, phúc lợi, bao nhiêu khoản chi phí, hai vạn nhân viên ăn lương nhà nước không có tiền lương, phúc lợi, cháu nói xem có dậm chân không, ha ha ha. Phí Nguyên Thành nhàn nhạt mỉm cười, xen lẫn bên trong chính là khuôn mặt thâm độc đắc ý. Không sai, chính quyền huyện Ngư Dương chúng ta căn bản không có tiền. Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh mong hai khoản tiền đó qua năm mới, có lẽ là muốn dùng để ứng phó tạm thời với bước sang năm mới rồi mới nói, không có hai khoản tiền này có lẽ hai người họ nhảy lầu mất. Phí Mặc cũng thở dài một hơi. Họ Diệp đó không phải muốn gặp xui xẻo sao? Hắc hắc hắc. Phí Vũ Vân há to miệng, khí thế đột nhiên biến đổi, hung hăng mắng. Đáng đời, mẹ kiếp, dám đem em trai Văn Viễn của mình nhốt vào trong cục công an, có lẽ phải đón năm mới trong cục công an rồi, lột da hắn cũng không quá đáng. Người muốn lột da hắn nhiều lắm, Vương Thiên Lượng của Cục Tài chính thành phố, Chu Trường Hà, Tôn Vinh Xuân, Ngọc Thế Hùng, tên nhãi danh này có lẽ không bò dậy nổi đâu, chuyện của Ngọc Sử Giới đã ép Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh vào con đường tuyệt lộ. Không động hắn khẳng định là không được. Phí Mặc lắc đầu giống như có chút bộ dạng tiếc nuối. Chương 423, bí thư huyện ủy tới tận cửa xin lỗi. Hắn tự rước rắc rối vào mình, cha, lẽ nào cha còn muốn bảo vệ hắn hay sao? Phí Vũ Vân khó hiểu. Cha cháu đương nhiên là muốn bảo vệ hắn, nhưng có lẽ không bảo vệ nổi, ha ha ha. Phí Nguyên Thành cười nói ẩn ý. Bảo vệ hắn, tại sao chứ? Loại người đó chúng ta không đẩy xuống giếng, lấy đá đè chết hắn đã là tốt lắm rồi, còn bảo vệ hắn. Hắn làm em trai Văn Viễn bị giam vào cục công an. Phí gia chúng ta trái lại còn bảo vệ hắn, đây là chuyện gì chứ? Nếu không phải thấy trưởng bối Phí Nguyên Thành đang ở đấy, Phí Vũ Vân sớm đã kêu lên rồi. Con không hiểu Vũ Vân, ha ha ha. Phí Mặc thản nhiên cười nói, dáng vẻ sâu hiểm khó dò. Khiến cho Phí Vũ Vân nhìn chằm chằm về phía ông chú Phí Nguyên Thành. Võ Vân, ta hỏi cháu, Ngọc gia có quan hệ như thế nào với Phí gia chúng ta? Phí Nguyên Thành cười hỏi. Đối thủ, nói khó nghe một chút là kẻ thù cũng không quá đáng. Phí Vũ Vân giống như học sinh tiểu học trả lời. Đúng vậy. Phí Nguyên Thành cười ha hả cười không nói nữa.
cháu hãy nghĩ kỹ ẩn ý bên trong đi. Sau mấy phút đồng hồ, Phí Vũ Vân chần chừ hỏi. Chú, lẽ nào là để tạo ra một kẻ thù cho Ngọc gia? Ha ha ha, trẻ con đúng là dễ dạy. Xem ra Vũ Vân nhà chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, hiểu chuyện nhiều rồi, cũng hiểu được mưu kế ứng biến rồi. Cháu nghĩ xem, nếu có thể bảo vệ Diệp Phàm, thằng nhãi này tính tình bướng bỉnh, có lẽ tám con trâu cũng không kéo được. Sau này nhất định sẽ sống chết với Ngọc gia. Kẻ địch của Ngọc gia càng nhiều lẽ nào không cần tiêu hao năng lượng đi giải quyết sao? Phí gia chúng ta có phải càng an toàn, giữ lại nhiều năng lượng hơn, đi đối phó với bọn họ không phải càng có lợi? Phí Nguyên Thành giống như thầy giáo dạy dỗ cho đứa cháu trai Phí Vũ Vân. Phí Nguyên Thành mặc dù nói là cùng thế hệ với ông nội, nhưng tuổi tác cũng không lớn, còn chưa hơn 50 tuổi. Ai, trợ lý Diệp lần này có phiền toái rồi. Phó Chủ tịch, Thường vụ Huyện ủy Tiếu Tuấn Thần thở dài, cau mày lại. Đó là một cửa khẩu, cổ bảo toàn bị kẹt cổ khẳng định sẽ lôi trợ lý Diệp ra. Từ phương diện đại cục mà nghĩ, cổ bảo toàn cũng là hành động bất đắc dĩ, chẳng qua người bị thương tổn chính là trợ lý Diệp, ai. Quan lớn nói một câu, hoàn toàn có thể ngăn cản tiền đồ cả đời của người ta. Phó trưởng ban Sở Công an tỉnh Tiếu Duệ Phong lắc đầu. Tính tình của anh chàng này cũng quá nóng nảy, nhưng lão già Ngọc gia đó cũng quá vênh váo tự đắc, có lẽ cá nhân ai cũng khó mà chịu được. Quan trường, người ta nói trên chữ nhẫn có một thanh đao, quan trường có lẽ chữ nhẫn phải đặt vững trên đầu, ha ha ha. Có cách gì chứ, người ta là thần tài gia trong tỉnh, đừng nói là Diệp Phàm đắc tội với y sẽ gặp xui xẻo. Ngay cả cổ bảo toàn thậm chí là bí thư thị ủy Chu Càn Dương cũng không dám khinh thường loại thần tài cấp tỉnh này. Bao năm qua bộ phận quản lý quyền kinh tế đều đứng trong những bộ phận quan trọng nhất, có thể sánh với bộ phận tổ chức quản lý ngũ quan viên. Gây sự với y chính là gây sự với tiền mặt, thời đại này cũng không có ai chê tiền ít. Đặc biệt là đối với những tiểu chư hầu cầm quyền một phương, phát triển kinh tế, vấn đề dân sinh, phương tiện công cộng, thành tích, đều có thể đào tiền. Diệp Phàm bị đánh đổ là chắc chắn rồi. Phó bí thư thị ủy Tiếu Phong thu thở dài, trong giọng nói hơi có vẻ ghen tị. Phi Thành, Diệp Phàm sau khi bị xử lý, tâm tình khẳng định không tốt, cháu nghĩ chuyện kêu hắn liên lạc với tập đoàn Nam Cung có thể có chút phiền phức không? Phó chủ tịch thành phố Mạc Hương Tiếu Chính Đông lắc lắc đầu, có chút đáng tiếc. Ai, cháu cũng không ngờ chuyện lại phát triển đến mức độ này, cháu vốn đã chuẩn bị quăng tiền đầu tư vào nhà máy thảm sợi Ngư Dương. Ai ngờ chuyện lại dây dưa dễ má như vậy, nếu Diệp Phàm bị cách chức, hắn khẳng định sẽ không để ý đến đầu tư của cháu. Không bận tâm đến việc của mình, đây không phải là câu nói thường xuyên treo trên cửa miệng của các quan chức đại lục các chú sao? Mũ bị lột xuống rồi người ta còn để ý gì đến chấn hưng kinh tế trong huyện hay không, liên quan gì đến hắn? Tiếu Phi Thành cũng giữ vẻ mặt khó coi, chân mày sắp cau thành một đường, thở dài không thôi. Chỉ có thể chờ xem thôi. Xem ngày mai cổ bảo toàn sẽ xử lý như thế nào, ai, có lẽ không có kết quả gì tốt. Tiêu Tuấn Thần thở dài không muốn nói chuyện. Có lẽ còn có thể chuyển biến, nếu Diệp Phàm và Tống Trinh Ngọc thật sự là một đôi, tôi nghĩ trưởng ban Tống của tỉnh ủy cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Chỉ cần ông ấy chịu hừ một tiếng, cho dù là mơ hồ, tôi tin cho dù là Ngọc Sử Giới cũng không dám vọng động. Trưởng ban tổ chức, đó chính là thường vụ có thể quyết định cái mũ của Ngọc Sử Giới. Tiếu Duệ Phong lại ném ra một tia hy vọng, nên cho Ngư Dương thì vẫn nên cho. Đúng, phải xem Diệp Phàm có phải thật sự là bạn trai của Tống Trinh Ngọc hay không. Nếu chúng ta bị lừa, thì tên tiểu tử Diệp Phàm đó hoàn toàn hết thuốc chữa, loại người không có chỗ dựa quan hệ như vậy, chúng ta cũng không cần chú ý đến hắn. Tiếu Phong thu chậm rãi nói, lời nói ra toàn gắn liền với lợi ích. Đúng, tên tiểu tử này vẫn có chút năng lực, chỉ là không gặp may mà thôi. Tiêu Tuấn Thần trả lời, giống như có chút tiếc hận, nhưng xuất phát từ đại cục Ngư Dương đối với loại người không có giá trị lợi dụng, Tiếu gia khẳng định sẽ không lãng phí thời gian. Trưởng ban Ngọc, bí thư tôi thật là hổ thẹn, cấp dưới làm ra chuyện như vậy, là tôi bình thường giáo dục bọn họ không đủ, tư tưởng nhận thức còn kém, xin ngài phê bình tôi. Lần này tôi đặc biệt xin nhận lỗi với ngài. Cổ bảo toàn tiến vào trong sảnh đại viện Ngọc gia, lập tức mặt dạn mày dày nói. Trong lòng đã chửi Diệp Phàm không còn manh giáp. Tên tạp chủng, ra sức gây chuyện sinh sự với tôi. Trước kia thì chọc vào Vương Thiên Lượng cục trưởng cục tài chính thành phố, bây giờ càng lợi hại hơn, ngay cả quan lớn sở tài chính tỉnh cũng chọc vào,
tiếp theo có phải sẽ còn đi sờ vào mông nít những quan lớn thường vụ tỉnh ủy không, thật là không để người ta bớt lo. Ha ha ha, bí thư Cổ, anh đến nhận lỗi tôi cũng không dám nhận. Tôi chính là một người sắp chết, tục ngữ nói rất đúng, mặt trời sắp lặn, là thứ đồ cũ không còn dùng được nữa. Trong lời nói của Ngọc Sử Giới đầy vỏ đạn, có chút mùi vị là lạ. Trưởng Ban Ngọc, ngài mới bốn mấy tuổi, đang còn khỏe mạnh, theo phân chia giai đoạn tuổi tác hiện tại vẫn đang nằm trong thời kỳ trung niên sung mãn, đang là thời điểm cống hiến cho quốc gia và xã hội, sự nghiệp phát triển không ngừng. Các quan lớn cấp tỉnh bộ 65 tuổi còn có thể tiến thêm một bước, so với bọn họ ngài vẫn là thanh niên, cho nên, làm sao có thể nói là già được. Đều là thứ tạp chủng không hiểu chuyện, ngài yên tâm, tôi quay về sẽ dạy dỗ cậu ta một trận, kêu cậu ta đích thân tới nhận lỗi. Thật vô lý, đúng là phản thiên mà. Cổ Bảo Toàn vừa xin lỗi, vừa quở trách Diệp Phàm, trong lòng vô cùng khổ sở. Nếu là một đứa trẻ thì bí thư Cổ cũng không cần thật tình quá, ha ha ha, bỏ qua là được. Ha ha ha, nhưng nếu ai cũng giống như cậu ấy, ai? Anh cũng không dễ làm bí thư. Ngọc Mãn Đình cười nhạt, giống như rất hòa nhã, kỳ thực là đang âm thầm chê Cổ Bảo Toàn không biết dạy dỗ cấp dưới, dung túng thủ hạ. Tôi thấy nên bắt hắn đi đày đến đập chứa nước núi Bà La cho cá ăn thì hơn, hừ hừ. Lúc này Ngọc Kiều Long đang ngồi bên cạnh Ngọc Sử Giới không kìm nổi, thở phì phì thốt ra một câu tàn nhẫn. Kiều Long, nói gì vậy, không có phép tắc gì cả, chỗ người lớn nói chuyện không có chỗ cho em xen miệng vào. Ngọc Nhã Chi ở bên cạnh cố ý quát, đương nhiên là biểu diễn cho Cổ Bảo Toàn nhìn. Nhã Chi, đừng mắng Kiều Long như vậy, Kiều Long nói cũng không phải không có đạo lý. Tôi thấy phong cảnh ở đập chứa nước núi Bà La cũng không tồi. Đi câu cá, canh đập rất là nhàn nhã. Hơn nữa cũng có thể tu nhân dưỡng tính. Ngọc Sử Giới đầy ẩn ý, trực tiếp an bài chỗ đi cho Diệp Phàm, cũng chính là tới thị trấn Vũ Khê xa xôi nhất làm người canh giữ đập vinh quang của đập chứa nước Bà La. Người nhà Ngọc gia thật là âm độc, kêu trợ lý chủ tịch huyện cấp trưởng phòng người ta đi làm một người canh đập nước, chuyện này mà bọn họ cũng nghĩ ra được. Ai? Bây giờ tiền đang nằm trong tay của y, nếu trì hoãn thì phải đợi sang năm, không thể đợi được nữa. Hơn nữa chuyện sang năm ai biết có biến cố gì không? Số tiền này còn chưa nhập vào sổ sách cục tài chính huyện thì không thể khiến người ta yên lòng được. 800 vạn, đối với Ngư Dương mà nói thật sự là số tiền quá quan trọng, tâm tư Cổ Bảo Toàn thay đổi như điện xẹt, tính toán được mất, trên mặt vẫn giữ nụ cười, cười ha hả nói. Đúng, núi Bà La quả thực rất đẹp. Phong cảnh tráng lệ, không khí trong lành, tôi thật sự muốn tới đó câu cá, nhưng gần đây không có thời gian, đành phải giao cho đồng chí Diệp Phàm đi trước thay tôi câu cá. Ha ha ha, đúng là nên để cậu ấy đi tu nhân dưỡng tính. Con bò ngang ngược cũng phải nuôi thành bò sữa. Cổ Bảo Toàn úp úp mở mở, bất đắc dĩ ám hiệu mình đồng ý với yêu cầu của Ngọc Sử Giới. Đúng, đúng. Đồng chí Diệp Phàm sau khi cậu được cá nếu thấy phiền phức hắn có thể bán lại cho Kiều Long nhà chúng ta nếm thử cũng tốt. Ha ha ha, anh hai, ngày mai lúc nào anh quay về tỉnh. Chức quan của Ngọc Mãn Đình còn lớn hơn Ngọc Sử Giới, nhưng lại là em trai của y. Khoảng 8 giờ 30. Ngọc Sử Giới tùy ý nói liếc mắt nhìn Cổ Bảo Toàn, ý tứ là cậu có hiểu rõ không, trước 8 giờ 30 phải giải quyết xong chuyện của Diệp Phàm, đày đến đập chức nước đi canh đập. Chuyện này giải quyết xong quay về tôi sẽ cấp tiền. Ai, trưởng ban Ngọc là người bận rộn, 8 giờ 30 tôi sẽ chuẩn bị tới tiễn ngài. Tôi nghĩ 9 giờ sẽ sắp xếp cho đồng chí Diệp Phàm đi câu cá, nếu có thể câu được mấy con, nhất định sẽ đưa đến đại viện Ngọc gia để mọi người cùng nếm thử cá sống tươi ngon của đập chứa nước Bà La. Cổ Bảo Toàn nói trắng ra, trực tiếp biểu lộ thái độ, tranh thủ báo cáo sẽ đuổi Diệp Phàm tới đập chứa nước trước 9 giờ. Sau khi xem xong biểu diễn, mấy người Vu Phi Phi và Lan Duyệt Trúc đều đi ngay trong đêm. Tuy nhiên Tổng Giám đốc Hứa Thần của truyền thông giải trí Phong Tử nói là non nước Ngư Dương tươi đẹp, lưu luyến nhân gian, nói là 2 ngày nữa mới về thành phố, một mình đi chơi, tìm hiểu cuộc sống về đêm. Thật ra y tối qua cùng với một thiếu phụ mới đến Sơn Trang tên là Xuân Muội chơi rất hào hứng, nghe Phạm Bằng nói là 18 tài nghệ của y đều thử qua, rất là thích thú. Cho nên mới không nỡ rời khỏi Ngư Dương, có lẽ muốn tìm cách chơi mới mẻ nào đó. Diệp Phàm là người đứng ra tổ chức đương nhiên cũng không thể đuổi y đi, hơn nữa vũ hội lần này người ta cũng làm tương đối thành công, ngay cả người của Tiếu gia cũng khen ngợi không dứt. Có thể tạo được quan hệ với y, sau này còn có cơ hội hợp tác,
chẳng qua vừa chơi thì đã gặp chuyện không may. Mới 10 giờ, điện thoại của Diệp Phàm đột nhiên vang lên, một giọng đàn ông nói vẻ khẩn trương. Ngài là trợ lý Diệp đúng không? Tôi tên là Triệu Thăng, là ông chủ của phòng ca hát muội tử. Ngài có quen một người tên là Hứa Thần không? Nghe y nói mình là tổng giám đốc của truyền thông giải trí Phong Tử, gì đó. Chương 424, một người đánh 6 đồng chí của viện kiểm sát. Sao vậy, tổng giám đốc Hứa xảy ra chuyện sao? Diệp Phàm cả kinh, vội vàng hỏi, từ trong khẩu khí của ông chủ Triệu có thể nhìn ra được, có lẽ là tổng giám đốc Hứa chọc ra chuyện gì rồi. Ngài mau đến đi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Ông chủ Triệu hét lên. Được, tôi lập tức đến ngay. Diệp Phàm cúp điện thoại xông ra ngoài, lái chiếc xe Wrangler lao thẳng về hướng phòng ca múa muội tử. Phòng ca múa muội tử mặc dù nói tên ra nghe có vẻ rất đại chúng hóa, thậm chí có vẻ quê mùa. Nhưng phòng ca múa này nghe nói rất nổi tiếng ở Ngư Dương. Tiêu phí bình thường đều nằm ở mức thượng lưu, khách tới căn bản đều là một số nhân vật có máu mặt của Ngư Dương, không phải quan chức thì là người có tiền. Đối với mức chi phí cao một đêm bỏ ra 5-600 vạn đối với các viên chức bình thường chỉ có tiền lương ở Ngư Dương mà nói thật sự không chịu được, đó là 2 tháng tiền lương. Hứa Thần lại là người ngoài, hơn nữa tối qua Phạm Bằng vừa đi, nếu một mình y chọc vào một số kẻ lưu manh địa phương thì phiền toái. Tứ đại gia tộc Ngư Dương không dễ chọc vào, có khả năng đánh Hứa Thần một trận tàn phế, cho nên Diệp Phàm thật sự lo lắng, một hơi chạy thẳng lên tầng 4. Bên trong thật sự hỗn loạn. Đến tầng 3 đã nghe thấy tiếng vang đánh nhau ầm ĩ từ trên tầng 4 truyền xuống, còn có tiếng kêu gào trợ uy rung trời. Diệp Phàm bước vội vàng, lao lên tầng 4, đẩy cánh cửa thủy tinh ra, nhất thời trợn tròn mắt. Một đám người đang vây quanh, có 5-6 người đang ra sức đấm đá, kêu gào. Dưới đất có 2 người đang ôm lấy nhau, giống như tình nhân đang lăn lộn trong sàn nhảy, một người một quyền một cước đang đánh rất vui vẻ, có lẽ trong đó có một người là Hứa Thần. Dừng tay. Diệp Phàm xông tới, vươn bàn tay ra tát. Bốp bốp bốp. Sau khi một loạt tiếng vang lên, 5-6 người vây công đều bị Diệp Phàm tát cho mấy cái ngã lăn xuống đất, nhưng Diệp Phàm xuống tay cũng có chừng mực, chỉ là thuận thế gạt người xuống, cũng không có nặng tay. Mấy người này đơn giản chỉ bị Diệp Phàm quật theo quán tính ngã xuống dưới đất. Thằng danh, chán sống rồi có phải không? Đánh nó. Một tên thanh niên từ dưới đất bò lên xoay quả đấm đánh người. Nhưng tốc độ của Diệp Phàm nhanh hơn, bên này động thủ đã kéo được 2 người đang ôm nhau đánh dưới đất, thuận chân đạp một cước khiến tên thanh niên đang giơ nắm đấm lùi lại liên tiếp lùi 7-8 bước kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, lần này Diệp Phàm xuống chân nặng hơn, tên nhóc ấy thoáng cái không bò dậy nổi. Mẹ kiếp, dám đánh người của viện kiểm sát, chán sống rồi hả? Người thanh niên thấy tình thế không ổn, thuận tay vung ghế lên thét một tiếng xông tới. Kinh thiên, đợi đã! Lúc này người trước đó đang đánh nhau dưới đất vội vàng tiến lên một bước ôm lấy chân người thanh niên tên là Kính Thiên. Người anh em, có 2 người, chúng ta vào trong phòng chơi một chút. Người thanh niên tóc húi cua nhếch miệng, đập đập tay lên quần áo phủi bụi, còn hất hất tóc, đáng tiếc là mái tóc của y quá ngắn, cũng không có dạng cuộn sóng phập phồng giống như nghệ sĩ. Đi thì đi, sợ cóc khô gì. Hứa Thần không tỏ ra yếu thế, lạnh lùng nói. Cũng được. Để tôi xem các anh hùng của viện kiểm sát thế nào, ha ha. Diệp Phàm cười thản nhiên. Thầm nghĩ, con mẹ nó, tên tiểu tử Hứa Thần này thật là biết gây chuyện, lại chọc vào cao thủ của viện kiểm sát. Tuy nhiên Diệp Phàm đối với nhân viên của viện kiểm sát cũng không có thiện cảm nào, nguyên nhân nằm ở cho tới giờ nhân viên của viện kiểm sát vẫn không đồng ý khởi tố tên côn đồ Vương Tiểu Ba, vẫn đang ở trạng thái quan sát, rõ ràng đang treo giá. Đương nhiên hy vọng người chú thần tài ra Vương Thiên Lượng của Vương Tiểu Ba có thể đập xuống chút tiền cho viện không. Càng tình cờ hơn là chồng của Lưu Tử Hoa là Lan Trác Khải, một trong ngũ đoá kim hoa của cục tôn giáo mà mình đang quản lý chính là viện trưởng viện kiểm sát huyện. Lưu Tử Hoa lợi dụng đặc quyền của chồng chưa bao giờ đến cục đi làm, nghe nói nhận không mấy năm tiền lương, có lẽ chồng của cô ta, cũng chính là Lan Trác Khải viện trưởng viện kiểm sát cũng chẳng chính nghĩa gì. Diệp Phàm mặc dù nói cũng không phải loại quan viên tốt đẹp gì, nhưng vẫn có chút tinh thần chính nghĩa, đối với loại người này hắn luôn thấy không ưa. Ông chủ Triệu của phòng ca múa vội vàng mở cửa phòng VIP số 1 để đám người gây chuyện vào trong xử lý vấn đề. Chân tay run lập cập. Dĩ nhiên y không thể chọc vào nhân viên của viện kiểm sát,
người ta tùy tiện tìm một cái cớ làm phòng ca múa của mình bị đóng cửa một thời gian thì tuyệt đối không tốn chút sức lực nào. Mặc dù nói ông chủ Triệu cũng có thân thích làm quan trong huyện, nhưng cũng không đọ được với viện kiểm sát. Những người này mà đùa giỡn còn đáng sợ hơn đám du côn lưu manh, có thể xưng tụng là lưu manh quốc gia có giấy phép, mấy tên lưu manh chân chính ông chủ Triệu trái lại không sợ hãi gì, chỉ sợ những bộ phận tay cầm quyền chấp pháp. Hơn nữa người đến hôm nay lại là trưởng phòng phòng điều tra, giám sát của viện kiểm sát Trì Minh Hiên, người này mặc dù nói mới 25 tuổi, nhưng cũng rất khôn khéo, nhanh nhẹn, chỉnh đốn người ta tuyệt đối có thể xem là nhất lưu. Bình thường trong huyện cũng được coi là có danh tiếng, đám lưu manh sau lưng gọi y là Hắc Lang, ý tứ là còn đáng sợ hơn sói lang giấu mình trong đêm tối. Nghe nói tiệm uốn tóc đối diện chính vì một câu nói của y mà bị đóng cửa, thật ra những chuyện này ông chủ Triệu biết rõ nhất. Lúc ấy chính vì em gái tiệm uốn tóc đó không chịu cong mông lên cho trưởng phòng chỉ sờ một cái, em gái tiệm uốn tóc đó thật ra rất đoan chính, chỉ gội đầu làm đầu, không làm chuyện đường ngang ngõ tắt gì cả. Trưởng phòng chỉ còn quăng ra một câu nói kêu tiệm uốn tóc đó có dấu hiệu phục vụ tình dục, ngày hôm sau cục công an lập tức ra quân đi điều tra, không có chuyện đương nhiên cũng có thể tra ra chuyện, đây là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên người vừa đánh nhau với trưởng phòng chỉ vừa rồi nghe nói tên là Hứa Thần, tổng giám đốc của truyền thông giải trí Phong Tử gì đó là người rất lắm tiền. Khi ông chủ Triệu vừa vào thì phát hiện một khối thịt béo, khi ân cần mang trà bánh rượu chè lên mới phát hiện người này còn mang theo một cô gái rất thướt tha. Ông chủ Triệu dựa vào kinh nghiệm của y, liếc mắt đã nhìn thấu cô gái khí chất cao nhã này có lẽ là tình nhân của y. Hơn nữa khẩu âm của cô gái này hình như không phải ở vùng Nam Phúc này, tựa hồ là tới từ phía tỉnh Tích Ninh. Khi rót rượu còn tìm hiểu được ông chủ Hứa này còn được trợ lý chủ tịch huyện đồng chí Diệp Phàm đặc biệt mời tới Ngư Dương tổ chức hoạt động, vũ hội ca múa tối nay khiến nhân dân cả huyện mở rộng tầm mắt chính là do y làm ra. Nhất thời khiến ông chủ Triệu kính trọng thêm mấy phần, ánh mắt nhìn Hứa Thần giống như một cao nhân một nghệ sĩ. Cho nên vừa rồi cũng không biết vì nguyên nhân gì mà hai cao thủ này đánh nhau cho nên ông chủ Triệu cũng không dám khuyên. Vốn ban đầu ông chủ Triệu dẫn theo hai người định xông vào can ngăn, sau đó bị nhân viên của viện kiểm sát cảnh cáo. Cuối cùng không có cách nào, nhưng phía bên tổng giám đốc Hứa là khách quý do trợ lý Diệp mời tới. Nếu như bị đánh thì tốt xấu gì có lẽ phòng ca múa của mình cũng bị đóng cửa, hai bên đều không thể đắc tội, ép ông chủ Triệu không thể làm gì hơn đành phải vội vàng chuồn đi gọi điện thoại cho Diệp Phàm đến cứu binh. 7-8 người đi vào trong phòng, ông chủ Triệu đã sớm thu xếp cho người đưa rượu ngon trà bánh lên dùng. Cười lúng túng nói, các vị khách quý, hòa khí sinh tài có phải không? Có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện, rượu nước tối nay bên tôi mời. Hừ. Ông chủ Triệu, ông ra ngoài trước đi. Trì Minh Hiên tóc húi cua liếc mắt nhìn Diệp Phàm đánh giá, phát hiện người thanh niên này còn chưa đến 20 tuổi, nghĩ thầm, đồ hỉ mũi chưa sạch, lại dám chõ mồm vào, mẹ kiếp. Không đánh cho mày răng rơi đầy đất ông mày sẽ không lăn lộn ở viện kiểm sát nữa. Trì, trưởng phòng Trì, ông chủ Triệu khẽ khom người đang muốn giới thiệu thân phận của Diệp Phàm, nhưng Trì Minh Hiên sớm đã cắt ngang. Còn không ra ngoài, ông chủ Triệu. Có phải ông muốn mở cửa phòng ca múa này không? Tôi ra ngoài. Ông chủ Triệu cũng có chút tức giận, nhưng trên mặt không biểu hiện ra mà thôi, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại nói thầm. Lão tử muốn làm người tốt cũng khó, trưởng phòng Trì mày không phải ngạo mạn sao? Ngạo mạn cái rắm, tên là trưởng phòng, nhưng chỉ là một cán bộ cấp ban mà thôi. Người có trâu bò cũng có trâu bò bằng trợ lý chủ tịch huyện người ta không? Muốn đánh nhau cũng phải thì cứ nhằm chúng trợ lý chủ tịch huyện người ta mà đấm, lột cái mũ trên đầu mày thì càng tốt. Chương 425, để tôi đi lên tát cho mấy cái. Hai bên ngồi đối diện với nhau. Diệp Phàm dương mắt liếc nhìn người thanh niên tóc húi cua đối phương, phát hiện thằng chó này thật đúng là đẹp trai, chói mắt. Trên mái tóc ngắn được bôi keo đựng đứng, sáng bóng, có chút giống như con nhím đầy gai, khiến Diệp Phàm nhìn chỉ muốn bật cười. Bộ đồ nam hiệu nhất thân thất có lẽ vì ngã dưới đất cho nên có chút nhăn nhúm, sắp biến thành rẻ lau, trên mặt mặc dù nói dùng khăn giấy lau qua, nhưng vẫn chưa sạch sẽ, hình như một vết chân bẩn vẫn còn dính trên mặt rất là rêu rao. Hứa Thần cũng không kém gì, đầu tóc rối bời giống như ổ gà. Bộ quần áo hàng hiệu hơn 1.000 đồng trên người sớm đã bay sạch nút, lộ ra chiếc áo lót giữ ấm bên trong. Nghe nói anh ở viện kiểm sát. Diệp Phàm cũng lạnh như băng hỏi.
không có nể mặt các đồng chí kiểm sát viên gì cả, đây là vì bóng ma trong lòng Diệp Phàm đang tác quái, có chút cảm giác nhìn các đồng chí kiểm sát đều là quả đen. Anh ấy là trưởng phòng trì của phòng điều tra giám sát viện kiểm sát, thằng nhãi chân có đứng vững không, có phải có chút sợ rồi không, ha ha ha. Người thanh niên tên là Kinh Thiên lộ vẻ đắc ý liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Sợ, tôi sợ lắm, một tiểu trưởng ban. Hứa Thần đột nhiên chen miệng nói, bên khóe miệng còn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, có lẽ đang đợi trợ lý chủ tịch huyện xử lý đám người này như thế nào. Đương nhiên Hứa Thần cũng không biết rõ chức danh trợ lý chủ tịch huyện của Diệp Phàm chỉ là hư danh, còn tưởng là cán bộ cấp phó phòng. Cấp trưởng ban đối với cấp phó phòng, căn bản không cùng một cấp bậc, cho nên trong lòng Hứa Thần tương đối đắc ý, đợi trưởng phòng chỉ dụng con mắt. Thầm nghĩ, thằng nhãi, dám đá mông ông, mày chờ xem, trợ lý chủ tịch huyện người ta cùng cấp bậc với viện trưởng viện kiểm sát các ngươi, hơn nữa cả ngày giao tiếp với bí thư, chủ tịch huyện, mình đợi xem kịch vui rồi. Đợi lúc trợ lý Diệp kêu tên trưởng phòng chỉ nhận lỗi với lão tử nhất định sẽ dạy dỗ y một trận, không thể bỏ qua dễ dàng cho y được, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, cũng không biết xuân muội tử trốn đi đâu rồi, xui xẻo thật. Nhất định tát tai mấy cái mới được. Trong lòng Hứa Thần nghĩ đến mỹ nữ, suy nghĩ một chút quan sát bàn tay của mình một hồi, đang suy nghĩ xem dùng tay trái hay tay phải tát tai trưởng phòng trì. Đúng, có chút sợ hãi, uy phong thật là lớn. Diệp Phàm thuận miệng nói, móc ra bao thuốc lá thuận tay ném cho Hứa Thần một điếu, sau khi châm thuốc cho mình nhàn nhã nhả khói. Uy phong, phong cách của các hạ cũng không thường. Chỉ Minh Hiên rất nhanh nhạy, thầm nghĩ, tiểu tử này lẽ nào cũng có chút lai lịch. Xem phong cách hình như không chút sợ hãi viện kiểm sát, hình như trong đám công tử gia của huyện này chưa từng thấy hắn, có lẽ là người bên ngoài, không sai. Khẩu âm như vậy không giống với người gốc Ngư Dương, lẽ nào là thái tử gia thành phố? Tổng giám đốc Hứa, anh nói xem, rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm quay đầu lại hỏi. Ai, không ngờ Ngư Dương lại loạn như vậy, tôi chỉ đưa bạn gái tới đây giải trí, nghe nói phòng ca múa này rất đẳng cấp. Ai ngờ trong sàn nhảy lại gặp phải đám người này, thấy bạn gái tôi xinh đẹp thì muốn trêu ghẹo. Lúc bắt đầu tôi cũng không để ý đến bọn họ, mặc dù biết đám người này càng ngày càng càn rỡ, nhưng lúc đèn trong sàn nhảy tối đen thì chen chân vào, cuối cùng thì đánh nhau. Tôi còn tưởng rằng gặp phải đám côn đồ lưu manh, không ngờ lại là các đồng chí, cao nhân của viện kiểm sát. Viện kiểm sát Ngư Dương không biết từ lúc nào lại biến thành hang ổ lưu manh thế này, ha ha ha. Hứa Thần bỡn cợt kể lại. Nói láo, con bé kỹ nữ mà mày dẫn theo cứ chen chân vào chỗ anh chỉ chúng tao, tự đề cao mình quá, tao nhổ vào. Nói láo như vậy cũng không sợ rụt lưỡi. Người thanh niên cấp dưới của Chí Minh Hiên tên là Kinh Thiên rất hùng hổ. Hỗn xược, nói chuyện phải văn minh một chút. Diệp Phàm nhướng mắt hừ nói. Văn minh, phải xem đối phương là người thế nào. Chúng tôi cho tới giờ đều là người văn minh. Đối với người văn minh đương nhiên chúng tôi phải văn minh, đối với bọn chó vô văn hóa, chúng tôi chỉ có nắm đấm, ha ha ha. Trưởng phòng chỉ liếc mắt nhìn Diệp Phàm, trong giọng nói đầy ý khiêu khích. Mày mắng ai là chó? Đồ con hoang! Hứa Thần tức giận, mở miệng chửi. Để bố mày lên và cho mày mấy cái tát, để mày nhận thức sự lợi hại của anh chị này. Trưởng phòng chỉ cười nhạt, nhả một vòng thuốc tiêu sái nói. Đúng rồi anh chị. Không vả sưng mồm con mẹ nó, em không tên là Kinh Thiên nữa. Dương Kinh Thiên cười hắc hắc, còn vặn vặn cổ tay như chuẩn bị tát người ta. Ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một cô gái có thân hình xinh đẹp, khí chất cao nhã, vẻ mặt sợ sệt nhìn Hứa Thần nói. Hứa, Tổng Giám Đốc Hứa, chúng ta về thôi. Có lẽ đây chính là thiếu phụ tên là Xuân Muội Tử tới từ Tích Ninh, cũng xem như không tệ, không chuồn đi trước, điều này khiến Hứa Thần vô cùng hài lòng. Gật gật đầu nói. Đừng sợ muội tử, vào đây với anh, không có ai dám làm gì chúng ta đâu. Xuân muội tử hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng ngồi dựa sát bên cạnh Hứa Thần. Diệp Phàm phát hiện cô gái này thật sự có chút ý nhị, khó trách Hứa Thần lại say mê như vậy, vì cô ta mà dám động vào nhân viên của viện kiểm sát, một mình đánh lại 5-6 người, cũng không sợ bị người ta đánh sưng như đầu heo. Thật là quá quan chém tướng vì hồng nhan a. Trên đời này, đàn ông thích nhất là loại chuyện này. Nói đi nói lại cũng chỉ vì giải đất thần bí giữa hai chân đàn bà mà thôi. Con người Hứa Thần chí ít cũng có điểm ngang ngược này khiến Diệp Phàm bội phục,
vì đồng chí Diệp Phàm có cảm giác đồng bệnh tương liên, có lẽ mình cũng thuộc dạng như vậy, người cùng chí hướng mà thôi. Xuân Muội Tử vừa ngồi xuống, Hứa Thần đã vòng tay sang ôm ngang hông, liếc mắt khiêu khích nhìn năm người bên đối phương, lại còn gác chéo hai chân, rõ ràng là muốn gây chuyện. Đúng lúc này từ phía sau lại lộ ra một cô gái xinh đẹp, đi mấy bước tới trước mặt Trì Minh Hiên, có chút sợ sệt ngồi xuống. Hồng Mai, rót rượu cho anh, hai chúng ta chạm chén. Tối nay xui xẻo gặp phải một lũ cặn bã, vốn phải chúc mừng sinh nhật em mới đúng. Trì Minh Hiên thoáng có vẻ xin lỗi. Mỗi người một đôi, giống như phất lên, lúc này lại so sánh cô gái chiếm được, có lẽ đây cũng là bệnh chung của đàn ông, muốn thể hiện năng lượng của mình. Diễn biến giống như thế giới động vật, con đực vì muốn giành được sự yêu thương của con cái, thường thường vừa chộp vừa đá vừa cắn vừa đạp, cho đến khi một bên bại trận mới thôi, thật sự tàn khốc dọa người, đây chính là tượng trưng cho thân phận của giống đực, khiến cho Diệp Phàm muốn phun cả ngụm trà. Trưởng phòng Trì, các anh làm như vậy có vẻ không chính đáng, thân là nhân viên của cơ quan kiểm sát, càng nên tuân thủ pháp lệnh quốc gia. Tại sao có thể giống như đám lưu manh côn đồ bao vây một người ở tỉnh khác như vậy? Làm như vậy sẽ tổn hại đến hình tượng của Ngư Dương chúng ta. Diệp Phàm hóa giải một chút tâm tình, cố nặn ra một nụ cười nói. Hình tượng, mày thì có thể đại diện hình tượng gì chứ, thùng rỗng kêu to. Dương Kinh Thiên lộ ra vẻ khinh thường, quay đầu nhìn trưởng phòng Trì, đột nhiên xoay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi nghi ngờ các anh có chơi gái gọi, Trung Phi, đưa về thẩm vấn. Đúng, phải thẩm vấn kỹ càng ba người ngồi ở góc ghế xa đứng đậy. Một người tóc hơi xoăn có lẽ là Trung Phi, lôi từ trong túi ra một chiếc còng tay. Cầm trên tay còn lắc lư, phát ra tiếng kêu đinh đang rất là trêu người. Còng tay, các anh có chứng cứ gì? Mi mắt Diệp Phàm không ngước lên nữa, mặt sầm xuống lạnh lùng hỏi. Chứng cứ rất rõ ràng, tiểu tử họ Hứa này là người Nam Phúc chúng ta, còn cô gái bên cạnh y có lẽ không phải người Nam Phúc, có lẽ là gà mái từ bên Tích Ninh đến. Tưởng tôi không biết sao. Hai tỉnh lỵ cách nhau hợp thành một đôi, không phải là chơi gái gọi là gì. Xem ra tiểu tử này cũng không phải hạng tử tế, có lẽ là khách làng chơi, ngày xưa gọi là lão ái. Tội của lão ái càng nặng hơn, dùng thuật ngữ hiện đại để nói chính là lãnh đạo bọn người tổ chức mại dâm, bắt tất cả lại cho tôi, thẩm vấn kỹ càng. Trưởng phòng Chỉ vỗ vỗ cô gái tên là Hồng Mai ở bên cạnh, cười ruồi. Bắt tôi, trên đời này người muốn bắt tôi thật ra rất nhiều. Nhưng hình như cũng chưa có người nào có thể bắt thành công, hơn nữa hình như hiện tại còn có mấy người đang ngồi trong trại tạm giam hát bài, nước mắt sau song sắt, ha ha ha. Diệp Phàm liếc nhìn Trì Minh Hiên, ở góc miệng lại lộ ra vẻ mỉa mai quen thuộc. Chương 426, dạy dỗ tiểu tử này một bài học. Nói khoác cũng có mức độ thôi thằng nhãi, nói nghe xem, người nào bị mày đẩy vào trại tạm giam. Bố mày làm kiểm sát viên, chỗ đó có lẽ mày cũng nghe nói rồi. Bộ phận chuyên môn đẩy người ta vào trại giam, lão tử còn không dám cuồng vọng như vậy, hôm nay thật đúng là gặp được một tên cuồng vọng ngút trời rồi. Mí mắt Trì Minh Hiên khẽ giật, cảm giác có vẻ không ổn, nhưng vẫn cứng miệng, không muốn chịu thua. Ha ha ha, nói ra sợ làm các anh giật mình. Diệp Phàm lắc đầu, nhấp một ngụm trà, nhả khói, mỉa mai nhìn trưởng phòng Trì, giống như trưởng phòng Trì là một đại mỹ nữ vậy. Lúc này trưởng phòng Chỉ cảm giác như mình là một con mồi, bị tên thợ săn theo dõi, dần dần trên chóp mũi có mấy giọt mồ hôi toát ra, hung hăng tự mắng mình một câu, sợ cái cóc khô gì, tại sao lão tử lại có chút chột dạ chứ, không phải đụng phải chân thần chứ. Có lẽ không phải, tiểu tử này chưa đến 20 tuổi, nhìn như học sinh, có thể có bản lĩnh gì chứ, chắc là do ảo giác, đúng, tuyệt đối là do ảo giác. Trưởng phòng Chỉ liều mạng động viên mình. Nhưng khí thế của cao thủ thất đoạn Diệp Phàm toàn lực thả ra thật sự có chút rất kinh người. Trưởng phòng Chỉ cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi, khí thế nặng nề khiến mình không thở nổi, đàn hồi ngược lại, tiểu tử này đột nhiên cười như điên. Ha ha ha, ngạo mạn thật, tôi thật sự muốn biết, nói ra nghe xem, có thể khiến tôi sợ hãi không? Ai, không thấy quan tài không đổ lệ. Hứa Thần ở bên cạnh cũng không hảo tâm gì, ra sức châm chọc trợ uy. Tên nhãi này đương nhiên muốn gây chuyện càng lớn cho trưởng phòng Chỉ càng xui xẻo. Hình như đầu tiên là một người tên Cổ Trinh Hoa, nghe nói làm ở cục công an huyện, trưởng phòng Chỉ làm kiểm sát viên có lẽ cũng thường xuyên có nghiệp vụ qua lại với bên công an, nói không chừng còn quen biết Cổ Trinh Hoa. Diệp Phàm vừa nói đến đây,
Dương Kinh Thiên đã thất thanh kêu lên. Phó cục trưởng Cổ Trinh Hoa. Quay đầu lại nhìn, phát hiện khuôn mặt tiểu tử này đầy hoảng hốt, ngây người nhìn Diệp Phàm, bắp chân giống như chuột rút, người cũng lặng lẽ lùi về phía sau, núp ở một góc ghế xa không dám lên tiếng. Cổ Trinh Hoa, không phải là phó cục trưởng của cục công an sao? Hình như bị một tiểu tử tên Diệp Phàm đẩy vào trại giam. Hiện tại không phải đang ở trong nhà lao hát bài, nước mắt sau song sắt của đồng chí lão chỉ sao? Tiểu tử này nghe nói sau đó còn cho đám người Phí Văn Viễn con trai Phí Mặc, Vương ba cháu trai cục trưởng cục tài chính thành phố, công tử Tôn Mãn Quân của phó chủ tịch huyện Tôn Quang Vinh vào trại giam. Đáng sợ hơn là nghe nói hôm nay tiểu tử đó ở trên đỉnh Nam Thiên giám công khai mắng Ngọc Sử Giới của Ngọc Gia là lão già phó trưởng ban. Nếu thật sự là người này thì tối nay mình thật sự đụng phải chân thần rồi, so với lão nhân gia hắn, mình chỉ có thể xem là một trưởng phòng nhỏ bé, tâm tư của trưởng phòng chỉ thay đổi cực nhanh, nhưng trước khi chưa chứng thực y vẫn ra vẻ trấn định. Y trấn định nhưng mấy tên cấp dưới thì sớm đã lặng lẽ lẩn tới góc ghế xa, toàn bộ đứng dưới đất, không dám ngồi lên ghế xa. Sau này lại có người tên là Phí Văn Viễn, Tôn Mãn Quân hình như hiện tại cũng đang ở trong trại giam, đúng rồi. Nếu Vương Tiểu Ba trị khỏi bệnh thì viện kiểm sát các anh cũng nên khởi tố có phải không? Ha ha ha. Diệp Phàm bấn cợt, ngữ khí không biến đổi, trái lại càng lộ vẻ ôn hòa. Nhưng giọt mồ hôi trên mặt trưởng phòng trì ngày càng lớn, lúc mới đầu chỉ nhỏ bằng hạt cát, không lâu sau đã lớn hơn rất nhiều, sắp biến thành hạt gạo rồi. Khi Diệp Phàm quăng ra cái tên Vương Tiểu Ba cuối cùng, trưởng phòng trì khẳng định hôm nay gặp phải sát tinh trợ lý Diệp Phàm của huyện rồi. Giọt mồ hôi thoáng cái bành trướng to như hạt đậu tương trong suốt phương trên mặt. Cô gái tên là Hồng Mai ở bên cạnh có lẽ chưa từng nghe nói đến uy lực to lớn của Diệp Phàm, còn tưởng rằng trưởng phòng chỉ bị cảm mạo phát sốt, vội vàng móc khăn giấy ra lau cho y. Lau cái gì mà lau, cút sang một bên. Trưởng phòng chỉ đụng phải chiếc khăn giấy của Hồng Mai, giống như chúng ta, thoáng cái bắn ra khỏi ghế xa. Nhưng người này lập tức khom người xuống, dáng người vội vàng cúi như vòng cầu. Giống như con khỉ của Phật Di Lặc cẩn thận nói. Xin lỗi trợ lý Diệp, tôi. Ngay cả mấy chữ, tôi, cũng không thốt ra được. Hứa tiên sinh còn là khách làng chơi sao? Tôi không phải là ma cô của ký viện cổ đại sao? Ha ha ha. Diệp Phàm cười ôn hòa, nhưng nụ cười đó trong mắt trưởng phòng trì sớm đã biến thành ác ma. Không phải, là chúng tôi hiểu nhầm, xin lãnh đạo phê bình. Chỉ Minh Hiên nhỏ giọng nói, mặt đỏ như đít khỉ, giống như sắp bốc cháy. Bây giờ biết sai rồi sao? Hứa thần tiên sinh là tổng giám đốc của truyền thông Phong Tử, là khách do bí thư cổ chỉ thị đặc biệt cho tôi mời từ thành phố tới. Bữa tiệc tối nay là do hứa thần tiên sinh tổ chức, người ta là nghệ sĩ. Anh xem, các anh còn giống nhân viên công tác của viện kiểm sát không? Không khác gì lưu manh côn đồ, đánh khách do bí thư cổ của Ngư Dương chúng ta mời tới. Hơn nữa còn vu cho người ta là gái gọi gì đó, lời này mà đến tai bí thư cổ có lẽ mấy người các anh, ha ha ha. Diệp Phàm chỉ nói nửa câu, liếc mắt nhìn mấy đồng chí của viện kiểm sát. Không dám, trợ lý Diệp, chuyện tối nay đảm bảo sẽ không truyền ra ngoài nửa hạt bụi nào, tôi bảo đảm. Trưởng phòng chỉ run rẩy, vội vàng nói, chỉ còn thiếu vỗ ngực. Được rồi, tôi cũng không muốn so đó với các anh quá nhiều. Xin lỗi hứa tiên sinh là được rồi. Diệp Phàm nói. Hứa, tổng giám đốc hứa, xin lỗi, hôm nay chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm đến anh. Ra mặt tiểu tử Chí Minh Hiên này tuyệt đối sánh ngang với đít nồi, ngay lập tức đã trở mặt được, khom người xin lỗi không hề do dự, thật sự là nhân tài. Ha ha ha, vừa nhớ lại bộ dạng sợ sệt của trưởng phòng trì, hứa thần này thật sự sảng khoái. Trên đường quay về khách sạn Ngư Dương, y cười điên cuồng, cười đến mức khiến người đi đường đều dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn. Tổng giám đốc hứa, anh có thể nhỏ tiếng một chút không, gọi sói đến thì phiền phức, ha ha ha. Diệp Phàm cười ha hả, liếc mắt nhìn hứa thần thầm nghĩ. Tên nhãi này cũng không phải hạng tử tế, dẫn theo kỹ nữ tới phòng hát sinh sự, còn dám đánh nhau với người của viện kiểm sát. Mặc dù nói thiếu phụ ấy tới từ Tích Ninh, khí chất cao nhã. Nói trắng ra không phải là một con gà mái, chỉ có điều con gà mái này có văn hóa mà thôi, là loại gà mái đoan trang ở cung điện thần thánh từng học qua đại học. Ha ha, ha ha, thất lễ rồi, chú Diệp, hứa thần này xin nhận chú là anh em,
sau này có chuyện gì cứ gọi một tiếng, ở trên địa bàn Thủy Châu, Mạc Hương tôi cũng quen biết mấy người. Quan lớn cấp ban trong huyện cũng có mấy người, đây là danh thiếp của tôi, cầm lấy đi. Hứa Thần nói, đắc ý liếc nhìn Diệp Phàm, đưa tờ danh thiếp màu đỏ tới, hình như không phải làm bằng chất liệu giấy, giống như nhựa, nhưng lại không giống hoàn toàn. Danh thiếp, hôm qua không phải anh đã đưa cho tôi một tờ rồi sao? Diệp Phàm hơi buồn bực lắc đầu, thầm nghĩ tổng giám đốc Hứa này thật là thích khoe khoang, đã làm danh thiếp bằng giấy, còn in màu đỏ, thật là người cũng như tên, hơn nữa cầm thứ này nhiều làm cái dám gì. Ha ha, chú Diệp, tấm danh thiếp này không giống thế, chỉ có anh em mà Hứa Thần này công nhận mới có. Hứa Thần mỉm cười thần bí. Ồ, thì ra là vậy, vậy tôi phải cảm ơn anh Hứa không xem tôi như người ngoài rồi. Diệp Phàm giả bộ ra vẻ thận trọng cầm lấy tờ danh thiếp. Trong phòng VIP số 1 của phòng ca hát muội tử, trưởng phòng chỉ vẻ mặt phức tạp liếc nhìn mấy tên cấp dưới, cười khan mắng. Thế nào hả, có phải nhìn thấy anh chị này không thuận mắt, ra vẻ đáng thương, có chút mất mặt có phải không? Âu Dương Cẩm Hoa thấy sếp đang giơ bàn tay phải lên nhìn, ánh mắt chăm chú nhìn năm ngón tay giống như thầy tướng số nhìn chỉ tay. Điều này làm Âu Dương Cẩm Hoa có chút khó hiểu. Chẳng lẽ sếp còn tin điều này? Vừa lên xe sếp đã nhìn vào tay mình, Âu Dương Cẩm Hoa không nhìn ra vẻ mặt sếp. Hội nghị đảng ủy kéo dài tới 7 giờ mới kết thúc, thậm chí không nghỉ để ăn cơm. Ai cũng biết hội nghị tiến hành nghiên cứu phân công công việc nhưng không ai biết kết quả. Triệu Quốc Đống tuy nhìn vào bàn tay nhưng tâm tư đã bay đi tận đâu. Không thể nghi ngờ đề nghị đột nhiên hôm nay của Phó Tuyền đã phá vỡ dự định của Tằng Quyền Quân. Dự định tốt chưa chắc đã là không tốt nhưng lại chưa chắc thích hợp nhất đối với Triệu Quốc Đống. Trong ủy ban đã xác định mình phụ trách Cục Kinh tế Thương mại, Cục Đầu tư nước ngoài cùng với Cục Sản nghiệp Công nghệ cao, đây vốn là do Trần Cẩm Tài trước phụ trách, mình phụ trách hai mảng này cũng là bình thường. Triệu Quốc Đống không có ý kiến gì. Nhưng đột nhiên đẩy Cục Vận hành Kinh tế cùng Cục Phối hợp Ngành nghề vào tay mình, chỉ sợ Tằng Quyền Quân trước đó không có ý này. Khẽ thở dài một tiếng. Hôm qua Lưu Nham gọi điện cho mình, nhắc mình nước trong ủy ban không đục nhưng tuyệt đối không trong, đường đường là tiểu quốc vụ viện liên quan tới vô số quần thể lợi ích sao có thể là trắng tinh được. So sánh với ba cục đã được xác định trước, công việc của hai cục sau có trọng lượng khác hơn nhiều. Cục điều tiết vận hành kinh tế nắm trong tay đại cuộc điều chỉnh và vận hành cụ thể, có quan hệ khá dày đặc với Bộ Năng lượng, Bộ Giao thông, Bộ Đường sắt và Tổng cục Hàng không Dân dụng. Có chức trách khống chế tổng quan các ngành kinh tế quốc dân. Mà cục phối hợp ngành nghề càng không đơn giản. Lấy một ví dụ đối với bất cứ hạng mục công nghiệp nào lớn có liên quan tới các công ty nhà nước, công ty tư nhân, công ty liên doanh đều cần phải được qua cục phối hợp ngành nghề xét duyệt, đây mới chỉ là một bộ phận nhỏ trong nhiều chức năng của cục này. So sánh với ba cục kia, phạm vi công việc hai cục này bao trùm rộng hơn nhiều, liên quan tới nhiều ngành nghề, đơn vị hơn nhiều. Nói thẳng ra chính là tài nguyên quyền lực lớn hơn nhiều, đồng thời trách nhiệm và mạo hiểm cũng lớn hơn. Phó Tuyền tại sao lại giao ra mấy hạng mục công việc đó, hơn nữa thoáng cái đưa hai công việc quan trọng nhất lên vai mình, Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không rõ. Trên đời không có yêu và hận vô duyên vô cớ, Phó Tuyền quyết không thể vì y chủ động nhận công việc bảo vệ môi trường cùng với tiết kiệm tài nguyên mà giao ra công việc này. Nguyên nhân trong đó Triệu Quốc Đống chỉ có thể từ từ cân nhắc. Nếu như nói cục vận hành kinh tế cùng cục phối hợp ngành nghề coi như ngón trỏ và ngón cái trên tay mình, như vậy công việc của cục kinh tế thương mại chính là ngón giữa, ngón tay cái cùng ngón trỏ thậm chí ngón giữa phối hợp cũng có thể dễ dàng hoàn thành công việc khá phức tạp. Nhưng nếu như ngón nhẫn cục sản nghiệp công nghệ cao cùng ngón út cục đầu tư nước ngoài cũng có thể dung hợp được, như vậy một bàn tay này thật sự có thể tạo ra cả thế giới. Chỉ mong mình có thể thực hiện được động tác này một cách hoàn mỹ. Lưu Nhược Đồng một mực ngồi trong phòng khách xem TV, bóng người thay đổi trên màn hình đối với cô mà nói lại không có chút tác dụng gì, cô không thấy được gì cả. Ngoài cửa cuối cùng có tiếng động, Lưu Nhược Đồng đi nhanh ra mở cửa, mùi rượu đập vào mặt làm cô nhíu mày. Nhưng nhìn ánh mắt và vẻ mặt của Triệu Quốc Đống, Lưu Nhược Đồng yên tâm hơn. Ánh mắt rất tỉnh táo, ngoài mặt cũng không có gì khác lạ chỉ còn lưu lại vẻ mặt tự hỏi. Cầm cặp trong tay Triệu Quốc Đống. Lưu Nhược Đồng nhẹ nhàng nói. Sao về muộn như vậy anh? Hội nghị đảng ủy nghiên cứu phân công công việc đến 7 rưỡi, mọi người ngồi ăn cùng nhau nên muộn một chút. Lưu Nhược Đồng chú ý vẻ mặt Triệu Quốc Đống có chút khác lạ nên hơi khẩn trương. Chẳng lẽ hắn mới tới mà ủy ban đã có người nhầm vào hắn?
Hình như không thể, hơn nữa với tính cách của Triệu Quốc Đống thì nếu ủy ban cố ý làm khó hắn chỉ sợ càng kích thích đấu trí của hắn. Nhưng vẻ mặt của hắn bây giờ có chút hoang mang nên cô không nhìn ra được có ý gì. Đã xác định rồi chứ anh? Lưu Nhược Đồng cảm thấy mình bây giờ càng lúc càng giống một người vợ. Trước đây cô không hứng thú biết chuyện của hắn, nhất là công việc của hắn cô càng không muốn Hoàng Mộng Chân, mà bây giờ trong lòng cô luôn thấy tò mò và mong sớm hiểu. Xác định rồi. Triệu Quốc Đống cũng nhận ra thay đổi của Lưu Nhược Đồng. Ồ, em không phải cũng thấy hứng thú anh phụ trách quản lý gì đó chứ? Mặt Lưu Nhược Đồng nóng lên, chẳng biết từ lúc nào mình đã thật sự thay đổi, ngay cả hắn cũng thấy thế, như vậy nói rõ mình thay đổi quá lớn. Anh không phải khó khăn lắm mới về được sao? Lưu Nham gọi điện bảo em nhắc anh là nước ở ủy ban kế hoạch phát triển sâu mà không đục, em cảm thấy lời này có nhiều nghĩa. Lưu Nhược Đồng cố che giấu cảm xúc của mình. Sâu mà không đục. Triệu Quốc Đống cầm khăn mặt nóng Lưu Nhược Đồng đưa tới. Mùa xuân Bắc Kinh có nhiều bụi cát làm người ta luôn có cảm giác mặt không quá sạch. Hắn lau xong gật đầu nói. Ừ, những lời này rất chính xác. Có phải là anh cảm thấy gì không? Lưu Nhược Đồng khá nhạy cảm ý thức được gì đó. Chưa thể nói chẳng qua công việc trong ủy ban đúng là có chút nằm ngoài dự đoán của anh. Ừ, từ phân công công việc anh có thể cảm giác được một chút. Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế, suy nghĩ một chút rồi nói. Không thoải mái ư, hay là không quá hài lòng? Lưu Nhược Đồng nhíu mày nói. Cũng không hẳn, thoải mái hay không thì không thể hiện được công việc mình phụ trách, còn phải xem trong công việc sau này như thế nào. Hài lòng thì nói như thế nào nhỉ? Hơi khác suy nghĩ của anh. Anh vốn tưởng ủy ban sẽ để anh phụ trách mảng kinh tế địa phương và kinh tế nông thôn nhưng không ngờ lại đưa cho anh hai mảng có trách nhiệm quá nặng. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Nếu là người khác nhìn thì nhất định là ủy ban coi trọng anh, cho nên tăng trọng trách cho anh. Nhưng đối với anh mà nói trọng trách có nghĩa trách nhiệm của anh càng lớn, mạo hiểm và nghĩa vụ cũng tăng lên. Mà em cũng có thể hiểu con người anh, làm việc phải làm tốt, nhưng nhiều khi anh chưa chắc có thể làm cho mình hài lòng. Lưu Nhược Đồng thở ra một hơi, nghe ý của Triệu Quốc Đống tức là ủy ban giao nhiệm vụ rất nặng nề cho hắn, thậm chí vượt qua dự đoán của hắn. Điều này làm hắn có chút lo lắng, đây là lần đầu cô thấy Triệu Quốc Đống có vẻ mặt không quá tự tin. Quốc Đống, lần đầu em thấy anh không tự tin vào mình, em cảm thấy anh có thể làm được. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của cô vào Triệu Quốc Đống. Hơn nữa cô tin vào Triệu Quốc Đống cũng là từ đủ biểu hiện của hắn khi kết hôn đến giờ. Bắt đầu từ khi hắn điều từ Hoa Lâm tới quận Tây Giang, gần như mỗi lần Triệu Quốc Đống điều chỉnh công việc đều có vẻ tử chiến đến cùng. Hắn làm tốt ở Hoa Lâm, người ta điều hắn tới quận Tây Giang đang dở chết dở sống, nhận chức bí thư còn cả một cơ nghiệp hủ bại. Triệu Quốc Đống chỉ dùng thời gian một năm để thay đổi tất cả, mặc dù không thể nói thực hiện thoát thai hoán cốt, nhưng ít ra tại kết cấu sự nghiệp đã đồng chí căn bản. Đến Hoài Khánh, một thị xã vốn hỗn loạn nhưng sau khi hắn làm phó thị trưởng thường trực đã xử lý hết số nợ của quỹ tín dụng, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, chế tạo Hoài Khánh làm thành phố công nghiệp mới, mỗi một công việc đều dùng hết nỗ lực. Có lẽ chỉ thời gian hắn tới bộ năng lượng là khá bình yên. Mà từ bộ năng lượng đến thị xã Ninh Lăng hắn từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, trong 3 năm biến Ninh Lăng thành thị xã đầu tiên của khu vực đất liền đột phá GDP 100 tỷ. Đến miền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng tạo sóng gió cực lớn. Không cần biết bên ngoài đánh giá tốt hay xấu nhưng chỉ riêng bản lĩnh này đã không dễ có người so sánh được. Triệu Quốc Đống nhìn vẻ mặt kiên định mà bình tĩnh của Triệu Quốc Đống, hắn cười nói. Em tin anh như vậy sao? Không tin anh thì em còn tin ai? Lưu Nhược Đồng nghiêng đầu hỏi. Bị Lưu Nhược Đồng hỏi lại, Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Hắn lắc đầu nói. Anh tự biết bản thân mình, lần này đến bộ có lẽ là thử thách lớn nhất từ khi anh theo chính trị. Kinh nghiệm công tác ở địa phương đưa vào cấp bộ chưa chắc đã là chính xác hợp lý. Lúc trước sợ lãnh đạo không tin tưởng, phân công công việc ít cho mình, nhưng khi có nhiều công việc lại thấy mình không tự tin. Lưu Nhược Đồng nhìn thẳng vào mắt Triệu Quốc Đống, như muốn nhìn ra suy nghĩ thật của hắn. Triệu Quốc Đống không né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn lại. Lúc lâu sau Lưu Nhược Đồng mới cắn môi nói. Anh có thể làm được, em tin vào ánh mắt và sức phán đoán của mình. Chương 427, thăng lên cấp bậc trung tá. Một lát sau, Tạ Mi Nhi đã làm mấy món ăn bê lên. Anh, em mời anh một chén,
Mị Nhi là con gái, cũng không giúp được gì cho anh, trái lại trong thời gian qua anh vẫn luôn chiếu cố giúp đỡ việc làm ăn của Mị Nhi, tiếp đãi khách khứa lần này để em buôn bán kiếm lời mấy vạn đồng. Cảm ơn anh, em gái xin uống. Tạ Mị Nhi ngửa đầu uống cạn chén rượu, trong đôi mắt như tràn đầy quyến rũ, sự quyến rũ có thể phun trào ra, sự quyến rũ của Tạ Mị Nhi là trời sinh, rất tự nhiên, cũng không làm bộ, rất hút mắt người khác. Cảm ơn, Mị Nhi, lúc anh không ở đây, em phải tự chăm sóc mình cho tốt, ha ha ha, cạn. Diệp Phàm cười khổ uống một hơi cạn sạch. Hai người vô tình uống hết nửa bình rượu Mao Đài nồng độ cao, hai má Tạ Mị Nhi đỏ bừng như lửa cháy, ngay cả chiếc cổ trắng nõn cũng lấm tấm đỏ, mơ hồ còn lộ ra vẻ sáng bóng, người càng thêm xinh đẹp. Mị Nhi, chúng ta nhảy một bản đi. Diệp Phàm cười nói, kéo Tạ Mị Nhi đi bật nhạc lên. Hai người ôm lấy nhau, hai cơ thể dính chặt như không có khe hở, cũng không có tiến tới làm bậy. Mị Nhi áp chặt đầu vào bộ ngực Diệp Phàm, hơi thở nhẹ nhàng. Một mùi hương đặc biệt ở cổ chui vào lỗ mũi Diệp Phàm. Mị Nhi thật là thơm. Diệp Phàm giống như ú ớ trong giấc mơ, lỗ mũi nhướng nhướng lên, ra sức hít mấy hơi. Vậy sao? Vậy anh ngửi thử xem, chỉ sợ anh không thích thôi. Tạ Mị Nhi to gan ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phàm, lỗ mũi hai người như chạm vào nhau, cái miệng xinh xắn cũng chỉ cách nhau có mấy cm. Mùi hương thơm dịu dịu như khiến Diệp Phàm choáng choáng, miệng táp táp mấy cái định áp sát tới, nhưng nhớ đến nhiệm vụ phải thi hành của mình, Diệp Phàm chợt đẩy Tạ Mị Nhi ra. Mị Nhi, em gọi Trương Cường vào đây, anh có chuyện muốn nói. Diệp Phàm tiếc nuối nhìn lướt qua. Vâng. Tạ Mị Nhi có chút buồn bã oán trách liếc nhìn Diệp Phàm kéo cửa ra. Mị Nhi, anh thật có lỗi với em. Anh phải đi thi hành nhiệm vụ có thể rơi đầu, anh không thể hại cả đời em, kiếp sau anh xin trả em tấm chân tình này. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, tựa hồ lòng đã đau đến tê dại rồi. Thủ trưởng. Trương Cường khẽ gọi, chào theo kiểu nhà binh. Gọi Vương Ngũ, Triệu Đoan vào đây. Giọng điệu của Diệp Phàm đầy nghiêm nghị. Tuân lệnh thủ trưởng. Trương Cường chạy chậm ra ngoài, một lát sau ba người lại xuất hiện trong sảnh. Đoàn trưởng Thiết gọi các cậu đến là có ẩn ý sâu xa, tôi cũng không tặng gì cho các cậu. Trương Cường có lẽ đã đến tiệt lưu giai tam đoạn rồi. Vương Ngũ và Triệu Đoan cũng đã đến giai đoạn đỉnh cao của nhị đoạn rồi, cũng nên cho các cậu cơ hội đột phá. Diệp Phàm chậm rãi nói. Đột phá, làm sao đột phá, công lực nội kình của chúng tôi còn chưa tới lúc. Trương Cường ngạc nhiên. Vì y chỉ nghe nói trong truyền thuyết dùng thuốc kích thích đột phá công lực, cũng chưa từng gặp qua. Trước kia đã hỏi đoàn trưởng Thiết, nhưng ngay cả đoàn trưởng Thiết cũng cứ lắc đầu, nói là không có cách nào. Ha ha ha, Tề Thiên và Lý Hoành Sơn có phải quay về một chuyến đã đột phá không? Diệp Phàm cười thần bí nói. Đúng vậy, chúng tôi đang buồn bực đây, bọn họ hình như đến Lâm Tuyền một chuyến rồi bất ngờ đột phá vậy. Tôi lúc đó còn cứ mắng tiểu tử đó có phải gặp may mắn không, gặp được cơ hội đột phá khó có được, lẽ nào là thủ trưởng giúp đỡ. Ba người Trương Cường nghĩ đến nụ cười thần bí của Diệp Phàm, nghĩ đến ánh mắt khó hiểu ẩn chứa hàm ý của đoàn trưởng lúc sắp đi, chợt đột nhiên tỉnh ngộ, con người như lồi ra, đồng tử trợn tròn, thể cốt vì kích động quá mức mà khẽ run sợ. Chuyện mà các cậu trải qua tối nay thuộc về cấp cơ mật chỉ có các cậu biết. Trừ đoàn trưởng Thiết ra không được phép nói cho bất cứ người nào, ngay cả chủ tịch nước cũng không được, các cậu có thể làm được không? Đôi mắt lạnh lùng của Diệp Phàm ép về hướng ba người Trương Cường. Chúng tôi nghe theo thủ trưởng, có đánh chết chúng tôi cũng sẽ không lộ ra nửa chữ. Ba người đồng thanh trả lời. Được, tôi cho các cậu cơ hội để đột phá, nhưng có thể đột phá được hay không còn phải xem bản thân các cậu có thể chống đỡ được không? Bắt đầu đi, Triệu Đoan bắt đầu trước, Trương Cường bảo vệ ngoài cửa phòng. Diệp Phàm thu xếp. Trong một tối, ba người đã thuận lợi đột phá không có nguy hiểm. Trương Cường lần đầu tiên đột phá được cảnh giới khai nguyên tứ đoạn, một cước có thể đá vỡ bốn viên gạch. Vương Ngũ và Triệu Đoan đạt được cảnh giới khai nguyên tam đoạn, mấy người đá gạch thiếu chút nữa vui mừng lật trời, đối với Diệp Phàm lại càng kính thờ như thần linh. Sau khi Thiết Chiêm Hùng nhận được tin vui, thiếu chút nữa cười đến rách miệng, liên tục quát. Thằng cụ nó, tiểu tử cậu đúng là xưởng công binh thể chất chế tạo cao thủ cho Liệp Báo. Ha ha ha, vui quá. Đáng tiếc, nếu có thêm dược hoàn thì tốt rồi. Nhà đầu Mai ra đó có thể nâng lên một cấp nhỏ, đạt đến cảnh giới luyện kính tam đoạn,
không có dược hoàn có lẽ phải mất thời gian chừng 2 năm, đáng tiếc đáng tiếc. Lão đại, anh cũng tham quá, còn nói em là xưởng công binh. Đây là viên dược hoàn cuối cùng rồi, nếu anh đòi hỏi nữa thì phải có, bao lì xì, vậy em đành phải đem viên dược hoàn đẳng cấp của anh, dược hoàn chưa làm xong quăng ra cũng vô dụng, ha ha ha. Diệp Phàm cười khổ bất đắc dĩ. Ngàn vạn lần đừng làm vậy người anh em, viên thuốc của đại ca chính là của hoàng thượng, lão tử không thể đưa cho người khác được. Thật là mong đợi, đáng tiếc không thể dùng trước khi tới tam giác vàng thi hành nhiệm vụ, nếu không công lực có thể đề cao một cấp nhỏ, đối với bảo đảm tính mạng cũng đề cao không ít. Thiết Chiêm Hùng than thở không dứt. Chuyện này không gấp được, yêu cầu phẩm chất của anh quá cao, nếu cấp bậc quá thấp thì vô dụng, không thể lãng phí. Vị tiền bối đó cũng nói rồi, chỉ ít phải sau 2 tháng mới có thể hoàn toàn luyện thành. Nếu không phẩm chất sẽ suy giảm cực lớn, đến lúc đó không có hiệu quả thì thật đáng tiếc. Diệp Phàm vội vàng giải thích. Tiểu tử cậu phải trông chừng thật kỹ cho tôi, không thể phối hư được. Đại ca này sẽ kiên nhẫn chờ, nói với tiền bối đó, cứ từ từ, nhất định phải bảo đảm phẩm chất, có cần gì thì cứ nói, chỉ cần là thứ liệp báo ta có thể lấy ra thì tôi sẽ dốc hết toàn lực. Thiết Chiêm Hùng nóng nảy, thận trọng dặn dò Diệp Phàm, lại giao đãi phải cẩn thận không được làm hư. Đại ca yên tâm, em thiếu chút nữa đã quỳ xuống khấu đầu rồi. Lão tiền bối cũng gật đầu rồi, có lẽ tỷ lệ thành công là 8 phần. Diệp Phàm chỉ còn thiếu vỗ ngực nói. Vậy thì tốt, Thiết Chiêm Hùng cảm thấy yên tâm. Người anh em, nghe nói hôm nay ở chùa Nam Thiên cậu lại đắc tội với người ta. Nghe nói còn là thần tài gia của sở tài chính. Lão thất phu đó cũng ức hiếp người khác quá, tên là Ngọc Sử Giới, nghe nói là phó trưởng ban sở tài chính tỉnh, quyền cao chức trọng, nắm giữ tài chính cả tỉnh. Em không kìm được cãi lại mấy câu, nói là đắc tội cũng không quá đáng. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa tức quá đến nổ phổi, lão thất phu cậy già lên mặt. Diệp Phàm tức giận mắng. Ai, cậu đấy, kêu tôi phải nói cậu thế nào đây, kêu cậu bỏ việc ở chính quyền Ngư Dương đến liệp báo thì cậu không muốn đến. Liệp báo tốt hơn nhiều, có đại ca che chở, thiên hạ còn không phải của cậu sao, chúng ta uống rượu chén lớn, gặm thịt miếng to, khi không cao hứng thì đi săn thú để giải sầu, ngoài tôi ra thì liệp báo có thể xem là hậu viên nhà cậu rồi. Lái xe ra ngoài chỉ cần bật chiếc biển liệp báo, có thể đi khắp hoa hạ, đừng nói là đám chuột nhắt cảnh sát không dám quản cậu, ngay cả lính đặc chủng nhìn thấy chúng ta còn không vội vàng kính lễ hầu hạ, cũng không biết chú em cậu tại sao cứ ngoan cố không chịu chính thức nhập ngũ. Treo cái danh hiệu hư danh. Nhưng cống hiến đến giờ cũng đã bồi dưỡng cho tôi 5 cao thủ trung đẳng rồi, đại ca rất là hài lòng. Chú em, bộ phận chính phủ không giống với quân đội, quan hệ giao tiếp càng phức tạp hơn nhiều, có rất nhiều phương diện, có lúc nên nhịn thì vẫn phải nhịn, không thể tùy tiện hành động được. Chương 428, điều lệnh đưa xuống. Đương nhiên, chuyện này cũng có nguyên tắc, thứ không thể nhịn chúng ta cũng không được nhịn. Cậu vừa nói tên Ngọc Sử Giới đó giữ chức vụ phó trưởng ban ban tài chính tỉnh Nam Phúc, đây là vị trí rất nổi tiếng. Đừng nói là bí thư, chủ tịch huyện các cậu phải cung kính hầu hạ, mà ngay cả bí thư địa khu, bí thư thị ủy các thành phố của Nam Phúc cũng không dám khinh thường. Bây giờ làm gì mà chẳng cần tiền, trên đầu chữ tiền chính là một thanh kiếm, phát triển kinh tế cần tiền, xây dựng cần tiền, vấn đề dân sinh đều cần tiền. Những thứ này đều có liên quan đến sở tài chính. Bọn họ dám đắc tội với thần tài ra sao? Khẳng định là không dám đắc tội, nếu không dám đắc tội chỉ có thể lấy những loại côn trùng nhỏ bé như các cậu ra mà khai đao thôi. Tôi đoán có lẽ cái mũ quan của chú em cũng sắp lung lay rồi. Ha ha ha! Thiết Chiêm Hùng giáo huấn một phen với Diệp Phàm, cuối cùng vừa nghĩ tới Diệp Phàm sắp bị lột mũ lại có vẻ vui mừng trên nỗi đau của người khác. Anh Thiết, anh đối đãi với anh em như vậy có phải không? Anh em sắp bị mất mũ anh còn đắc ý như vậy. Theo lý mà nói lẽ ra anh phải lo lắng, lẽ ra nên giúp em nói mấy câu mới đúng, anh xem anh kìa, đang làm gì vậy, thật là thói đời khó đoán. Diệp Phàm đau khổ nói. Được rồi, anh Thiết nói đùa với chú thôi, nếu chú em đã lựa chọn lăn lộn quan trường thì lão ca này cũng không ngăn cản. Nhưng muốn anh nhúng tay vào chuyện của chính quyền thì không thể. Đây là kỷ luật sắt của liệp báo chúng ta. Ngoại trừ chuyện liên quan đến phương diện quân sự và an toàn quốc gia, không cho phép nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của chính quyền. Chú nghĩ xem, đây cũng là chuyện bình thường, đảng và nhà nước giao cho liệp báo quyền lực lớn như vậy, nếu còn cho phép chú nhúng tay vào chính quyền thì quốc gia không phải sẽ loạn sao?
Quan lớn trong tỉnh ngồi trên vị trí cũng cảm giác cái mông không nên, cho nên chuyện thuộc về phương diện chính quyền, anh Thiết không thể giúp chú được, nhưng anh tin chú em cũng không phải là người bình thường, hẳn là có quan hệ và nhân mạch của mình. Cứ cho qua đi, sau này có chuyện gì chú cứ tới tìm Thiết Thác, y là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, nó là em trai của tôi đã đánh tiếng với cậu ấy rồi, nếu thật sự cần làm gì, chú có thể tới tìm cậu ấy. Cậu ấy sẽ giúp đỡ. Còn nữa, Tề Thiên, cha y không phải là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy sao? Cho nên tài nguyên của chú vẫn còn rất phong phú, thép tốt nhất định cần dùng đao tôi luyện mới đúng, đừng có chuyện nhỏ nhặt như vỏ tỏi mà tìm bọn họ đều là quan lớn. Thiết Chiêm Hùng thú nhận em trai của mình, không ngờ còn là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, trong lòng Diệp Phàm nóng lên, biết Thiết Chiêm Hùng thật tâm đối đãi với mình. Diệp Phàm danh mãnh. Cảm ơn anh Thiết, em không sao, còn chưa đến mức độ đó, nhưng tiểu đệ đã chế tạo cho anh 5 cao thủ, Liệp Báo có phải cũng nên có phần thưởng vật chất gì không, hắc hắc hắc. Chiếc xe Wrangler 130 vạn tân trang còn chưa đủ triệt tiêu sao? Tiểu tử cậu cũng quá tham lam đấy. Thiết Chiêm Hùng cười mắng, trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Phần thưởng thật ra cũng có, lần này lãnh đạo tổng bộ xuống, tôi có đề cập đến cậu. Có phải thằng em làm thượng tá không? Ha ha ha, thượng tá 19 tuổi, đúng là phong cách, lái chiếc xe Wrangler tân trang 130 vạn, đeo quân hàm thượng tá đi trên đường cũng rất ngạo mạn. Hai mắt Diệp Phàm sáng rực, mặc dù nói hắn không thích sự kích thích căng thẳng của Liệp Báo, nhưng có thể thăng một cấp quân bậc vẫn rất thích thú. Tiểu tử cậu đang nghĩ gì vậy? Thượng tá, lão tử còn muốn làm thượng tướng đây. Thượng tá thì không thể, nhưng tôi đề nghị đề bạt làm trung tá. Vì lần này cậu thật sự lập được công lớn. Thiết Chiêm Hùng nghiêm nghị nói. Mới được trung tá, được rồi, đành vậy. Diệp Phàm có vẻ hụt hẫng. Tiểu tử này, kêu tôi nói cậu thế nào đây, thật sự muốn đạp một cước cho cậu đến Trúc Giang cho cá ăn. Cái gì gọi là mới được trung tá chứ, cậu tưởng trung tá dễ lấy lắm sao? Như rau cải trắng trên đường à, thật là. Tôi còn phải để lộ ra cậu có trình độ ngũ đoạn mới được suy nghĩ đấy. Nếu không tiểu tử cậu buổi tối cứ nằm mơ đi. Một trung tá của Liệp Báo hoàn toàn có thể sánh ngang với một thượng tá của quân đội bình thường. Đừng tưởng anh Thiết nói chuyện giật gân, hù dọa dân chúng, lấy Liệp Báo chúng ta trước mắt mà nói, quân hàm cấp bậc trung tá trở lên cũng không có mấy người, không vượt quá số lượng hai bàn tay. Người ta râu tóc bạc phơ, làm trong quân đội cả đời cũng chưa chắc có thể lấy được một chức trung tá, đây chính là thực lực. Đương nhiên, ví dụ như đám quân y, làm hậu cần cũng không thể xem là bộ đội chính quy của Liệp Báo, chỉ có thể nói là bộ đội phối hợp có biết không. Nếu không phải cậu có trình độ ngũ đoạn thì không có cửa cất nhắc lên làm trung tá, chỉ ít phải làm trong trung tâm Liệp Báo 5-6 năm mới có hy vọng. Vốn loại người thân tại Tào Doanh tâm tại Hán như cậu là không có hy vọng, nhưng tiểu tử cậu cũng may mắn, có thực lực, về điểm này anh Thiết này cũng không có gì để nói. Lấy Tề Thiên ra mà nói. Muốn ở trong Liệp Báo để bạt lên làm trung tá thì có chút khó khăn, trừ phi nội kình đột phá đến cảnh giới khai nguyên tứ đoạn mới có hy vọng, nếu không cứ chờ dài cổ, không mất 5 năm thì đừng nghĩ đến. Thiết Chiêm Hùng cười mắng. Vậy em phải thật sự cảm ơn anh Thiết rồi, anh Thiết, chức thiếu tướng của anh lúc nào đó sẽ tới, đến lúc mời khách tiểu đệ em sẽ chờ chúc mừng anh một bữa, ha ha ha. Diệp Phàm vui vẻ nói. Sắp rồi, còn thiếu cơ hội. Nhưng chuyện này đừng nói nữa, cậu chọn chỗ nào anh Thiết sẽ chọn chỗ đó, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng cũng sáng bừng hai mắt, vừa nói đến thiếu tướng đã rất hâm mộ. Mẹ kiếp, mỗi ngày nhìn thấy Cố Thiên Kỳ bảnh bao đeo quân hàm tướng quân, kiêu ngạo hò hét lướt đi lướt lại trước mặt lão tử thật là khiến người ta tức giận, hừ. Không thể nói như vậy anh Thiết, ông ấy dù trâu bò hình như còn không thực quyền bằng anh. Ha ha ha. Diệp Phàm tâm bốc. Nói cũng phải. Nhưng người ta dù sao là thiếu tướng chính tông, tôi vẫn chỉ là đại tá, nếu nội kình có thể đột phá cảnh giới tiệt lưu lục đoạn khẳng định sẽ thăng lên làm thiếu tướng, phải xem chú em cậu rồi, không nói nữa, gác máy đây. Thiết Chiêm Hùng lại đẩy gánh nặng về tay Diệp Phàm, thiếu chút nữa làm Diệp Phàm tức chết rồi. Một đêm trôi qua, 8 giờ sáng, khi Diệp Phàm vừa tới cục tôn giáo, còn chưa ngồi nóng đít thì nhận được quyết định miễn chức. Đồng chí Diệp Phàm trong thời gian tại nhiệm chức chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền trong phương diện lùi đường xuất hiện sai sót cực lớn, dẫn đến tài sản quốc gia bị tổn thất nghiêm trọng. Vì sai lầm nghiêm trọng làm cho lão bí thư chi bộ thôn Quy Lĩnh gặp nạn,
miễn chức vụ trợ lý chủ tịch huyện của đồng chí Diệp Phàm, tạm thời đình chỉ chức vụ cục trưởng cục tôn giáo, điều tới trông coi đập chứa nước núi Bà La ở thị trấn Vũ Khê. Đặc biệt ghi chú rõ, trước 9 giờ hôm nay trước khi xuất phát tới đập chứa nước phải tiến hành chuyển giao công tác, nếu cố ý kéo dài, trì hoãn, thì đồng chí Diệp Phàm sẽ gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ha ha ha, không ngờ ước mơ câu cá của mình cuối cùng cũng được thực hiện. Sau khi tiễn Miêu Phong trưởng ban tổ chức, đồng chí Diệp Phàm thốt ra một câu thoải mái, cũng không có chán nản nhiều, trái lại lộ vẻ đặc biệt lạnh nhạt. Khiến toàn thể nhân viên cục tôn giáo đều âm thầm giơ ngón cái lên, bội phục công phu bình tĩnh của anh chàng này. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ 20, Diệp Phàm đi xuống lầu. Tất cả nhân viên công tác đều đang ở trong thượng viện, mọi người đều nhìn Diệp Phàm trầm mặc không nói. Cõi đời này thật không thiếu chuyện gì, cục trưởng Diệp, anh đi rồi. Trung phát tài này mới thật sự xem như mở rộng tầm mắt, cũng nhìn thấu rồi, cái gì gọi là làm việc, cái gì gọi là làm người, cái gì gọi là không làm việc, cái gì gọi, đều là gọi chuyện gì đó. Chủ nhiệm văn phòng đã về hưu, Trung phát tài phun ra một câu bất bình nói. Chủ nhiệm Đinh, đã thanh toán hóa đơn cho chủ nhiệm Trung chưa? Diệp Phàm liếc mắt nhìn mọi người. Hôm qua đã thanh toán rồi. Đinh Hương muội cũng buồn bã nói, vốn vất vả lắm tưởng tìm được chỗ dựa, ai ngờ chưa được mấy ngày chỗ dựa đã bị lật đổ rồi. Mặc dù nói hiện tại tạm đình chí chức vụ cục trưởng cục tôn giáo, không có chính xác miễn trừ, nhưng có lẽ cũng rất lơ lửng. Một trợ lý chủ tịch huyện lại có thể bị giáng xuống trông coi đập chứa nước, cõi đời này thật đúng là không có thiên lý. Phải biết rằng hoạt động ngày hôm qua cũng cử hành vô cùng thành công, kết cục lại như vậy. Còn không phải vì mấy câu mắng chửi của thần tài gia trong tỉnh Ngọc Sử Giới, cõi đời này lẽ nào chỉ cho phép lãnh đạo mắng chửi người chứ không cho phép ngược lại. Cục trưởng Vệ, cục trưởng Lâm, cục trưởng Trương, trưởng phòng Lý, mọi người lấy hóa đơn ra, ta sẽ phát toàn bộ, chỉ ít trước mắt còn chưa có ai tới tiếp nhận chức vụ cục trưởng cục tôn giáo, cho nên vẫn xem như là cục trưởng trên danh nghĩa, số tiền này tôi vẫn có điểm cần dùng, ha ha ha, ngày mai không được rồi, đã tạm thời cách chức rồi. Diệp Phàm cười nói, trên mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khổ sở, thầm nghĩ, Cổ Bảo Toàn, Vệ Sơ Tinh, hai người cũng hơi tàn nhẫn. Kêu một cán bộ cấp trưởng phòng như tôi đi trông coi đập chứa nước, chuyện như vậy mà các người cũng nghĩ ra được. Mẹ kiếp, lúc nào cần lão tử thì treo danh hiệu này kia, vừa gặp phải thượng cấp đè ép một cước thì đá lão tử đến hồ chứa nước cho cá ăn. Hay lắm. Ngọc gia, Phí gia, thú vị lắm, tôi có phải cũng nên nhúc nhích rồi. Cứ như vậy thì cũng bị động quá, thật sự tưởng rằng tôi là đống bùn lầy vô dụng sao. Đã muốn loạn thì lão tử cho loạn luôn, càng loạn càng tốt. Diệp, cục trưởng Diệp, chúng tôi. Hệ Bảo Quốc xấu hổ, lấy từ trong cặp ra một chồng hóa đơn đưa tới. Lấy ra đi, không còn cơ hội nào đâu, có hóa đơn thì cứ lấy hết ra, ha ha. Diệp Phàm bình tĩnh cười cười. Nếu không lấy ra tôi không còn thời gian nữa. Lãnh đạo quy định trước 9 giờ tôi cần phải xuất phát, nếu không đập chứa nước bị đổ, trách nhiệm của tôi sẽ lớn lắm. Không sao đâu, nếu sau này mọi người muốn ăn cá thì đến tìm tôi, câu cá không thu phí, nếu mua cá thì các đồng chí của cục chúng ta bỏ ra 50%. Ký hóa đơn xong, Đinh Hương muội thanh toán tiền ngay tại chỗ. Diệp Phàm tựa hồ không thèm nhìn đã ký, lại liếc mắt nhìn tất cả mọi người. Hôm nay cách cuối năm không còn mấy ngày, cũng sắp nghỉ Tết rồi. Chủ nhiệm Đinh, đưa cho mỗi đồng chí một phong bao lì xì 1.000 đồng. Lão Trung về hưu rồi, vừa vặn đuổi kịp, hơn nữa hoạt động lần này cũng bỏ rất nhiều công sức, nên cho thêm một chút, 2.000 đồng. Xem như tiền phúc lợi tôi phát cho mọi người trong thời gian tiền nhiệm chức cục trưởng. Ngoài ra mỗi người 10 cân thịt heo, 5 thùng cam, 5 thùng táo, 1 cái chăn, 1 tấm thảm. Sau khi làm xong tờ khai cô trực tiếp đưa đến đập chứa nước núi Bà La cho tôi ký. Phải nhanh lên, nếu không chức cục trưởng giao cho người khác, để người khác tiếp nhận thì không còn cơ hội. Sau khi tôi đi, công tác trong cục tạm thời do cục trưởng Vệ chủ trì, ha ha ha, mọi người cười lên một cái coi, tôi đi đây. Diệp Phàm bình thản giao phó nhiệm vụ xoay người chuẩn bị đi ra cửa. Cục trưởng, còn phần của anh, lúc này Đinh Hương muội đưa bọc tiền lì xì tới, có lẽ có 3-4 ngàn đồng. Không cần, để lại trong cục đi. Trong cục không có tiền mà còn nhiều việc cần giải quyết. Diệp Phàm liếc nhìn, lắc lắc đầu đi ra ngoài. Cục trưởng, nhận lấy đi. Toàn thể nhân viên đồng loạt hô lên rất chân thành.
Không cần. Diệp Phàm lại một lần nữa lắc đầu, lần này thì đi thật. Cục trưởng, chúng tôi đưa anh đi tiền nhiệm. Lúc này từ phía sau lại truyền đến tiếng gọi của toàn thể đồng chí. Được rồi, gần cuối năm rồi, mọi người vẫn nên đi lo công việc của mình đi, tự tôi đi được rồi, đánh trống dương cờ lớn quá người ta lại chú ý. Diệp Phàm nghiêm nghị nói. Vẫy vẫy tay bước lên xe, Trương Cường khởi động, sau khi chạy ra khỏi Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Đoan lái xe đi theo. Khi nhìn thấy chiếc xe Wrangler của Diệp Phàm chạy nhanh ra khỏi cổng lớn Ủy ban Nhân dân huyện, Vệ Sơ Tinh đang đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn theo chiếc xe lái ra cổng lớn. Ai, tinh khí của anh ta cũng không tốt, tại sao nhất định phải tranh giành cao thấp với Ngọc Sử Giới? Ai, tôi cũng không thể bảo vệ cho anh, đây là nhân dân cả huyện thiếu nợ anh, ai? Vệ Sơ Tinh thở dài không dứt, cho đến khi chiếc xe của Diệp Phàm biến mất trong tầm mắt mới buồn bã ngồi xuống ghế, suy nghĩ ngơ ngẩn ra gì đó, lại mắng, đồ hỗn cẩu, chưa từng gặp qua loại quan viên có dáng vẻ háo sắc như vậy, còn chộp vào chỗ đó của mình, anh có thể không biết, ngay cả bạn trai trước kia của tôi cũng chưa từng cho y đụng vào, đáng đời con quỷ háo sắc, tốt nhất là vứt đến đập chứa nước đi, để anh đi cho cá ăn, khuôn mặt Vệ Sơ Tinh dần dần ửng hồ, tâm tình cực kỳ phức tạp. Hai chiếc xe vừa chạy ra khỏi con đường chính của huyện thì thấy trước mặt có mấy chiếc xe con Audi đang đậu, đang có một đống người đứng ở đó, hình như đang nói lời từ biệt gì đó. Lại gần nhìn rõ, thì ra là một nhóm người Ngọc gia, bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn mang theo một nhóm thường vụ trong chính quyền huyện đang đứng tiễn khách. Thấy Diệp Phàm lái xe tới, vẻ mặt Cổ Bảo Toàn không có gì khác biệt, nhóm người Ngọc gia đương nhiên lộ vẻ khinh thường ra mặt. Trương Cường cũng không dừng xe, chậm rãi trực tiếp lái ra. Bí thư Cổ, tôi đi nhậm chức đây. Diệp Phàm đè cửa xe xuống, hướng ra ngoài hét lên với Cổ Bảo Toàn. Được, đi đi. Cổ Bảo Toàn cũng không có tư vị gì, gật gật đầu, thầm nghĩ, cũng không biết tiểu tử này có thể vượt qua không, ai. Mình có phải quá lợi dụng người ta không? Sau này muốn ăn cá thì tìm tôi, ha ha ha. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói. Được. Cổ Bảo Toàn lại gật gật đầu. Về phần nhóm người Ngọc gia, Diệp Phàm đương nhiên cũng không nể nang gì, trực tiếp ngó lơ. Nhìn đuôi xe phía sau của Diệp Phàm, sắc mặt Ngọc Sử Giới thoáng cái sầm xuống, không có hảo ý nói. Bí thư Cổ, xem ra huyện gia các anh rất giàu có, một chủ nhiệm trông coi đập chứa nước lại ngồi chiếc xe Wrangler 50-60 vạn, còn phong cách hơn những người tới từ tỉnh như chúng tôi, ha ha ha. Chương 429, ở kho vẫn có thể làm dậy sóng lớn. Chiếc xe đó không phải của huyện mua, trưởng ban Ngọc không nhìn thấy tôi chỉ chạy chiếc xe Santana thôi sao? Hắn nói là mượn được từ chỗ người bạn, ha ha. Cổ Bảo Toàn khẽ nhíu mày, thầm trách Diệp Phàm khoe khoang, cũng rất tức giận kẻ gây sự Ngọc Sử Giới, nhưng hiện tại cổ họng bị Ngọc Sử Giới nắm lấy cũng không có cách nào, đây chính là chỗ bất đắc dĩ của bí thư huyện ủy. Cha, chiếc xe vừa rồi hình như là xe quân đội. Con trai của Ngọc Sử Giới là Ngọc Cao Nhất áp sát một bên tai Ngọc Sử Giới nhỏ giọng nói thầm, Ngọc Cao Nhất nhậm chức thượng tá đoàn trưởng một sư đoàn dã chiến thành phố Hắc Xuân, cũng vừa từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy cái đuôi xe của Triệu Đoan. Xe quân, làm sao thế được? Ngọc Sử Giới khá ngạc nhiên. Có lẽ không sai, nói không chừng còn là xe của bộ đội thần bí. Ngọc Cao Nhất nói. Bộ đội thần bí gì? Lúc này Ngọc Mãn Đình áp tới hỏi. Liệp báo. Ngọc Cao Nhất nói khẽ. Cháu xác định chứ? Ngọc Mãn Đình không khỏi trầm xuống, vội vàng hỏi. Cháu cũng mới tới, cũng chưa nhìn rõ. Xe liệp báo tại sao lại chạy tới Ngư Dương chúng ta? Có lẽ không có khả năng này. Ngọc Cao Nhất cũng sách nào xác định. Cháu lái xe đuổi theo nhìn xem, nếu quả thật là xe của liệp báo thì, ai? Ngọc Mãn Đình chợt nghĩ đến cháu trai của mình, cũng chính là Ngọc Hoài Thăng cha của Kháo Sơn Hổ vẫn đang bị giam trong một sư đoàn dã chiến, nghe nói chính là một thiếu tá tên là Tề Thiên của liệp báo toàn quyền xử lý chuyện này. Không có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Chiếc xe đi sau xe của Diệp Phàm, hình như là đưa hắn tới đập trước nước. Chỉ ít chứng tỏ Diệp Phàm quen biết với người của Liệp Báo, có lẽ chỉ là có bạn bè gì đó làm lính ở Liệp Báo, không phải tôi đa nghi chứ. Ngọc Mãn Đình thoáng cái nghĩ tới rất nhiều giả thiết, trong lòng cũng có chút trầm trọng. Lúc này lại liếc nhìn anh trai, Ngọc Mãn Đình, không khỏi có chút trách y nhiều chuyện. Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng tới chuyện Ngọc Hoài Thăng ra ngoài thì phiền phức lớn. Bí thư Cổ,
Tôi quay về nghĩ cách trực tiếp cấp khoản tiền của Ngư Dương xuống trước, đi đây. Ngọc Sử Giới phất phất tay, mang theo vẻ mặt nghi hoặc bước lên xe, trong lòng cũng âm thầm cằn nhằn không dứt. Thế Hùng, em đi cùng với Cao Nhất, chú ý đừng để Diệp Phàm phát hiện ra, tránh để người ta nghi ngờ chúng ta theo dõi bọn họ, ảnh hưởng không tốt. Ngọc Nhã Chi cảm giác mí mắt cứ nhướng lên, giống như có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Đập chứa nước núi Bà La thật ra gọi là trạm phát điện núi Bà La, nói ra cũng không hoàn toàn thuộc về sự quản lý của Ngư Dương, nó do hai huyện hợp tác xây dựng. Tổng đầu tư đạt đến hơn 4 tỷ, thật ra phần lớn do thành phố Phúc Xuân bỏ ra, Ngư Dương chỉ bỏ đất xây dựng và thủy thế, chiếm cổ phần một phần, nghe nói tập đoàn thủy điện thành phố chiếm 3 phần rưỡi, vì huyện Ngư Dương nghèo kiết xác, làm gì có tiền xây dựng trạm thủy điện, cho nên cuối cùng chỉ lĩnh khoảng một phần cổ phần. Thật ra tính ra toàn là cổ phần danh nghĩa, đây chính là lợi tức đất đai. Nhưng Ngư Dương hàng năm vẫn có thể mò được số tiền lớn mấy trăm vạn của trạm phát điện Bà La, xem như khoản thu cố định. Trạm thủy điện núi Bà La được xây dựng trong huyện Ngư Dương, nhà xưởng của trạm phát điện thì nằm trong thành phố Phúc Xuân. Cho nên theo thỏa thuận phân công lúc đó, trạm phát điện là chủ đập, cũng chính là đập chứa nước do huyện Ngư Dương phái người quản lý và chịu trách nhiệm. Ngư Dương bố trí có 7-8 người trông coi ở đập chứa nước núi Bà La, thành lập một văn phòng đập chứa nước núi Bà La, hiện tại Diệp Phàm sắp sửa tới đó tiếp nhận vị trí chủ nhiệm văn phòng đập chứa nước núi Bà La. Lúc ấy khi miễn chức chỉ có miễn chức trợ lý chủ tịch huyện, còn vị trí cục trưởng cục tôn giáo chỉ là tạm thời cách chức, cũng không nói miễn chức, thật ra chính là đổi chức danh trợ lý chủ tịch huyện thành chủ nhiệm đập chứa nước, hưởng thụ đãi ngộ cấp trưởng phòng. Để tiêu tán cơn tức giận trong lòng Ngọc Sử Giới, Bí thư Cổ Bảo Toàn cũng đành hao tổn một phen tâm tư. Vì nghi ngờ Diệp Phàm có phải là con rể tương lai của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt hay không, cho nên Cổ Bảo Toàn cũng không dám cắt đứt mối nhân tình này. Nếu Diệp Phàm thật sự là con rể của Tống Sơ Kiệt thì há không phải động thủ trên đầu Thái Tuế sao? Nhưng trước khi chưa chứng thực, Cổ Bảo Toàn vì số tiền mấy trăm vạn trước mắt của tài chính tỉnh cũng đành phải thử chơi với lửa. Trong lòng vẫn cầu nguyện ngàn vạn lần đừng đoán chúng. Nhưng cho đến bây giờ, sắp trưa rồi mà Tống Sơ Kiệt vẫn không gọi điện tới, trong lòng Cổ Bảo Toàn cũng hơi nới lỏng, nếu không ngay cả cơm ăn cũng không yên. Cho nên Cổ Bảo Toàn miễn chức trợ lý chủ tịch huyện của Diệp Phàm, ngay cả cấp bậc cũng không giáng, hơn nữa chức vụ cục trưởng cục tôn giáo cũng chỉ là tạm thời đình chỉ. Đây chính là hai tay chuẩn bị, nếu trưởng ban Tống thật sự hỏi đến thì có thể linh hoạt biến hóa rồi, có thể giải thích nói là muốn thay đổi vị trí của Diệp Phàm. Để hắn sau năm mới chính thức trở thành một trợ lý chủ tịch huyện cấp phó ban cũng có thể lừa dối được. Chỉ cần tiền năm nay của sở tài chính vừa đến tay thì nói tiếp. Qua được một cửa thì tính được một cửa, suy nghĩ dự tính quá dài cũng vô dụng. Nhưng Tống Sơ Kiệt cho đến buổi trưa cũng không gọi điện tới, mặc dù nói Cổ Bảo Toàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng mơ hồ cũng có chút mất mát. Tại sao vậy chứ? Nếu Diệp Phàm thật sự là con rể tương lai của trưởng ban Tống, vậy mình phải tạo dựng quan hệ với hắn, vô hình chung chẳng khác nào quen biết thêm với trưởng ban Tống, có Diệp Phàm dắt mối đưa đường có lẽ còn có thể kết nối được với sợi dây trưởng ban tổ chức tỉnh ủy này. Cho dù nói mình vì cấp bậc quá thấp, trưởng ban Tống không để mắt tới mình, dự tính xấu nhất chính là không móc nối được đường dây cũng có thể linh hoạt ứng dụng. Ví dụ như bí thư Chu Càn Dương lẽ nào không muốn kết nối với đường dây của Tống Sơ Kiệt. Nếu mình có thể móc nối được, vậy phân lượng của bản thân vô hình chung trong mắt bí thư Chu lại tăng thêm không ít. Nếu Diệp Phàm và con gái Tống Sơ Kiệt không có tầng quan hệ này, đó chính là mình tự mơ mộng, vậy thì phải suy nghĩ lại sắp xếp đối với Diệp Phàm, còn phải chú ý đến ý tứ của thần tài gia Ngọc Sử Giới. Có lẽ ngay cả chiếc mũ quan cuối cùng của Diệp Phàm cũng bị lột xuống, cấp bậc cũng có khả năng bị tiêu tan, tuy nhiên trong lòng Cổ Bảo Toàn đối với Diệp Phàm vẫn rất khâm phục. Thậm chí có chút đau lòng khi tiêu diệt một thiên tài cho thần tài ra. Đường đi từ thị trấn Vũ Khê tới đập chứa nước núi Bà La cũng không tệ lắm, vì trạm phát điện có tiền, cho nên đường đều được giải nhựa, lái thẳng đến đập chứa nước. Một bên đập nước xây dựng một tầng lầu nhỏ 3 tầng, tầng thứ nhất nghe nói là phòng bếp và phòng giải trí, tầng thứ hai là phòng làm việc, phòng họp. Tầng thứ ba chính là phòng của công nhân viên, các phòng này cũng rất khang trang, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Đại khái rộng 20 mét vuông, nếu so sánh với phòng làm việc của đơn vị huyện Ngư Dương trang thiết bị có thể nói là xa hoa, lát gạch phía trên, vì Diệp Phàm là chủ nhiệm đập chứa nước, cho nên trong phòng còn có một phòng khách, là một căn phòng nhỏ rất phong cách.
Chính vì quá ít người, nên khi tiếp Diệp Phàm chỉ có một lão tử và một thiếu phụ. Lão đầu tên là Hướng Minh Đào, chủ nhiệm văn phòng khu kho. Thiếu phụ kia dáng vẻ rất thùy mị, chỉ là phần eo không dám khen tặng, chẳng khác nào thùng nước, nghe nói tên là Điền Kim Hoa, thủ quỹ văn phòng đập nước. Người này vừa nhìn thấy Diệp Phàm đến cả người chỉ hận không giúp hẳn vào trong lồng ngực Diệp Phàm, phần bụng phục phịch xuống có lẽ vì sinh con nên chảy xệ xuống, chà chà cánh tay Diệp Phàm đến mức sắp bốc khói rồi, nhiệt tình pha trà, nũng nịu kêu chủ nhiệm Diệp. Cái mông đồ sộ cong vút cứ lắc lư khiến Diệp Phàm có chút cảm giác thái sơn áp đỉnh, thiếu chút nữa không thở nổi, thầm oán hận, mẹ nó, lão tử cũng không thiếu ghế xa, lấy cái đệm này ra làm gì. Nghe lão đầu giới thiệu văn phòng làm việc đập nước này có 7 người, tất cả đều luân phiên làm việc. Diệp Phàm là chủ nhiệm nên không cần luân phiên, còn 6 người khác chia làm 2 người một tổ, không sai biệt lắm thì một người đi làm 10 ngày, vẫn rất thoải mái, cảm thấy được khi rảnh rỗi an nhàn, ngoài câu cá, xem tivi, chèo thuyền gì đó thì thật sự không còn chuyện gì để làm. Chương 430, phu nhân trưởng ban tổ chức hỏi. Chủ nhiệm văn phòng đập nước tên là Trương Phát Minh. Cũng mới tới không lâu, sau khi bàn giao đơn giản với Diệp Phàm lên xe xì khói lái đi, nghe nói được điều tới làm cục trưởng một cục nào đấy, nhưng khi đi len lén kéo Diệp Phàm sang một bên nhỏ giọng nói khẽ. Chủ nhiệm Diệp, thật ra anh không cần cả ngày ở đây, một năm có hứng thú thì tới mấy chuyến được rồi. Dù sao có hai người luân phiên, không có chuyện gì cho mình. Đập nước này trên thực tế là đơn vị cấp phó cục, ý tứ chính là chủ nhiệm cũng chỉ là cán bộ cấp phó phòng. Phương diện kinh phí tốt hơn nhiều so với cục tôn giáo, theo quy định trong một năm văn phòng đập nước có 5 vạn kinh phí hoạt động, đương nhiên là do Diệp Phàm quyết định sử dụng. Vẫn ổn, lão Trương điều đi, trên sổ sách vẫn còn thừa lại 1 vạn đồng cho mình, xem ra con người này cũng rất thanh liêm, 5 vạn đồng không nỡ dùng hết, ha ha ha. Diệp Phàm âm thầm có chút tán thưởng con người Trương Phát Minh. Thứ gì chứ, hừ. Điền Kim Hoa nhìn theo chiếc xe Trương Phát Minh bốc khói đi xa hừ lạnh nói. Làm sao vậy? Diệp Phàm khá ngạc nhiên. Thời gian trước Tổng Giám đốc công ty là Chu Hội Minh đến văn phòng đập nước tuần tra, nhất thời cao hứng muốn đi câu cá, nhưng gặp may đến mức không thể nào tưởng tượng, câu được một con cá hồng hồ tai rất hiếm gặp, riêng cái đầu cũng nặng 15 cân. Nghe nói loại cá hồng hồ tai này có thể mang đến vận may làm quan, mùi vị cũng có thể nói tuyệt ngon. Lúc ấy Tổng Giám đốc Chu cao hứng, lập tức tuyệt bút phung lên, xuất ra số tiền 20 vạn cho văn phòng đập nước, hiện tại chỉ còn lại 1 vạn. Toàn bộ số khác đều bị chủ nhiệm Trương tiêu cạn sạch rồi, hóa đơn đưa tới toàn là hóa đơn mời ăn uống, hóa đơn đi phòng tắm hơi tìm gái còn kêu tôi đổi thành chi phí tiếp đãi, hừ. Điền Kim Hoa tức giận ở bên cạnh hừ nói. Ha ha ha, dùng là được rồi. Diệp Phàm cười nhạt cũng không để ý. Thầm nghĩ có lẽ lúc ấy lão Trương chỉ bận tâm đến hưởng thụ của mình, quên chia một chén cho Điền Kim Hoa, cho nên trong lòng cô ta có chút bất mãn. Diệp Phàm suy đoán thật sự không sai, bản thân mình trước kia làm chủ nhiệm lãnh đạo, thủ quỹ giống như Điền Kim Hoa, thỉnh thoảng cũng sẽ nhét một số hóa đơn cỡ nhỏ vào trong tập hóa đơn. Chủ nhiệm cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng lão Trương này hết lần này đến lần khác chỉ biết ăn một mình, thứ gì cũng đều thích cho bản thân hưởng thụ. Không cho thủ quỹ quản tiền một chút lợi ích nào, cho nên khi điều đi mới gặp phải sự ghen ghét của cấp dưới. Lão Hướng vì trong nhà có người thân qua đời, cho nên xin chủ nhiệm Diệp Phàm nghỉ trước vội vàng về nhà, chỉ còn lại Điền Kim Hoa ở đây tiếp đãi Diệp Phàm. Dưới sự chỉ dẫn của Điền Kim Hoa, bọn người Trương Cường cùng nhau xuất lực, nghĩa vụ đầu tiên là làm thợ lau chùi, không lâu sau phòng làm việc của chủ nhiệm Diệp đã sáng loáng, lộ ra khí phái bất phàm, Diệp Phàm cũng khá hài lòng, đùa giỡn. Đúng là chỗ tu thân dưỡng tính tốt, cả ngày rảnh rỗi an nhàn, nơi này có lẽ có thể thực hiện được giấc mộng của tôi, ha ha ha. Thủ trưởng, bọn họ đối với anh như vậy mà anh còn cười được sao? Trương Cường không kìm được kêu lên cào nhau. Thủy triều lên xuống, con người cũng có lúc xuống lúc lên, trên đời này làm gì có ai có thể biết rõ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Tới đây dạo chơi an nhàn cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Diệp Phàm cười nhạt. Vẻ mặt bình tĩnh như thường, cũng không có thảm trạng giáng chức. Cao nhân, đúng là mình không bằng. Có lẽ đây cũng là một loại cảnh giới của đại sư quốc thuật. Đến lúc nào mình mới có thể đạt đến trí tuệ như vậy? Trương Cường, Triệu Đoan và Vương Ngũ đều khẽ lẩm bẩm. Trương Cường vì nhận được điện thoại của Thiết Chiêm Hùng, sau khi dọn dẹp xong liền lái xe rời đi.
Điền Kim Hoa vì là thủ quỹ, cho nên còn đặc biệt ôm tới một chiếc chăn bông mới, cố ý ngồi xuống để chủ nhiệm Diệp Phàm ý thức được cặp núi đôi mềm mại khổng lồ cỡ 38 trước ngực mình. Đương nhiên, đối với hành động này của Điền Kim Hoa, đồng chí Diệp Phàm cũng không ngu mà cự tuyệt, không nhìn thì không nhìn, nhìn qua mà đã ghiền thì cũng không sao. Chủ nhiệm Hướng, mấy người đi cùng chủ nhiệm Diệp tên là gì, anh có biết không? Hướng Minh Đào vừa đi được nửa đường đã bị mấy người ngăn lại hỏi. Các anh là ai, hỏi chuyện này làm gì? Hướng Minh Đào cảnh giác, cho rằng gặp phải người xấu, hoặc là người muốn gây bất lợi cho chủ nhiệm Diệp, cho nên thoáng cái phản ứng, nghiêm nghị chất phất. Kháo Sơn Hổ của Nhạc Sơn anh nghe thấy rồi chứ? Ngọc Thế Hùng hơi có vẻ tự đắc, ra vẻ ta đây, nhả một vòng hơi thuốc hỏi. Kháo Sơn Hổ, đương nhiên là biết, có ai ở huyện Ngư Dương này là không biết y. Nhưng tôi chưa từng gặp y, người ta là danh nhân, làm gì đến lượt một lão đầu như tôi gặp được. Hướng Minh Đào thành thực trả lời. Ha ha ha, anh không nhìn thấy chân nhân sao? Người mà anh nói chính là đây. Ngọc Cao Nhất nói. À, miệng lão Hướng mở to hết cỡ, có lẽ có thể nhét vào một quả trứng, một hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Kháo Sơn Hổ từ trên xuống dưới đánh giá một phen, lẩm bẩm nói. Anh thật sự là Kháo Sơn Hổ. Lão Hướng lúc này chính là một cọng miến chính tông. Ha ha ha, không cần sợ, chúng tôi chỉ là tò mò. Ngọc Thế Hùng cười hắc hắc nói. Hai người thanh niên đó tôi cũng không nghe thấy chủ nhiệm Diệp gọi bọn họ, chỉ có một người hình như tên là Trương Cường. Hướng Minh Đào đương nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn không tiết lộ toàn bộ chân tơ kẽ tóc. Biết rồi, nhưng chuyện hôm nay không được nói với bất cứ người nào, biết không? Ngọc Thế Hùng mỉm cười hòa ái, dáng vẻ rất chân thành, khiến trong lòng lão Hướng không khỏi giật giật mấy cái, âm thầm nói, mình dám nói sao? Y còn không lột ra lão già này, người của Ngọc gia tại sao cũng học Tạ gia, biến thành Tiếu Diện Hổ cả rồi. Vâng, đánh chết tôi cũng sẽ không phun ra một chữ nào. Lão Hướng sợ hãi trả lời, không ngừng chạy chậm về phía nhà, giống như sau lưng thật sự có một con hổ đang đuổi theo, hù dọa lão Hướng nửa đêm ôm vợ cứ run rẩy. Hơn nữa có một chút động tĩnh gì cũng sẽ cào nhau ngồi dậy thám thính một hồi, có chút giống như có thứ gì ở phía trước, vợ còn tưởng y mặc bệnh thần kinh, hùng hùng hổ hổ nghiêm mặt, lão Hướng khổ không nói nổi. Trương Cường, anh có nghe nói qua chưa? Kháo Sơn Hổ hỏi. Không biết, để tôi gọi điện hỏi bạn ở Lam Nguyệt Vịnh Thủy Châu. Ngọc Cao Nhất gọi điện thoại. Không lâu sau, Ngọc Cao Nhất buông điện thoại, vẻ mặt trầm mặc, sắc mặt cũng không dễ nhìn gì. Sao vậy anh? Ngọc Thế Hùng dự cảm không ổn, vội vàng hỏi. Chúng ta lập tức quay về Ngư Dương, nói với chú, chuyện lớn rồi. Ngọc Cao Nhất chui lên xe kêu lên. Cha có biết Diệp Phàm không? Tống Trinh Ngọc nũng nịu kêu lên. Có phải là anh chàng có đao công rất khá, mổ chồn rất có nghề không, còn là học sinh của Lão Lan? Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt vừa mới tan sở. Về đến nhà vừa đặt cặp xuống con gái Tống Trinh Ngọc đã xuống tới hỏi. Không sai, chính là hắn. Tống Trinh Ngọc gật đầu. Sao vậy, con nhà đầu này, tới Ngư Dương chơi một chuyến, suýt chút nữa làm cha sợ hãi, hại cha nửa đêm nửa hôm không ngủ được cứ gọi điện thoại. Cha còn tưởng con bị đánh bị thương. Sau này không được đến chỗ xó xỉnh đó nữa, vùng khỉ ho cò gáy ắt sinh ra điêu dân, nếu bị thương thì làm thế nào? Tào Mai Phương mẹ của Tống Trinh Ngọc trách móc, vuốt tóc Tống Trinh Ngọc đầy yêu thương. Mẹ, con lớn rồi, mẹ lúc nào cũng xem con là đứa trẻ, hừ. Tống Trinh Ngọc có chút bất mãn, lắc lắc tóc, hừ nói. Được rồi, Tống Trinh Ngọc nhà chúng ta là đại cô nương rồi, con kể lại chuyện nguy hiểm ở Ngư Dương xem nào. Tống Sơ Kiệt cười vui vẻ nói, thấy con gái không có chuyện gì rất là vui mừng, không giống như một trưởng ban tổ chức. Quan lớn quản lý mũ quan toàn tỉnh, đến bí thư đảng ủy địa khu nhìn thấy chân cũng hơi run rẩy. Con thật sự không có gì, chỉ có Diệp Phàm có thể gặp xui xẻo. Tống Trinh Ngọc lo lắng nói. Xui xẻo thì xui xẻo, cũng không có liên quan đến chúng ta, nói làm gì. Tống Sơ Kiệt cố ý nói, cảm thấy con gái có biểu hiện khác thường. Chương 431, thủ đoạn của Diệp Phàm. Cha, sao cha không có chút lòng đồng cảm nào vậy? Hừ hừ. Chẳng trách mọi người đều sợ ban tổ chức, mọi người thật sự là động vật máu lạnh sao? Tống Trinh Ngọc bất mãn, bĩu môi nói.
con cũng phải nói xem là chuyện gì mới được, nếu không con kêu cha nói thế nào. Tống Sơ Kiệt càng tỏ ra hứng thú, trêu chọc nói. Hắn đã cứu con, hắn là anh hùng, hào kiệt. Một anh hùng một mình đưa con sông ra khỏi cục công an, đám công an đó chỉ cần một cước của hắn đều bị quét ngã. Hai mắt Tống Trinh Ngọc lấp lánh khiến trong lòng Tống Sơ Kiệt cả kinh thầm nghĩ, không phải cô nương nhà ta biết yêu rồi chứ, con bé đang còn nhỏ, chưa vội. Xem con kìa, nói cục công an huyện Ngư Dương như đầm rồng hang hổ. Thật là, hiện tại là xã hội gì rồi, cục công an lẽ nào thật sự trở thành hang ổ thổ phỉ sao? Tào Mai Phương lắc đầu, trách con, cảm thấy con gái có vẻ làm lớn chuyện. Mẹ, là thật đấy, lúc đó mấy tên lưu lanh xông vào lột y phục của con và Duyệt Trúc, nói là lột quần áo gì đó. Sau đó Diệp Phàm vội vàng xông tới, cãi cọ. Lúc ấy cục trưởng họ Chu và họ Phí đều nghiêng về phía bên kia. Sáng nay con mới biết vì bên đó có mấy tên là đều là con trai của quan lớn. Lúc đó con đau bụng dữ dội, Diệp Phàm vừa nhìn đã yêu cầu đưa con đến bệnh viện, nhưng đám lưu manh bên kia không chịu, Diệp Phàm tức giận ôm con xông ra ngoài. Phía ngoài còn có hai người tiếp ứng, vì ngăn cản người phía sau, một mình hắn bị người ta đập mấy cái ghế lên người, cuối cùng hôn mê bị giam vào trong nhà lao. Tống Trinh Ngọc vừa mới hăng hái bừng bừng nói xong, mới phát hiện cha mẹ đang nhìn mình với ánh mắt quái dị không kìm được lẩm bẩm. Sao, làm sao vậy, con nói sai gì sao? Tên Diệp Phàm đó ôm con có phải không? Tào Mai Phương đột nhiên hỏi, khẩu khí trở nên nghiêm nghị. À, đúng. Khuôn mặt Tống Trinh Ngọc khẽ ửng hồng, hai mắt không dám nhìn cha mẹ, nhăn nhó. Ha ha ha, ôm thì sao chứ, chuyện gấp còn kiêng kỵ gì? Người ta cũng không phải cố ý, bà xã, tôi thấy bà thật nhỏ mọn, Trinh Ngọc đã lớn rồi, không thể quản lý quá chặt chẽ như đứa bé ở nhà trẻ, Trinh Ngọc nhà chúng ta có suy nghĩ của nó. Tống Sơ Kiệt trái lại không có gì, thoải mái cười nói. Lão Tống, cũng không thể nói như vậy, Trinh Ngọc mới tròn 20, lúc này là thời kỳ vô cùng quan trọng, chọn lựa đối tượng là một chuyện đại sự, quan hệ đến cả đời người, không thể qua loa. Chuyện này tôi phải quan tâm. Nếu không sau này hối hận thì phiền phức. Tào Mai Phương lắc đầu, không đồng ý với suy nghĩ của chồng mình. Đúng, cũng phải, cần phải thận trọng, tránh để xảy ra chuyện phiền phức. Tống Sơ Kiệt gật gật đầu. Mẹ, cha, hai người nói gì vậy? Cái gì là đối tượng, xấu hổ chết đi được. Con không nói chuyện với hai người nữa, hừ hừ. Tống Trinh Ngọc vừa nghe đến hai chữ nhạy cảm, đối tượng, gương mặt đã đỏ bừng. Vội vàng chạy vào trong phòng mình, chui đầu vào trong chăn, thầm nghĩ, cái gì chứ, vừa ôm một cái đã trở thành đối tượng rồi, nhưng hình như Diệp Phàm rất dũng cảm, nói đối tượng có chút. Lão Tống, tôi thấy Giao Nhi có chút động lòng rồi, ông xem dáng vẻ của nó đó, không khác gì tôi ngày xưa. Tào Mai Phương có thể nhìn thấy hình dáng ngày xưa khi mình yêu Tống Sơ Kiệt từ trên người con gái, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Vậy sao bà xã? Ngày xưa khi bà vừa nhìn thấy vẻ anh tuấn của tôi đã cảm thấy động tình rồi. Tống Sơ Kiệt có chút đắc ý ngẩng đầu lên, nhớ lại thời kỳ huy hoàng của mình. Ông hay thật, ngày xưa ông sống chết theo đuổi tôi, lúc đó tặng hoa còn chưa phổ biến, cả ngày chỉ biết ôm sách đến tìm tôi thỉnh giáo, cầu giáo gì đó, thành tích của ông còn tốt hơn tôi còn nhờ tôi chỉ giáo cái gì, có phải không, ha ha ha. Tào Mai Phương cười đắc ý. Tại sao bà có thể nói như vậy? Ngày xưa không phải bà cũng rất thích sao? Có một ngày tôi không tới xin chỉ giáo bà không phải tìm đến tận cửa nhờ tôi chỉ giáo sao? Ha ha ha! Tống Sơ Kiệt nhếch miệng cười vui vẻ. Hai người vừa nói vừa ôm nhau. Đúng vậy, nói chuyện tình yêu bình thường đều bắt đầu từ cái ôm, cho nên tôi mới nói nhất định phải ngăn chặn suy nghĩ ngây thơ của Trinh Ngọc, đừng để vô tình rơi vào trong lưới tình. Trinh Ngọc chưa yêu đương bao giờ, nếu đã rơi vào thì rất khó quay đầu lại. Người ta nói mối tình đầu là đẹp nhất, nhưng cũng không thực tế nhất. Nam nữ yêu nhau lần đầu có thể thành công chỉ có mấy người có phải không Lão Tống? Tào Mai Phương có vẻ lo lắng. Đúng vậy, lúc đó bọn họ đều chưa quen biết nhiều, góc độ nhìn nhận vấn đề còn có thành kiến rất lớn. Được rồi, chuyện của thanh niên cứ để bọn chúng tự giải quyết. Chuyện này cũng là vấn đề duyên phận, bình thường mà nói là không thể, Trinh Ngọc ở Thủy Châu, có mấy khi gặp Diệp Phàm đâu. Hơn nữa một cán bộ nhỏ ở thị xã, Trinh Ngọc cũng không để mắt đến đâu, những anh chàng đẹp trai ở đài truyền hình tỉnh có rất nhiều. Thủy Châu chúng ta là tỉnh thành,
lẽ nào lại thiếu những anh chàng phong độ? Bà không nhìn thấy, nhà lão Lý, lão Trương thường xuyên tiếp cận Trinh Ngọc, làm gì có ai kém hơn Diệp Phàm. Cho nên bà xã bà cũng không cần lo lắng quá mức. Quá nhạy cảm cũng không hay, ha ha ha. Tống Sơ Kiệt lắc đầu, lộ ra vẻ tự tin. Cũng phải, nhà lão Lý công tác ở Sở Tài Chính tỉnh, người ta là nghiên cứu sinh tốt nghiệp Cambridge. Lão Trương càng lợi hại hơn, tiến sĩ Harvard, hiện tại là thư ký ban tỉnh ủy, nghe nói Phó Chủ tịch Tần đã để ý y, nói không chừng có thể trở thành thư ký chuyên trách của y, làm 2-3 năm có thể ngồi lên vị trí bí thư huyện ủy chủ quyền một phương, tiền đồ vô lượng. Nếu là mấy người đó tôi thật ra cũng không lo lắng gì cả. Nhưng Trinh Ngọc nhà chúng ta mấy năm rồi không có thái độ. Lão Lý, lão Trương cũng 23, 24 tuổi rồi. Qua 3 năm nữa cũng sắp đến 30, đàn ông 30 còn tính gì nữa? Lão Tống ông nói có phải không? Tào Mai Phương là phụ nữ, đối với phương diện này nắm bắt tư liệu tương đối tinh tế hơn trưởng ban tổ chức Tống Sơ Kiệt, đương nhiên cũng có phương diện tính toán. Tống Sơ Kiệt tuy nói thân ở địa vị cao, nhưng đã là thế người càng cần phải người ủng hộ mới được, nếu không một tư lệnh không quân thì cũng không trụ được lâu lâu. Đặc biệt là đến tầng thứ của y lại càng cần đến sự ủng hộ của các phe phái, nhân mạch lại càng cần phải rộng như biển, chỗ dựa càng phải cao như núi nếu không rất khó có thể tiến thêm một bước, cho dù là một bước nhỏ, thậm chí có thể giữ được vị trí hay không cũng rất khó nói. Nói những thứ này cũng còn sớm, tuy nhiên lần này đúng là Diệp Phàm đã giúp đỡ Trinh Ngọc, vào thời điểm thích hợp cũng nên giúp đỡ, nếu không con gái chẳng lại nỉ non đến điếc tai, ai? Tống Sơ Kiệt nhíu mày. Diệp Phàm nằm trên giường nhàm chán nhìn trần nhà, khuôn mặt thoáng cái trở nên ngoan độc, lấy điện thoại ra. Là Chủ tịch Hồ sao? Tôi là Diệp Phàm, hiện giờ tôi đã điều đến đập chứa nước núi Bà La làm nhận chức chủ nhiệm, lập tức dừng lại tất cả công tác ở nhà máy giấy Lâm Tuyền. Việc quyên tặng sửa đường cũng không còn cần thiết bởi vì mạng giao thông lớn Lâm Tuyền đã bị huyện treo lên rồi. Các anh có thể tuyên bố rút vốn, về chuyện con trai anh. Hôm nay anh đưa nó đến đập chứa nước núi Bà La bên cạnh thị trấn Vũ Khê, tôi sẽ nghĩ cách khai thông một lần rồi nói. Sau khi khai thông sẽ duy trì ít nhất nửa năm, đợi sau khi tôi làm xong một việc quan trọng rồi tính tiếp, tuy nhiên không cần lo lắng, tôi sẽ thu xếp thỏa đáng. Được, huyện đã bất nhân với anh thì chúng tôi cũng không cần có nghĩa. Mọi chuyện nghe theo Diệp Đại Sư, cảm ơn. Chủ tịch tập đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu Hồ Thế Lâm chủ tịch gật đầu. Tối nay tôi sẽ tự mình đem con trai tới đó, Diệp Đại Sư còn cần mang theo chút gì không, tôi sẽ mang theo luôn. Ừ, nếu như có nhân sâm lâu năm thì càng tốt, mang tới một ít để trợ giúp bổ tinh điều thần. Diệp Phàm nói xong cúp điện thoại. Chủ tịch Thượng, tôi là Diệp Phàm, anh bảo Vân Thiên tối nay tới thị trấn đập chứa nước Bà La thị trấn Vũ Khê. Cũng đã cuối năm, tới lúc đáp ứng chuyện các anh, lâu giờ bận công việc, giờ thanh nhàn rồi, ha ha. Diệp Phàm gắng cười. Được, cảm ơn anh Diệp, chúng tôi lập tức lên đường, tranh thủ chạy tới sớm. Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ vui mừng, chờ lâu như vậy cuối cùng cũng đã tới ngày này, y sau khi cúp điện thoại thì nện một quyền xuống bàn. Âm Gia Sơn, lão thất phu nhà ngươi, chờ sau khi ông đột phá nội kình sẽ cho ngươi mất hết mặt mũi, ha ha ha, thống khoái, sướng khoái a. Tổng Giám Đốc Phạm phải không? Xin chào. Nghe nói Tổng Giám Đốc Phạm gần đây chuẩn bị lên chức Tổng Giám Đốc Tập đoàn Điện lực, thật đáng mừng a. Diệp Phàm cố ý chúc mừng, thật ra hắn biết Phạm Trọng Dương hiện đang tranh đoạt vị trí này với em trai Vương Á Chiết của Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Vương Thiên Lược, thế lực hai người ngang nhau, thắng bại còn chưa phân. Ai, Bí Thư Diệp, còn nói những thứ này làm gì, chuyện vẫn còn chưa xong. Ai, Phạm Trọng Dương thở dài, chuyện này đang làm thần kinh y căng thẳng mỗi ngày. Mỗi người đều có thế lực, Vương Á Chiết có anh trai là Vương Thiên Lượng là thần tài thành phố là một ngọn núi lớn, mình tuy nói có tiến hành quan hệ với Phó Bí Thư Tạ nhưng người khác cũng không kém. Thế cục đang ngang ngửa, ai chết vào tay ai vẫn chưa thể nắm chắc. Phạm Trọng Dương thậm chí cảm giác bản thân bị bức đến không thở nổi, hiện giờ còn cửa ban tổ chức thành phố là không biết làm sao để gõ. Nghe nói Vương Á Chiết đã có liên lạc với Phó trưởng ban tổ chức thị ủy Tiêu Bình Quốc. Cũng chính là dượng của bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền Mâu Dũng. Phạm Trọng Dương cũng vẫn muốn gõ cánh cửa lớn của ban tổ chức nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Ban tổ chức thị ủy là ngành trực tiếp khảo sát, cực kỳ quan trọng, những người khác chỉ là gián tiếp, không thể quyết định. Tổng Giám Đốc Phạm,
chuyện tập đoàn điện lực đồng ý cho Lâm Tuyền sửa đường 200 vạn chắc là chưa xuất ra. Diệp Phàm hỏi. Không có, không phải là nghe nói mạng giao thông lớn Lâm Tuyền mắc cạn sao, vậy còn xuất ra làm gì? Chẳng lẽ mạng giao thông lớn Lâm Tuyền Ngư Dương lại lần nữa khôi phục? Phạm Trọng Dương nói. Không có, ý của ta là nếu như Lâm Tuyền tới thúc giục thì ông cứ đè xuống là được. Diệp Phàm cười nói. Cái này thì phải nhìn phía sau rồi, Bí Thư Diệp, nói cho cậu một câu thật lòng, nếu như Vương Á Chiết lên chức thì tôi không thể làm chủ rồi. Nghe nói Bí Thư Mâu Dũng của Lâm Tuyền có giao dịch với Vương Á Chiết, nếu như Vương Á Chiết lên được vị trí Tổng Giám Đốc thì sẽ xuất lực mạnh trợ giúp Lâm Tuyền sửa đường, hơn nữa chuyện khu nhà ở của trạm phát điện ở lại xã Khanh Hương chắc cũng là một búa hòa âm rồi. Vương Á Chiết có Mâu Dũng giúp đỡ nên thế lực thoáng cái đã mạnh lên không ít. Cha của Mâu Dũng chính là Phó Chủ tịch thành phố, Dượng lại là Phó trưởng ban tổ chức, Dượng là Phó Bí Thư Ngọc Hoài Nhân, cho nên rất khó làm a, tôi nhất thời cũng không làm chủ được. Phạm Trọng Dương hết sức khó xử, hiện tại vị trí của mình còn đang dao động, đâu rảnh đi quản tới những chuyện này. Suy nghĩ một chút Phạm Trọng Dương cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Phàm vì chuyện mấy trăm vạn sửa đường và khu nhà ở nghe nói đã xung đột với anh em nhà họ Vương, sao giờ lại bảo thay đổi, chẳng lẽ Lâm Tuyền xảy ra biến cố gì lớn? Phạm Trọng Dương gần đây bận rộn chuyện của mình cho nên cũng không bận tâm đến Ngư Dương. Nên hỏi, Bí Thư Diệp, Ngư Dương xảy ra chuyện gì? Ha ha, tôi hiện tại đã không ở Ngư Dương mà đến đập chứa nước núi Bà La nhận chức chủ nhiệm, nó ra vẫn là lính của ông đấy. Chẳng phải ở đây cũng có một lượng lớn cổ phần của tập đoàn điện lực thành phố. Diệp Phàm thản nhiên nói. À, một đại chủ tịch thị trấn đi làm chủ nhiệm một kho, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phạm Trọng Dương thất kinh, sau vài giây cũng đoán được đại khái chắc là Diệp Phàm đắc tội người nào bị đày đi rồi. Bỏ đi, không nói, nói về chuyện của ông đi. Trên thành phố tôi có quen một người, nếu như Tổng Giám Đốc Phạm muốn biết thì tôi có thể giới thiệu, ha ha ha. Diệp Phàm không muốn bàn lại chuyện bị giáng chức. Diệp tiên sinh cứ nói, tôi dĩ nhiên là muốn biết, nhiều bằng hữu thì nhiều đường phải không? Tôi chưa bao giờ ngại có nhiều bằng hữu cả. Phạm Trọng Dương chấn động, thầm nghĩ, chẳng lẽ Diệp tiên sinh thật sự quen biết nhân vật trọng yếu nào trên thành phố nên vội vàng hỏi. Tào Vãn Niên, ông biết chứ? Diệp Phàm phun ra mấy chữ suýt nữa làm Phạm Trọng Dương rất cằm. Tào Vãn Niên. Phó Tổng Giám Đốc Phạm không dám tin vào tai, bản thân y vẫn muốn gõ cửa vị trưởng ban tổ chức Tào Vạn Niên mà có cơ hội, chẳng lẽ thật sự có bánh trên trời rớt xuống. Ông nói thường vụ có mấy Tào Vạn Niên, ha ha, anh Tào cũng không tệ lắm, có cơ hội chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm làm quen. Diệp Phàm nói vẻ tùy tiện. Tốt, 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 Diệp Thiên Sinh, tôi làm chủ, đến thành phố chọn chỗ tốt nhất, đến lúc đó cậu gọi điện thoại là được, cảm ơn. Phạm Trọng Dương kích động, đi lòng vòng trong phòng làm việc một hồi. Hừ, Hoàng Hải Bình, người chờ vào tù đi. Vệ Sơ Tinh, Cổ Bảo Toàn, các người bất nhân thì ta cũng bất nghĩa. Diệp Phàm ta làm sai cái gì mà các người nói lấy mũ thì lấy, còn không phải là đi liếm mặt ngọc ra sao. Đừng tưởng rằng ông đây là mèo bệnh vô dụng, một khi giận lên sánh ngang với cọp A. Đúng lúc này điện thoại vang lên, Tề Thiên cười nói. Đại ca, đã lâu không gặp. Gần đây điều chỉnh mấy nữ nhân đúng là thuốc thần không kim thương bất khuất a, có thì cho thêm tiểu đệ một viên được không? Cái gì mà thuốc thần kim thương bất khuất, tiểu tử ngươi đánh rắm gì đó, cái đó kêu là Xuân Cung Hoàn, tiểu tử ngươi lại gọi thành kim thương bất khuất. Nói xem một đêm cậu dương thương được mấy lần, hừ, Diệp Phàm tức giận mắng. Không có, không có, đệ cũng vừa mới phá thân đồng tử. Đại ca không phải đã nói sao? Luyện công cũng phải âm dương điều hòa mới là dưỡng sinh chi đạo. Cô âm bất trường, độc dương bất sinh, vì thế tiểu đệ ghi nhớ lời đại ca dạy bảo, hiện tại cũng học xong âm dương điều hòa, thật đúng là lợi hại nha, lợi hại, một đêm hoa nở 6 lần, thiếu chút nữa thì đi bằng 4 chân, ha ha ha. Tề Thiên cười đến váng óc. Tiểu tử cậu nhỏ giọng một chút cũng không được sao, mà chẳng phải lần trước cho cậu 2 viên rồi sao? Chẳng lẽ dùng hết rồi? Diệp Phàm kinh ngạc. Đâu có, mới dùng một viên thôi. Tề Thiên ngượng ngùng. Vẫn còn một viên sao tới tìm tôi, thiệt là. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Không có á, còn một viên thì Lô Ca ăn chặn nửa viên, sao lại, sao lại. Tề Thiên lắp bắp. Lô Vĩ cầm nửa viên sau đó thế nào, vẫn còn nửa viên mà.
Diệp Phàm suýt nữa thì cười sặc. Em nói với anh thì đầu tiên là anh không được cười em, thứ hai là phải giữ bí mật, nếu không em sẽ bị đánh chết. Tề Thiên nói vẻ thận trọng. Tốt, anh giữ bí mật, đánh chết cũng không nói. Diệp Phàm hăng hái, không biết nửa viên còn lại là ai dùng, Tề Thiên còn làm ra vẻ, biết đâu là một đại nhân vật, chẳng lẽ là Thiết Chiêm Hùng lão ca, tiểu tử này hẳn là không dám. Thiết Chiêm Hùng ở trong mắt Tề Thiên chính là một pho tượng thần. Là cha em dùng. Tề Thiên rốt cục phun ra. Tề, phó chủ tịch tỉnh Tề dùng. Diệp Phàm thất thanh. Em đã nói anh đừng có giật mình mà, cũng khó trách, người bình thường nghe thấy chắc cũng ngất luôn. Tề Thiên làu bào. Hiệu quả kia như thế nào đây? Diệp Phàm hỏi tới, hăng hái lại càng dâng cao. Hiệu quả em không rõ ràng lắm, tuy nhiên mấy ngày gần đây ông ấy cứ luôn ép em. Tề Thiên vẻ mặt khổ, đáng tiếc Diệp Phàm không nhìn thấy, nếu không chắc cười vỡ bụng. Ép cậu lấy đồ kia, cha cậu là người thế nào, ông ấy đường đường là thế nào chứ? Diệp Phàm thật sự kinh ngạc, thầm nghĩ phó chủ tịch tỉnh Tề không phải cũng có bệnh chung của đàn ông chứ, ha ha ha. Chương 432, sự hấp dẫn của chiếc váy ngắn. Ừ, ông ấy nói trước cuối năm mà không lấy được một viên thì sẽ rút gân em. Anh nói em đến chỗ nào lấy đây, cái gì mà bảo linh hoàn đều là lừa đảo cả, dùng chẳng có ích lợi gì. Lão đại, người cũng không thể thấy chết mà không cứu, tiểu đệ chỉ trông vào anh đấy. Tề Thiên tố khổ. Anh có tự mình làm được đâu, em bảo anh đi đâu lấy đây. Ai, đại ca ta hiện giờ, không nói, ai. Diệp Phàm cố ý than thở. Làm sao vậy đại ca, hình như có chuyện xui xẻo gì sao? Tề Thiên đoán lờ mờ. Còn có chuyện gì, đắc tội trưởng ban sở tài chính tỉnh, chính là Ngọc Sử Giới của Ngọc Gia, bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn và chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh trong cơn tức giận lấy cái mũ của anh. Hiện giờ đại ca cả ngày câu cá, bị đem đến đập chứa nước núi Bà La làm một tuần viên quang vinh. Mỗi ngày hoàng hôn đều lên đập tuần tra một phen, cuộc sống rất tiêu dao. Ha ha ha. Diệp Phàm giả bộ không thèm để ý. Ha ha ha. Tề Thiên đắc ý cười sằng sặc, sau đó đột nhiên đổi giọng. Ngọc Sử Giới, vừa khéo lúc, đại ca, Ngọc Gia không phải là bị bắt một nhóm người, hiện tại đang nhốt tại một sư đoàn dã chiến thành phố Mạc Hương. Em thật ra thì đã điều tra xong, ngày đó bí mật của căn cứ Dương Đầu Phong không có quan hệ tới người của Ngọc Gia. Vốn là định cuối năm nay đem nhóm người của Ngọc Gia chuyển giao cho Cục Công an thành phố Mạc Hương xử lý, đơn giản là phạt một khoản tiền chứ dựa vào quan hệ của Ngọc Gia thì chắc không giữ nổi lão già kia. Phạm Hoành Võng của Cục An ninh Quốc gia thành phố hình như cũng đứng ra nói vài câu cho Ngọc Gia, một thượng tá sư đoàn trưởng của sư đoàn dã chiến tên là Ngọc Cao nhất cũng là người Ngọc Gia, ngay cả sư đoàn trưởng Triệu Côn Sư cũng đi làm thuyết khách cho bọn họ. Chẳng qua bọn họ không biết lai lịch cụ thể. Em tạm thời cũng chưa đáp ứng, Ngọc Gia đã như vậy thì chúng ta cũng phải chơi đùa với bọn họ một chút. Chơi đến lúc bọn họ kêu cha gọi mẹ mới thôi, lúc nào cần thả người thì đại ca bảo em. Mẹ kiếp, dám phá hỏng chuyện tốt của đại ca thì phải để cho bọn chúng chịu khổ, cứ dứt khoát gán cho đám người Ngọc Gia cái tội tiết lộ quân tình thì hay rồi, ha ha ha. Tề Thiên cười âm u như quả khiến Diệp Phàm cũng rét run, thầm nghĩ, tiểu tử này đừng xem y cả ngày bộ dạng bất cần đời. Lúc cần ra tay cũng là sát phạt, có lẽ mình cũng quá lương thiện đi, liền vội vàng nói. Tội danh thì trước tiên chưa ghép, nhưng trước hết là thả chút phong thanh, nói là Ngọc Gia có thể cùng quân tỉnh có liên quan, có hoài nghi gì đó. Để cho người nhà họ Ngọc năm nay ăn Tết không yên. Còn cậu đó, chờ điện thoại của anh đi, ha ha ha. Diệp Phàm cũng cười váng lên. Tuy nhiên cậu cũng cẩn thận đấy, thế lực Ngọc Gia cũng không nhỏ. Không thể thì làm sao chứ? Chúng ta cũng không phải là ăn chay, hắc hắc. Đại ca yên tâm, không có điện thoại của anh, Ngọc Gia có chết ở sư đoàn dã chiến cũng đừng mơ ra ngoài. Người thay ca chính là Vương Ngũ đấy. Nghe đoàn trưởng Thiết nói là tối ngày hôm qua Vương Ngũ đã thuận lợi đột phá, đại ca, sau này nói không chừng toàn bộ liệp báo đều là do anh tạo nên, anh chính là thần sáng thế của liệp báo. Ngay cả đoàn trưởng Thiết cũng cảm thán hàng vạn hàng nghìn. Nói anh là tướng hồng phúc của liệp báo sau này có thể đi tới chỉnh cái tình trạng gì thì anh cũng có công lao rất lớn, quả thực là một công xưởng chế tạo cường giả quốc thuật. Lão đại, quân hàm trung tá của anh chắc là sắp về tới, chắc là đầu năm tới sẽ có người mang đồ mới, anh chuẩn bị mời khách đi. Ai, nhìn trông mà thèm a, em lúc nào có thể thêm sao chứ?
nếu không cha em suốt ngày cứ than vãn bên tai. Trung tá của Liệp báo có thể dễ dàng có được vậy sao? So với một trung tá bình thường trong quân đội thì khó hơn gấp mấy chục lần, công lực không thể đi lên thì khỏi phải nghĩ đến rồi, đại ca, chuyện công lực của lão đệ này phải nhờ cậy anh. Hoàn thuốc tốt nhất là có thể lưu một viên, sau này lão đệ ta đột phá lần nữa lúc cũng có thể dùng tới. Ai? Tề Thiên than thở. Thiết ca cũng nói với rồi, muốn thăng lên trung tá thì phải đột phá lên tứ đoạn khai nguyên, em mới là tứ đoạn tiệt lưu, còn phải nỗ lực chừng 3 năm nữa mới có thể đột phá. Còn về hoàn thuốc thì đừng nghĩ tới, không có nữa đâu. Ai? Diệp Phàm thở dài nói, cũng là rất bất đắc dĩ. Thật ra thì hoàn thuốc vẫn còn có mấy viên, chỉ là Diệp Phàm không muốn làm cho Tề Thiên tạo thành một tâm lý lệ thuộc, cứ phải ép gã ra sức tu luyện. Thật, thật không có, vậy thì bỏ đi, để em tự mình gắng sức vậy, còn Xuân Cung Hoàn thì sao? Tề Thiên vẫn chưa từ bỏ. Cái đó thì vẫn có, tuy nhiên cũng không nhiều, bảo cha cậu muốn thì đến đập chứa nước núi Bà La câu cá đi, nghe nói nơi này có một loại cá gọi là hồng hồ tai. Theo truyền thuyết thì chỉ cần câu được một con thì có thể mang đến tài vận và quan vận. Diệp Phàm dụ dỗ. Hiểu rồi, cũng tốt, cha em cũng nói muốn thư giãn một chút, cả ngày bó buộc rất khổ sở, để em nói với ông ấy, biết đâu là ngày mai sẽ xuống. Chẳng qua chuyện thuốc thì không thể thiếu, nếu không em không xuống đài được, lại bị bức thành thân thì thảm rồi. Tề Thiên lại giả bộ đáng thương. Triệu Tứ tiểu thư không tệ a, người ta ung dung hoa mỹ. Lấy về là có một trợ thủ tốt đấy. Diệp Phàm cố ý cười nói. Bỏ đi đại ca, không nói, hiện tại thay đổi người rồi. Tề Thiên khổ sở, gã bị người nhà ép đến sợ xanh mặt, căn bản không muốn về nhà, xem ra đại gia tộc có phiền não đại gia tộc, vì chuyện liên minh chính trị nên hôn nhân lợi ích là rất phổ biến. Ai, cứ như mình lại tự do. Diệp Phàm thở dài, lúc này nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa thì thấy là tài vụ Điền Kim Hoa, bộ ngực cô ta đang phập phồng, tuy nhiên vẻ mặt lo lắng. Chủ nhiệm Diệp, nhà của tôi có việc gấp, con trai té bị thương chân, tôi muốn xin phép nghỉ một ngày trở về xem như thế nào. Vậy cô đi đi, không sao đâu, mấy ngày qua tin tức khí tượng nói không có mưa, không cần mở nước làm gì, có tôi ở đây không có chuyện gì đâu. Diệp Phàm cười gật đầu, Điền Kim Hoa cũng quay người chạy đi. Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn, tốt, có lẽ mình cũng nên nghỉ ngơi một chút, nếu không cuối năm chắc bận mở mắt. Diệp Phàm rúc vào chăn đi ngủ. Trong giấc ngủ hắn cảm thấy rất thoải mái, nằm mơ thấy đang điên đảo Loan Phượng với Phương Nghê muội. Cục trưởng, em là Đinh Hương muội. Đang say sưa thì một thanh âm kiều diễm đánh thức Diệp Phàm từ trong xuân mộng, mở mắt ra thì thấy nào phải Nghê muội mà đổi lại là Đinh Hương muội. Bản thân mình lại đang ôm chặt Đinh Hương muội trên giường, tay phải còn tiến vào sờ soạng hai ngọn ngọc phong của cô. Thì ra là Diệp Phàm lúc ngủ ngay cả cửa cũng không đóng, Đinh Hương muội được các đồng chí trong cục tôn giáo ủy thác mua một đống đồ dùng sinh hoạt chạy đến. Cô tới đây thì chạy một vòng không thấy ai, rốt cuộc thấy một cánh cửa mở hé, đẩy vào thì thấy chính là cục trưởng Diệp đang ngáy khò khò, trong miệng lẩm bẩm cái gì cũng nghe không rõ ràng lắm. Nhẹ giọng kêu mấy tiếng thì Diệp Phàm cũng không tỉnh giấc nên đánh bạo đến gần nào ngờ bị Diệp Phàm của tay ôm vào sờ soạng. Là Hương muội a, sao cô tới đây, các đồng chí trong cục khỏe chứ? Diệp Phàm nhìn lại thì đã xế chiều, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Hôm nay trang phục của Đinh Hương muội vô cùng quyến rũ, cô mặc áo nhung mỏng màu lam nhạt làm nổi bật bầu ngực, vừa rồi bị ma thủ của Diệp Phàm sờ soạng nên cúc áo sộc sạch bật cả ra. Diệp Phàm cao hơn cô nên đứng từ trên nhìn xuống thấy rất rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt đúng là làm tim đập loạn vì Đinh Hương muội mặc bộ váy ngắn đi tất trong suốt làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Tiết trời đang lạnh nhưng cô cũng không thấy lạnh, Diệp Phàm âm thầm cảm giác kỳ lạ, chẳng qua trong phòng cũng không phải quán lạnh vì đây là trạm phát điện nên dùng điện không mất tiền, phòng nào cũng có điều hòa nóng lạnh. Thật ra thì Đinh Hương muội không phải là không lạnh mà cô cố ý ăn mặc như vậy. Tâm trạng của cô với cục trưởng Diệp rất phức tạp, vừa nghĩ dựa được vào một cây cột thì lại bị đánh ngã rồi. Chẳng qua Đinh Hương muội vẫn không xem nhẹ cục trưởng Diệp, vẫn xem hắn là một con rồng, lúc nào cũng có thể bay lên trời. Lần này cục trưởng Diệp bị giáng chức đối với bản thân mình mà nói biết đâu lại là một cơ hội, có thể an ủi cục trưởng Diệp, cái này gọi là trong tuyết đưa than, ngay cả chuyện chồng cô Cố Lăng Tưởng vào thị trấn công tác cũng cần cục trưởng Diệp hỗ trợ. Quỷ thần xui khiến.
Đinh Hương Muội đã đến đập chứa nước núi Bà La, hơn nữa hôm nay trang phục đặc biệt vượt mức quy định, cho dù những em gái phố huyện nhìn thấy cũng phải chắt lưỡi hít hà. Dĩ nhiên cô cũng có lý do chính đáng là lão Trung trong cục đề nghị Đinh Hương Muội đại diện cho người trong cục đi mua ít đồ dùng sinh hoạt, y sợ bảo một người nam đến đập chứa nước thì không mang theo gì. Tất cả mọi người rất tốt, em đưa chăn bông và đồ dùng sinh hoạt tới. Đinh Hương Muội nói khẽ, ngồi nghiêng nghiêng trên giường. Chăn bông nơi này cũng có, hình như còn là rất mới, chắc là dùng để chiêu đãi lãnh đạo lúc đến, thay cũng tốt, cảm giác nó không thoải mái lắm. Diệp Phàm nhíu mày. Cảm ơn em nhé, chạy từ xa đến đây. Cảm ơn gì chứ, anh là cục trưởng chúng em, vì cục trưởng phục vụ là chuyện chính đáng mà. Đinh Hương Muội nói một câu hai ý nghĩa, vừa đứng lên thì thấy ánh mắt của Diệp Phàm đang cắm vào rãnh ngực sâu thẳm của mình thì rung động. Chương 433, đẩy ngã được bắt đầu từ con chuột. Diệp Phàm ngồi trên ghế, nhìn Đinh Hương Muội đang bận rộn trải giường chiếu, chăn màn. Ai, có một cô gái hầu hạ thật là tốt. Thật thoải mái. Mình có phải nên tìm một người không? Hình như đang còn trẻ, cứ chờ xem. Diệp Phàm vừa nghĩ vừa tùy ý liếc nhìn trên người Đinh Hương Muội. Hắn đột nhiên nhớ lại chuyện của chồng Đinh Hương Muội. Lần này mình đi thi hành nhiệm vụ cũng không biết là có thể còn sống trở về hay không. Nếu là chuyện đã hứa với người ta cũng nên đi làm. Huống hồ, Đinh Hương Muội mặc dù nói chỉ làm với mình mấy ngày, nhưng rất cung kính cục trưởng này, liền lập tức cầm điện thoại gọi đi. Bí thư Liễu. Chào anh, tôi là Diệp Phàm. Cục trưởng Diệp, xin chào, nghe nói anh tới núi Bà La nghỉ phép rồi. Liễu Trinh ấm ức nói, xem ra tâm tình cũng không tốt lắm. Ai, không nói nữa. Huynh đệ này thất thế rồi, nói ra càng buồn lòng. Anh Liễu, tôi có chuyện muốn nhờ anh, không biết có được không? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề. Có việc gì, nếu có thể làm được Liễu Trinh này quyết không chối từ. Trong khẩu khí của Liễu Chính hiện ra một vẻ chua xót nhàn nhạt, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình cũng có chút khó khăn, đúng là một đôi anh em tương xứng với Diệp Phàm. Ở trường trung học thị trấn Quy Hồ các anh có một thầy giáo, tên là Cố Lăng, là chồng của phó chủ nhiệm Đinh Hương Muội của văn phòng cục chúng tôi. Cố Lăng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thủy Châu, là một người rất có tài văn chương, anh xem có thể tìm cho cậu ấy một công việc gì ở trong thị trấn các anh không, ha ha ha. Diệp Phàm cười nói. Cố Lăng, nếu như muốn trực tiếp điều tới cũng khó khăn, có thể điều chuyển tạm trước, sau một năm thì chính thức chuyển tới mới được. Vừa vặn thị trấn mới tuyên truyền thiếu cán bộ tuyên truyền, có thể kêu cậu ấy tới làm. Liễu Chính cũng nói thẳng ra. Được, vậy thì làm phiền anh Liễu rồi, tôi xin cảm ơn trước. Lúc nào đến huyện, anh em ta lại uống mấy chén. Diệp Phàm nói. Được, không sao, chút chuyện nhỏ thôi. Chuyện này tôi sẽ gọi điện nói với hiệu trưởng. Điều chuyển tới trước, ngày mai có thể tới thị trấn đi làm rồi. Nhưng nếu sau này muốn chính thức chuyển tới thì phải tới cục nhân sự, cục giáo dục chạy trọt mới được. Vì bộ phận giáo dục là biên chế sự nghiệp, còn phía bên chúng tôi không phải muốn chuyển thì thành biên chế chính thức. Liễu Chính trả lời vô cùng dứt khoát. Đương nhiên tôi cũng sẽ đánh tiếng với hai cục trưởng. Cảm ơn cục trưởng, Hương Muội, em. Ninh Hương Muội đã sớm lắng tai nghe từ lâu. Diệp Phàm vừa gác điện thoại thì đã nói lời cảm ơn, khi nói trong khóe mắt còn lưng chừng những giọt nước mắt, làm rung động lòng người. Ai, việc nhỏ ấy mà. Diệp Phàm nhìn mà cũng có chút chua xót, đưa tay ra vuốt vuốt mấy sợi tóc rũ xuống trên trán cô gái điềm đạm đáng yêu. Ninh Hương Muội thoáng cái đứng dưới đất, vùi đầu vào lồng ngực Diệp Phàm khóc ồ lên, xem ra rất là khổ sở, Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa, chuyện này còn chưa thành. Hai người còn phải chạy trọt trên huyện. Có lẽ phải thăm hỏi cục nhân sự, cục giáo dục mới được, đương nhiên, tôi có thời gian cũng sẽ nói giúp hai người. Cảm ơn, chuyện này chúng em hiểu. Ninh Hương Muội nghẹn ngào nói, lau khô nước mắt, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hơi xấu hổ, nhăn nhó nói. Cục trưởng, có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh tắm rửa một lát không, mồ hôi chảy ra khó chịu quá. Được, em cứ dùng đi. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động. Nuốt nước miếng, thầm nghĩ, không biết dáng vẻ hoa sen mới nở của Đinh Hương Muội sẽ như thế nào. Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh, nghĩ đến thân thể xinh đẹp mà uyển chuyển sau tấm màn của Đinh Hương Muội, trong lòng Diệp Phàm như có lửa đốt, thật sự muốn phá cửa xông vào, thanh tâm quyết hành khí ba vòng mới dần dần khá hơn một chút. Lúc này tiếng máy sấy truyền đến, có lẽ đang sấy tóc.
Ai, đáng tiếc, lão tử không có phúc nhìn thấy. Diệp Phàm có chút tiếc nuối thở dài. A, à, ngay lúc này trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Đinh Hương muội. Làm sao vậy? Diệp Phàm kêu một tiếng, nhảy vọt tới cho là cô bị làm sao. Cửa trái lại không khóa, khẽ vặn khóa một cái liền mở ra. Thấy Diệp Phàm đi vào, Đinh Hương muội ôm chầm lấy, run bắn lên chỉ về cửa sổ. Chuột, chuột cống, ở đâu? Diệp Phàm cảm giác buồn cười, hóa ra là chuột cống, bất giác thở dài, nữ nhân A. Nói làm sao đây? Chạy rồi, mới vừa rồi còn bò ở bên cửa sổ. Đinh Hương muội run rẩy. Không có chuyện gì, không phải sợ, hồi còn bé anh còn ăn thịt chuột ấy chứ, lớn rồi còn sợ chuột, ha ha ha. Diệp Phàm thân thiết vỗ vai người trong ngực, lúc này mới nhớ lại là thân thể này cũng thơm ngát. Hắn khẽ cúi xuống nhìn thì cảnh tượng đúng là làm người ta muốn phun máu. Đinh Hương muội chỉ mặc một cái áo lót mỏng, chắc là vừa gội đầu nên nút áo cũng quên cài. Bộ ngực lộ ra ngoài một nửa, ngay cả hai viên ô mai đỏ nhạt cũng hiện ra rất bắt mắt, tức thì làm chỗ kín Diệp Phàm có phản ứng, hắn thi triển ra thần quang thuật ưng nhãn lén nhìn xuống dưới, lần này thì đúng là máu mũi đã trào ra. Dưới thân Đinh Hương muội không mặc quần dài, chỉ có một cái quần lót mỏng hình lưới màu đen. Cây cỏ bên trong không yếu thế cứ thế nhô ra ngoài, có mấy ngọn quan xoắn, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh rung động theo nhịp cơ thể của Đinh Hương muội. Khe hở giữa hai sườn núi kia đặc biệt sâu thẳm, có thể khiến cho người ta lâm vào vực sâu bất phục. Mẹ kiếp, cho dù có phải xuống 18 tầng địa ngục cũng phải thám hiểm thâm cốc này đã. Diệp Phàm tự mắng một câu rồi duỗi tay ra đặt lên bụi rậm, chẳng qua thấy thân thể Đinh Hương muội khẽ run rẩy theo phản xạ mà không có ý phản đối. Gương mặt đỏ hồng như một viên ô mai chờ người đến hái. Anh chưa thấy cảnh tượng như thế thì biết Đinh Hương muội đã ngầm đồng ý rồi. Đã được mở cửa như vậy thì còn chần chừ gì nữa. Hơn nữa trong trường hợp này nếu Đinh Hương muội cự tuyệt thì đồng chí anh chưa chắc cũng sẽ không chút lưu tình. Hắn ôm xốc lấy Đinh Hương muội đặt lên giường lớn, đặt tay lên bầu ngực của Đinh Hương muội thì thấy rung động kịch liệt, phụ nữ bộ dạng như vậy thì chắc đã rất kích động. Diệp Phàm hứng thú càng đậm. Sờ soạng một lúc thì thấy ánh mắt của Đinh Hương muội đã mở hẳn đi, đầu lưỡi khẽ thăm dò vài nơi thì cô đã rên lên ư, phát ra tín hiệu hành động cho anh chứ. Diệp Phàm lập tức đè hẳn lên người của Đinh Hương muội, tách đôi môn hộ để tiến vào đào nguyên, cảm giác lực cản rất lớn liền thành thục phá cửa để vào. Nhất thời cảm giác rất khít khao co giãn, Đinh Hương muội không nhịn được hơi nhíu mày rên lên một tiếng. Làm sao? Diệp Phàm nhẹ nhàng ngừng lại. Có chút đau. Đinh Hương muội nói khẽ. Làm sao lại như vậy? Em không phải đã kết hôn một thời gian ngắn rồi sao? Diệp Phàm không nhịn được hỏi. Chỗ đó của em lúc trước quan hệ thì vật kia không khỏe lắm, có chút mềm, còn hỏi tại sao, hừ. Đinh Hương muội ấm ức. Hảo hảo, anh tới. Diệp Phàm cười ré lên, dùng sức đẩy tới. Thầm nghĩ cố lăng vậy mà không làm rách được tầng kia. Nam nhân dĩ nhiên là thích thú nhất được công phá tầng kia, nó đại diện cho sự kiêu hãnh. Sau khi một phen vật lộn, hai người rốt cuộc cũng phải ngừng nghỉ. Ai, xem ra phải đổi lại giường rồi. Diệp Phàm trêu chọc, đưa tay âu yếm bộ ngực của Đinh Hương muội. Không ngờ em còn là xử nữ. Ừ, cái kia của hắn không đi vào được bên trong, tiện nghi cho anh rồi đó. Đinh Hương muội dịu dàng, hai người lại một phen triền miên ân ái. Sau đó Đinh Hương muội ngồi dậy, yên lặng thu thập xong thì lưu luyến. Em đi đây, chuyện bên cục giáo dục em còn phải lo, nếu không phải chờ sang năm biết đâu lại có biến số gì. Cảm ơn anh, cục trưởng Diệp, em rất vui vẻ. Chờ một chút, nhân sự cục đó hình như là do anh triệu quản, để anh gọi điện thoại cho y. Diệp Phàm vừa nói thì đi tới lấy ra một cái túi xách tay của nữ rất tinh xảo. Túi này là một bằng hữu ở Hồng Kông lúc trước cho anh. Nghe nó là 3-4 ngàn. Anh cũng không dùng làm gì, vốn định đưa cho em nhưng lại sợ có phiền toái, em cầm đi chuẩn bị đi. Diệp Phàm chậm rãi nói. Không, không cần, cục trưởng, anh giúp em rất nhiều, em không thể lại lấy đồ của anh. Đinh Hương muội kiên quyết cự tuyệt. Cô chỉ e Diệp Phàm hiểu lầm bản thân là thứ đồ phụ nữ tham tiền, dùng xác thịt để giao dịch. Cầm đi đi, anh không có ý kia, cũng không phải là ý tứ trao đổi. Đây là chuyện tâm ý giữa nam và nữ, nếu vậy thì anh đã đi kỹ viện, em không cần nghĩ nhiều làm gì.
cái này là anh bảo em cầm đi chuẩn bị. Chuyện này là anh đáp ứng em nên coi như em giúp anh. Diệp Phàm khăng khăng đưa cho Đinh Hương muội. Ngoài ra nếu như chuyện không xong thì gọi điện cho anh sẽ ra mặt, còn nếu xong thì tốt rồi, đi thôi. Chương 434, lễ vật của Hắc Miêu chính là một cô gái nhỏ. Đứng ở đầu cầu thị trấn Vũ Khê, nhìn thấy bóng xe Wrangler của Diệp Phàm đi xa dần, Đinh Hương muội ngơ ngẩn hồi lâu mới hồi phục được. Cục trưởng Diệp, anh là người tốt, tấm thân này của em trao anh cũng đáng. Diệp Phàm đương nhiên không hiểu rõ phức tạp trong lòng Đinh Hương muội, nhưng đối với vẻ đẹp của Đinh Hương muội, còn cả khe hở thần bí sâu thẳm khó lường của Đinh Hương muội cũng thích thú vô cùng. Ai, xem ra như là phá được nửa chỗ người khác không mở được, lão tử lại mở ra được. Đây là kiêu ngạo của đàn ông sao? Ai, có lẽ là vậy, nhưng con người mình không phải có chút hèn hạ, có chút háo sắc, có chút mất đạo đức. Cả đời này không biết có thể làm được một liên đội không, mẹ nó, sao mình lại cùng đẳng cấp với con người hạ đẳng như Mã Cái Thiên được chứ? Nếu không cũng làm 001, 002, 003 thử xem, ha ha ha. Diệp Phàm lẩm bẩm, chiếc Wrangler trồm lên, chạy lên sườn núi. Tối nay nhất định là một đêm bận rộn. Không lâu sau Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ và Vân Thiên Báo Dương Vân Thiên từ Thủy Châu chạy tới đập chứa nước. Hai người hai mắt sáng bừng, còn dẫn theo một cô nàng xinh đẹp, nói là đặc biệt làm cơm cho Diệp Phàm ăn, khiến hắn thiếu chút nữa dở khóc dở cười nói. Hai anh chơi sang quá, cô nàng xinh đẹp như vậy lại kêu người ta tới lo chuyện gia đình. Thật đáng tiếc, có thể nấu ăn cho anh Diệp là phúc khí của cô ấy, có gì chơi sang chứ? Thượng Thiên Đồ cười nói, dáng vẻ thoải mái. Y kề sát bên tai Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Cô ấy là Phượng Linh Tỏa, là một sử nữ chính tông. Tôi đã kêu chuyên gia của bệnh viện phụ khoa đệ nhất thành phố Thủy Châu kiểm tra qua rồi. Yên tâm, tôi mới đào được từ vùng nông thôn xó xỉnh núi Đại Hưng An đấy. Nghe nói cô ta trước kia biểu diễn xiếc, không đắt đâu, một người 2 vạn đồng, hiện tại bao ăn bao ở cũng khoảng 2000, bọn họ còn mừng không chịu được. Hơn nữa vì để tôi luyện bọn họ, tôi còn đặc biệt mời thầy giáo của trường vũ đạo tới luyện cho 3 tháng, có thể ca múa hát. Còn chuyện hầu hạ đàn ông, tôi cũng đã giải thích cho cô ấy rồi, không có ý kiến gì. Hơn nữa tôi còn nói có thể hầu hạ Diệp đại sư thoải mái thì thưởng 1 vạn đồng, thu xếp việc làm trong công ty, trả lương hậu hĩnh. Đương nhiên, mọi chuyện sau này do Diệp đại sư quyết định rồi, cô ấy là nữ nhân của Diệp đại sư thì tin tưởng ngài sẽ không bạc đãi, hắc hắc hắc. Thượng Thiên Đồ ra vẻ đắc ý. Phí tâm rồi, anh không phải cưỡng bức như vậy. Ha ha ha. Diệp Phàm cười chỉ hận không thể trực tiếp quăng lão thượng này xuống nước cho cá ăn, thầm nghĩ, mẹ kiếp, xem lão tử là đại sư gì chứ, thật sự tưởng mình là con quỷ háo sắc có phải không? Thật là cuộc sống thối nát. Chẳng qua tâm ý này rất đáng tán dương, hơn nữa rất hiểu tâm lý đàn ông, khôn đi làm quan thật là đáng tiếc, điển hình cho một nhân tài nịnh hót. Tuyệt đối không có, lão thượng này còn cần đi làm những chuyện hư hỏng hay sao? Có phải không? Thượng Thiên Đồ chỉ thiếu nước vỗ ngực, chỉ vào Phượng Linh Tỏa gọi. Linh Tỏa đến đây đi, sau này phải nấu ăn giặt rũ cho Diệp đại sư, phải chịu khó cẩn thận, đừng để Diệp đại sư mất hứng, nếu không, hừ. Xin chào Diệp đại sư, Linh Tỏa sẽ nghe lời ngài. Phượng Linh Tỏa cúi mặt. Được rồi lão thượng, đừng dọa cô ấy nữa. Linh Tỏa, đừng nghe y nói mò, y đùa đấy. Cô tới chỗ này của tôi cứ vui chơi thoải mái. Hôm nay là những người khác có việc xin phép nghỉ rồi nên việc bếp núc mong các cô phụ giúp một chút. Diệp Phàm nói vẻ thoải mái, rất có phong phạm đại sư, tuy nhiên trong mắt Linh Tỏa không hề có hiệu quả. Nếu như Diệp Phàm biết suy nghĩ thật sự của Phượng Linh Tỏa, có lẽ giận đến trào máu. Tuy nhiên tay nghề của Phượng Linh Tỏa thật sự điêu luyện, nấu cơm rất ngon. Xem ra không phí công bồi dưỡng rồi. Buổi tối tiến hành đột phá, Thượng Thiên Đồ sau khi dùng lôi âm cửu long hoàn ngồi xếp bằng ở đại sảnh phòng họp đập chứa nước liều mạng giả vận công. Trong nhà của phó bí thư chuyên trách thứ 2 của thành phố Mặc Hương Ngọc Hoài Nhân, lúc này đang ngồi rất nhiều người. Ngọc Hoài Nhân, Ngọc Nhã Chi, Ngọc Thế Hùng, Ngọc Cao Nhất, Ngọc Y Lệ. Thế Hùng, lần này chuyện của cha cháu thật sự phiền phức rồi. Theo cục trưởng Phạm của Cục An ninh tiết lộ, hình như có quan hệ đến để lộ bí mật quân sự. Sao có thể như vậy? Bọn họ chỉ làm sòng bạc dưới đất, sao có thể dây dưa đến tiết lộ bí mật quân sự chứ? Thật là kỳ lạ.
Lẽ nào bọn họ có chuyện giấu tôi sao? Ngọc Hoài Nhân nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng. Đôi mắt lạnh lẽo như điện liếc nhìn về phía Ngọc Thế Hùng vô cùng nghiêm nghị. Bí mật quân sự, chúng ta nào có tư cách để lộ bí mật, chuyện này nói ra cháu không thể hiểu nổi vì sao. Tuyệt đối lầm rồi, lầm rồi. Ngọc Thế Hùng thiếu chút nữa giống lên. Mẹ kiếp, nhắm trúng lửa giận của tôi rồi, cứ xông vào sư đoàn dã chiến chém giết cứu người rồi hãy nói. Cướp người, khốn kiếp, cháu có bao nhiêu cân lượng? Ngọc Hoài Nhân điên tiết vỗ bàn không chút lưu tình quát lên. Cháu chỉ nói thôi, thật sự không dám. Ngọc Thế Hùng vội vàng giải thích. Cao nhất, biển xe lúc sáng đã tìm hiểu kỹ càng chưa? Ngọc Hoài Nhân hỏi. Đã tìm hiểu rõ ràng, là biển số xe của Liệp Báo. Người lái xe là thiếu tá Trương Cường, cùng cấp bậc với Tề Thiên đang phụ trách tra án lần này. Theo một bằng hữu của cháu ở tập đoàn quân số 2 căn cứ Vịnh Lam Nguyệt ở Thủy Châu tiết lộ, nói là Trương Cường cả ngày đi theo bên cạnh thủ trưởng. Thủ trưởng số 1 Liệp Báo gọi Thiết Chiêm Hùng, nghe nói chỉ là đại tá đoàn trưởng, chắc là địa vị của Trương Cường cao hơn Tề Thiên. Ngọc Cao Nhất giải thích cặn kẽ. Một đại tá thì có gì, sư đoàn trưởng Triệu Côn không phải là thiếu tướng sao? Chẳng lẽ ngay cả y cũng không nói được một câu? Ngọc Hoài Nhân khó hiểu. Cháu cũng không rõ lắm, lúc ấy cháu tìm tướng quân Triệu thì y lắc đầu, nói là chuyện này rất phức tạp, y cũng thương mà không giúp gì được. Bình thường tướng quân Triệu Côn đối với chúng ta còn là tương đối khá, giao lưu cũng nhiều, chẳng qua lần này y đúng là rất khó khăn, cứ một mực lắc đầu. Xem ra là thật giúp không được gì. Ngọc Cao Nhất là một thượng tá sư đoàn trưởng sư đoàn dã chiến, cũng rất được tướng quân Triệu Côn coi trọng. Cháu liên lạc với tướng quân Triệu thử xem cho chú gặp một lần. Ngọc Hoài Nhân thận trọng nói. Một sư đoàn dã chiến chú đóng ở thành phố Mạc Hương chúng ta, nói ra còn là hàng xóm, phải thắt chặt tình quân dân. Nếu như tướng quân Triệu Côn có yêu cầu gì thì địa phương chúng ta phải tích cực hỗ trợ. Chú định nghĩ cách ủng hộ khoản tiền cho sư đoàn dã chiến. Ngọc Cao Nhất hỏi. Ủng hộ khoản tiền là chuyện của cha cháu, chú không có quyền sở hữu tài sản, tuy nhiên có thể bắt cầu. Ngọc Hoài Nhân lắc đầu. Ai, nếu như sớm biết Diệp Phàm cùng Liệp Báo còn có quan hệ thì buổi tối hôm qua sẽ không nên ép cổ bảo toàn rồi. Buổi sáng hôm nay đem tiểu tử kia đầy đi giữ đập chứa nước, không biết trong lòng hắn có ôm hận Ngọc gia chúng ta không, hiện giờ chuyện đã như vậy thì bảo hắn ra mặt đi giúp là không thể, con đường này không thông a. Chuyện này còn nhiều cách mà, còn phải nghĩ cách khác, chẳng phải anh đang bị nhốt tại một sư đoàn dã chiến, cũng không biết vì sao Liệp Báo cứ ôm giết lấy. Chú, cha cháu có bị đánh hay không, có phải chịu phạt hình hay không? Nghe nói tòa án quân sự có khi ngầm giết người, làm sao bây giờ? Cháu đi xin Diệp Phàm đây. Ngọc Kiều Long vừa nghe thì bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, run rẩy nói, trong mắt thoáng cái đã ẩn ẩn nước. Mấy ngày qua cô rất đau khổ vì chuyện của cha, ngày nào cũng khóc lóc, người cũng gầy đi không ít. Kiều Long, hiện tại chuyện còn chưa rõ, có lẽ họ Diệp cùng Liệp Báo quan hệ cũng bình thường. Dấu lớn hắn một cánh bộ nhỏ cấp trưởng phòng, sao có năng lực lớn đến thế, chắc chuyện này là trùng hợp. Xin hắn cũng không được gì còn mất thể diện. Hơn nữa mấu chốt là hắn căn bản sẽ không hỗ trợ, Ngọc gia chúng ta tạm thời còn chưa tới một bước kia, chuyện này chắc chắn sẽ có biện pháp. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ngọc Hoài Nhân vội vàng an ủi cháu gái mình. Không vội, không vội, làm sao không vội, Hoài Nhân, anh xem con bé đã khóc sưng húp lên rồi. Phải mau nghĩ cách để cứu đại ca ra, một ngày không ra chúng ta đều ngủ không yên ổn. Vợ của Ngọc Hoài Nhân là Cố Phi Phượng cũng trách móc. Ai, Kiều Long? Ngọc Nhã Chi cũng vỗ về, giọng có chút nghẹn ngào, dù sao cô cũng lăn lộn quan trường nên bình tĩnh hơn, cũng biết những quy tắc phức tạp trong đó. Thế Hùng, cảm ơn anh. Lúc này điện thoại Kháo Sơn Hổ vang lên, là Lý Tuyên Thạch Đập Thiên Thủy gọi tới. Tạ ơn gì Lý ca, tiện tay mà thôi. Ha ha! Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng cười gượng. Nguyên lai là thị trấn Vũ Khê mới xây một ngôi nhà 5 tầng, có Ngọc Thế Hùng giật dây, việc cung cấp đá vụn vào tay Lý Tuyên Thạch nên Lý Tuyên Thạch gọi điện thoại tới cảm tạ. Không thể nói như vậy, huynh đệ là huynh đệ, chuyện này còn phải cảm tạ anh, ha ha ha! Hoành Sơn nói cuối năm cũng sẽ trở về, chờ nó về rồi mấy anh em cùng gặp mặt. Lý Tuyên Thạch cười nói. Gần đây tuy nói đường đập thiên thủy còn chưa mở công, nhưng Lý Tuyên Thạch bởi vì giao thiệp rộng, bằng hữu cũng nhiều nên công trường khai thác đá vụn làm ăn cũng không tệ.
chắc đến cuối năm là có thể thu hồi nửa vốn, mọi người đều rất hăng hái, Lý Tuyên Thạch còn định cuối năm mua thêm 2 chiếc xe Jeep. Hoành Sơn, y đi đâu kiếm tiền vậy? Ngọc Thế Hùng cũng không biết Lý Hoành Sơn đã đầu quân, còn tưởng rằng Lý Hoành Sơn đi làm ăn bên ngoài. Không có, tiểu tử này hiện tại rất oai phong, đã là thượng úy đại đội trưởng rồi, ha ha ha. Lý Tuyên Thạch cười vang. Thượng úy đại đội trưởng, nhanh như vậy, bộ đội ở đâu, nói không chừng tôi có thể giúp một chút, chú út tôi là thượng tá sư đoàn trưởng đấy, ha ha. Ngọc Thế Hùng cười khổ, thật ra y đối với bằng hữu rất hào sảng,